Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trên kênh truyện HPT Channel và ngày hôm nay Hà Tô sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình rất dễ thương và đáng yêu. Nói về một cô gái rất ngây thơ, nhưng mà chính sự ngây thơ của cô đã khiến cho câu chuyện tình yêu của cô khiến cho mọi người phải chú ý tới. Cô có rất nhiều bạn trai nhé. Còn anh chàng của cô thì sao? Một người cũng không có, bởi tình yêu anh dành cho cô là từ thuở nhỏ cho tới khi lớn lên vẫn chưa từng thay đổi xuất hiện trước mặt của cô nhưng cô lại không hề nhận ra anh. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của câu chuyện rất thú vị và hài ước ngay sau đây nhé. Các bạn yêu thích hãy nhớ ấn like ủng hộ, ấn share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên subscribe kênh truyện để ủng hộ cho tim. Cảm ơn các bạn rất nhiều và ngay sau đây Hà Thu mời các bạn cùng đến với nội dung của chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiến vào quán cà phê, lìa mắt nhìn khắp nơi, rất nhanh đã tìm thấy người cô muốn tìm một người đàn ông tuấn tú con lê đen hào nhoáng đang chăm chú nhìn ra ngoài đường phố đứng như lời của trương ngọc lai nói rất khá châu lộ lộ cất bước đi tới người đàn ông nọ cũng phát hiện ra cô lịch sự đứng dậy mỉm cười cô là cô châu phải không tôi là ngô cẩn huyền chào anh châu lộ lộ gật đầu nghe anh đã lâu ngô cẩn huyền bật cười mời ngồi cảm ơn Cô thật giống như trong tưởng tượng của tôi, rất xinh đẹp." Châu Lộ Lộ mỉm cười. "Anh thật là biết nói chuyện." "Tôi nói thật lòng." Trò chuyện một hồi, cả hai đều cảm thấy nói chuyện rất hợp, có ý trao đổi số điện thoại, tiếp tục tìm hiểu, nếu thuận lợi thì sẽ làm người yêu cũng không tệ. Châu Lộ Lộ đọc số điện thoại của mình, bỗng nhiên cảm thấy bụng khó chịu liền đi toilet. Cùng lúc đó, cửa quán bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào khiến không ít người chú ý. Người này có mái tóc màu nâu được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh, mỗi chi tiết trên khuôn mặt giống như được vẽ ra vậy, đẹp đến không còn lời nào có thể diễn tả hết. Khắp người đều lộ ra vẻ đẹp nam tính phóng khoáng. Toàn bộ khách trong quán đều vì sự xuất hiện của anh mà dừng lại động tác. Anh chỉ nhú mày một cái mà hầu hết phụ nữ đều đổ rầm rầm. Ngay cả con mèo trắng kiêu ngạo nổi tiếng là khó gần của chủ quán cũng không sao chịu nổi mà chạy đến cọ cọ chân anh. Trong khi các cô gái đều mong chờ anh ta bước tới bàn của mình, thì anh ta lại đi tới cái bàn của một người đàn ông khác, rất tự nhiên mà ngồi xuống. Thoáng chốc, không khí như là trùng xuống, ai nấy đều rất ngạc nhiên ngây ngốc. Đường vũ ngồi xuống, thuận tay cầm lấy cái túi sách nữ để trên bàn, chứng tỏ người nào đó vừa mới ngồi đây. Ngô Cần Huyền nghĩ muốn cản, nhưng lại cảm thấy hành động của người này quá mức tự nhiên, thành ra anh lại ngập ngừng đành hỏi, "Không biết anh là tôi, người mà cô ấy ngày đêm đều nhớ, lời cha mẹ cô ấy có thể không nghe, nhưng nhất định sẽ nghe lời tôi. À, tiền mà cô ấy dùng đều là của tôi." Đường Vũ còn chưa nói xong thì Ngô Cẩn Huyền đã ngắt lời, "Thật ngại quá, tôi còn có việc gấp cần phải giải quyết đi trước." Lúc Châu Lộ Lộ quay trở lại thì đã hay thấy cảnh Ngô Cảnh Huyền chạy trối chết, tựa như là bị lửa đốt mông vậy, mà chỗ ngồi của cô đã bị người khác chiếm đóng. Châu Lộ Lộ nhìn thấy người mới tới ngạc nhiên. Đường Tổng, sao anh lại ở đây? Ồ, vậy thì tôi nên ở đâu? Châu Lộ Lộ thật thà mà đáp. Ở công ty, chủ trì cuộc họp. Đúng hả, vậy thì quay lại công ty thôi, dường một chút đường vũ lại hỏi cô cùng đi với tôi gì gì cơ châu lộ lộ có chút không hiểu cô đã hết giờ làm rồi cuộc họp cao cấp đó đầu đến phiên nhân viên quen như cô tham dự chứ đường vũ rất có lý lẽ mà nói có lý nào cấp trên làm việc còn nhân viên lại rảnh rỗi đi hẹn hò hai chữ hẹn hò đường vũ gần như nghiến răng mà nói nói rồi cũng chẳng quản châu lộ lộ có đồng ý hay không cầm cái túi của cô đi mất châu lộ lộ chẳng còn cách nào khác đành phải đi theo cô ngồi trên xe hơi sang trọng của hắn chiếc xe bòn bòn trên đường đường tàu à đã tan ca rồi đường vũ gật gật đầu tôi đương nhiên là biết châu lộ lộ còn chưa kịp thở vào lại nghe đường vũ nói có ai nói tan ca thì không thể tăng ca sao cô nghe mà nghẹn hỏng Ai bảo anh ta là xếp tổng của cô cờ chứ Xếp tổng ấy mà Muốn xen vào chuyện riêng của nhân viên Thì xen vào Muốn nhân viên tăng ca Thì nhân viên phải tăng ca Xếp tổng mà Có nói sai thì vẫn là chân lý Nhân viên nhỏ bé như cô Làm gì có quyền để quyết định Châu lộ lộ cúi đầu Im lặng lùi ra sát cửa xe Thầm nghĩ cách xa đường vũ Càng xa càng tốt Đường Vũ nhìn cái vẻ ấm ức của cô Giọng đầy mỉa mai Sao hả Phá hỏng chuyện tốt của cô đến không vui sao Châu lộ lộ nghe vậy thì vội vàng xua tay Không, không có đâu Không có Trong lòng của châu lộ lộ Thầm mắng ai đó hàng trăm, hàng nghìn lần Nhưng vẫn thuần thục vuốt mông ngựa Bố đại nhân anh Tuấn phi phàm Tuổi trẻ tài cao Anh nói mặt trời mọc phía tây Thì mặt trời nhất định sẽ mọc phía tây anh nói không được làm Tôi làm sao dám làm cơ chứ Vậy tức là tôi bảo cô Không được đi xem mát Thì cô sẽ không đi xem mát Châu lộ lộ bỗng sững lại Làm sao có thể chứ Đường tổng à Ngài thật là hài ước quá đi Tập đoàn lộ vũ gồm có 17 tầng Càng lên cao thì chức vụ lại càng trọng yếu Tổng tài cùng với phó tổng tài Đều ở trên cùng Mà cô chỉ có thể ở năm Châu lộ lộ thấy đường vũ bấm thang máy lên tầng trên cùng Không nhịn được mà cất tiếng nhắc nhở Đường tổng à Phòng của tôi làm việc là ở tầng 5 Đường vũ lạnh lùng nhìn châu lộ lộ một cái Cô lập tức biết điều Im lặng lùi ra sau lưng đường vũ Mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân Vừa mở miệng liền đã ngoan ngoãn đi theo đường vũ Như một chú chó nhỏ Đường vũ thầm nghĩ Lúc nào cũng ngoan ngoãn như thế này Có phải tốt không anh cũng đỡ phải nhọc lòng Đường Vũ đưa cô vào phòng tổng tài Giao cho cô một đống giấy tờ Đánh máy lại hết chỗ này cho tôi Không xong thì không được về Châu lộ lộ thầm ước lượng khối lượng trên tay Nghĩ lại tốc độ đánh máy của mình Nước mắt hai hàng Nhiều thế này chẳng lẽ phải lách cách đến sáng mai sao Đường Vũ nhìn cô không tình nguyện Ngồi vào bàn làm việc Trong lòng hả hê đi đến phòng họp Châu lộ lộ thề rằng Cô rất nghiêm túc làm việc ngay cả thi đại học cô cũng không nghiêm túc như bây giờ Nhưng mà lúc đường vũ quay lại Kim Phút đã là lướt qua con số 12 mấy lần Mà cô mới chỉ đánh được một nửa Quan trọng nhất vẫn là cô chưa ăn cơm tối Cho nên thời điểm anh quay lại Vừa hay là lúc bụng của cô ca hát Đường vũ nhịn cười Làm như không nghe thấy gì Anh ngồi vào bàn của mình Bình tĩnh gọi hai suất cơm Rõ ràng là chẳng hề cười đâu Nhưng châu lộ lộ lại thấp thỏm hơn một chút âm thầm ấn bàn phím cũng lớn hơn một chút giống như bàn phím gây thù chúc oán gì với cô vậy bàn phím của công ty cũng không phải hàng rẻ tiền đâu Đừng vũ bâng quơ mà nói một câu tiếng gõ bàn phím lập tức nhỏ lại châu lộ lộ mỉm cười thầm nhủ nhất định phải giữ khí tiết có đói chết cũng không ăn cơm của hắn tiếc là đối với một người gần nửa đêm vẫn chưa ăn tối thì mùi hương thức ăn quả thực là quá mức hấp dẫn không nhịn được, cô liếc mắt nhìn hai hộp cơm vừa được đưa tới, nuốt một ngụm nước miếng. Cha cô cũng đói rồi, ăn một chút đi, rồi tiếp tục công việc. Chờ lộ lộ, thể chết bảo vệ khí tiết của mình. Cảm ơn tổng tài quan tâm, tôi không đói. Không cần phải ngại, dù gì cũng trừ vào lương của cô, bỏ đi thì thật uổng phí. Khí tiết đã là gì chứ, nhìn không thấy, ăn không được, quan trọng nhất chính là tiền của cô nha. Tổng tài nói thật đúng đi Lãng phí là không tốt rồi Tôi chịu khó ăn vậy Châu lộ lộ nói Rồi ôm hộp cơm trở về bàn của mình Tính ngồi quay lưng lại với đường vũ Lại cảm thấy như thế không được hay cho lắm Nhưng lại không muốn ngồi ăn đối diện với anh ta Lúng túng hồi lâu Thế là rất khoát ngồi ngang luôn Đường vũ cũng không để ý đến cô nữa Ăn dòng phần của mình liền vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn Lần nữa ngẩng đầu Thì cô gái trước mặt đã gục đầu xuống bàn ngủ từ khi nào Châu lộ lộ dụi mắt tỉnh lại nhíu mày bất mãn Cả đêm ngủ không ngon Cả người lại đau nhức không thôi Chớp mắt rồi lại chớp mắt Sao cô lại tỉnh dậy trong phòng tổng tài thế này Cô nhớ Mình đã về nhà rồi cơ mà Đúng không nhỉ Dậy rồi đấy à Ngủ cũng thật là ngon Châu lộ lộ nhìn theo tiếng nói Chỉ thấy đường vũ vẫn ngồi sau bàn làm việc Tối qua tôi ngủ tại đây sao? Đúng vậy, tôi về nhà ngủ một giấc rồi quay lại, không ngờ cô vẫn còn ở đây. Châu lộ lộ cẩn thận nhìn thấy đúng là đường vũ đã thay một bộ đồ khác, còn lề xám gọn gàng sạch sẽ, tinh thần sảng khoái, trên người còn mang theo hơi lạnh bên ngoài. Đúng là vừa mới trở lại thật. Châu lộ lộ nhớ đến điều gì đó, bỗng dừng lại dùng mình một cái. Sao anh không gọi tôi dậy? Mấy hôm trước còn nghe đồng nghiệp kể lại, chuyện nhìn thấy bóng người lúc nửa đêm đấy, lỡ bị khiêng mất thì sao? Ai nói tôi không gọi chứ, là cô ngủ quá say, gọi không được thôi. Tôi lại chẳng thể đưa cô về nhà mình, đành để cô ở lại. Đừng Vũ nhún vai tỏ vẻ bất lực, cô lại không tin mình ngủ say đến vậy. Không tin sao? Cô xem đi, khóe miệng còn có cả nước dãi kìa. Kia. Châu Lộ Độ vội vàng đưa tay ra lau, cô nghĩ làm gì có chứ Đúng là không tin được mà Đầu bù tóc rối Quần áo chưa thay Mặt còn chưa rửa Ôi thật là dễ khiến người ta hiểu lầm Châu lộ lộ sống giữa một bầy bà tám Đương nhiên cô biết rõ Nếu bộ dạng một đêm không về này của cô Mà bị người ta nhìn thấy Không biết có thể đi xa cỡ nào Cũng may là vẫn còn sớm Giờ này cũng chỉ có tổng tài Chăm chỉ mới đến công ty sớm thôi Châu lộ lộ vội vàng lại lén lút ra khỏi công ty. Đầu năm này, làm một nhân viên hiền lành cũng thật là khó khăn. Châu lộ lộ về đến nhà tắm rửa một lượt, lại cáo bệnh xin nghỉ. Lúc này mới yên tâm đánh một giấc ngủ bù. Cũng không biết là ngủ bao lâu thì tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên. Alo? Châu lộ lộ nhắm mắt trả lời với cái giọng ngái ngủ đặc trưng. Đã là giờ nào rồi mà cậu còn ngủ hả? Khoản đã... Giờ này không phải cậu nên ở công ty sao? châu lộ lộ xin nghỉ rồi cậu gọi tớ có việc gì không thế không có việc gì không được gọi cho cậu à chị đây đang cần người cùng đi dạo phố cưng à có đi thì dậy mau đi cho cưng một tiếng đấy một tiếng sau gặp tại trung tâm mua sắm lộ vũ tút tút châu lộ lộ thấy điện thoại đã bị ngắt đột ngột cũng không giận bật dậy làm đẹp với tốc độ nhanh nhất đúng một tiếng sau cô đã có mặt trước cửa trung tâm thương mại liễu vương cậu với tiêu hằng lại cãi nhau sao tiêu hằng chính là bạn trai của trương ngọc lai cãi nhau á à? mình mà còn làm cái việc nhàm chán thế sao ồ châu lộ lộ cảm thán một tiếng rồi không nói gì thêm khiến cho trương ngọc lai nghẹn chết châu lộ lộ cô đương nhiên biết nhưng cô đã khơi mào rồi trương ngọc lai sẽ tự động nói thôi trong lòng của châu lộ lộ cũng thầm đếm ba hai một Tiểu Hàng lại đưa cô thợ kế của hắn đi công tác rồi Thật không coi mình ra gì mà Đấy Cô nói có sai đâu Không phải anh ấy chỉ đi để làm việc thôi sao Cậu thì biết cái gì Nếu chỉ làm việc Thì tại sao lại lôi cô ta đi Chỉ có hai người đi chung với nhau Một nam một nữ Ai biết được họ làm cái gì Nói anh ta đổi thơ ký nam Anh ta còn không chịu Trường Chị Ngọc Lai vừa nói một trang dài Vừa ướm một cái áo trên người Đúng là có vấn đề Đẹp lắm Trương Ngọc Lai nghe vậy Để ném chiếc váy cho Châu Lộ Lộ Lại tiếp tục thử cái khác Châu Lộ Lộ liền nói Sao cậu không đi theo bọn họ Để dễ bề quan sát ấy Hỡ, mình đâu có rảnh đến vậy Mà còn chuyện cậu cậu thì sao Tiến triển đến đâu rồi Nhắc đến Châu Lộ Lộ Lại buồn rầu Tiến triển gì chứ Anh ta bị xếp nhà mình Dọa cho chạy mất rồi hả lại giao nữa đã là lần thứ ba rồi đấy châu lộ lộ bất lực gật đầu cô có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng cô sẽ gặp một vị sếp có sở thích đặc biệt thích xen vào chuyện riêng tư của nhân viên mà càng không ngờ được rằng mình sẽ trở thành nạn nhân của cái sở thích quái đàn ấy từ khi gặp anh ta mỗi lần cô đi xem mắt đều không thuận lợi cũng không biết anh ta làm cách nào mà tìm được nơi hẹn của cô mỗi lần đều khiến đối tượng của cô chạy mất dép nếu có vô tình gặp ở đâu đó thì cũng sẽ chạy như bị đốt mông vậy thật không biết anh ta đã làm cái gì nữa anh ta có vẻ thích phá cậu nhờ cậu gây thù chúc oán gì với anh ta chăng Chờ lộ lộ thầm nghĩ có vẻ như không phải chuyện phải kể đến từ lần đầu tiên cô gặp đường vũ chính là tại trung tâm mua sắm lộ vũ này hôm đó cô có hẹn với nữ vương tại đây Vừa tan ca đã chạy vội tới, thì Trương Ngọc Lai đã dạo được kha khá rồi. Nói đang đợi cô ở tầng 10, cô liền đi thang máy lên tầng 5. Cũng không biết đỏ đen thế nào, ở công ty vừa bị trưởng phòng mắng cho một trận tà tơi, lòng buồn vô hạn, vậy mà đi thang máy cũng có thể gặp được một anh chàng đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Anh chàng đẹp trai đó nhìn thấy cô thì sững lại một chút, sau đó cất bước đi ngang cô. Đôi giày cao 5 phân của cô bỗng hiểu cô đến lạ đúng lúc rất góp khiến cô vừa bước được một bước thì mất thăng bằng cả cơ thể ngã về phía anh chàng đẹp trai đó trong lòng của châu lộ lộ mỉm cười tôi ngã chống anh rồi có muốn không đỡ cũng phải đỡ nhé đúng là phải đỡ thật nhưng vì quá bất ngờ thành ra ôm người đẹp loạng choạng mấy bước rồi cũng bị ngã theo vô cùng chuyên nghiệp mà làm một cái thịt đệm châu lộ lộ được bảo vệ người không đau tay không nhức nhưng tại sao môi lại nhỏ lên Máu cũng tan tràn vào trong miệng là thế nào Châu lộ lộ lúc này mới vội vàng mở mắt Chỉ thấy đối diện là đôi mắt đèn lấy Cô nhìn vào đôi mắt ấy chừng 10 giây Sau đó lướt đến hàng mi dài cầm vút Cái mũi cao Tiếp đó là đôi môi đang chạm vào môi cô Cô còn chưa bao giờ hôn môi Nụ hôn đầu của cô bị người đàn ông này cướp đi rồi Hơn nữa còn bị cướp đi với sự thô bạo rách ra chảy máu tức giận xong lên não châu lộ lộ không nghĩ liền hé răng một cái đường vũ đào đến nhíu mày suýt nữa thì đã hết lên. anh nén giận nói cô xuống khỏi người tôi mau châu lộ lộ trèo xuống trong miệng vẫn còn lẩm bẩm đàn ông gì mà yếu xìu đỡ cũng không xong đường vũ ôm đầu đứng dậy cô nghĩ cô nhẹ lắm sao đừng tưởng tôi không biết cô cố ý ai cố ý chứ bị ngã vui lắm sao hả vừa to tiếng liền cảm thấy mồi đào rát anh xem đi anh cắn rách môi tôi rồi đây này đau chết đi được chiều lộ lộ vừa nói vừa lấy tay chỉ vào môi của mình đường vũ theo đó ánh mắt dừng lại trên đôi môi anh đào của cô cánh môi dưới chảy máu hơi sưng lên cảm giác mềm mại lúc vừa trước ập tới đường vũ không tự nhiên quay đi đó là do cô thấy xác quên đường Đâu có thể trách tôi Cô cũng cắn lại tôi rồi đấy thôi Tôi không cần biết Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi đấy Anh phải bồi thường cho tôi Hay là để tôi hôn cô lại Sau đó cô cũng quên bẵng chuyện này đi Nhưng mấy ngày sau Trường phòng của cô sai cô Đưa giấy tờ cho tổng tài Ai mà ngờ được cái vị tổng tài Trẻ tuổi đẹp trai phóng khoáng Trong lời đồn kia Lại chính là anh chàng đẹp trai Bị cô đè trong thang máy Đợt đó cô chỉ cảm thấy may mắn Vì mình đã không nhất thời dại dột Mà hôn lại thật Nếu không thì thê thảm rồi Cái váy kia thật là đẹp Chắc là rất hợp với cậu đấy Thử hết chỗ này cho mình đi Không xong là không được về đâu Vâng, thưa nữa vương Hai người bên này nói chuyện rôm rà Bên kia có người sớm đã chú ý tới Trương tiểu thư Anh thảm bà Cần gió nào đưa anh tới đây vậy lớp châu lộ lộ từ phòng thờ đồ đi ra đã thấy trương ngọc lai đang cười nói với một người đàn ông vẻ tức giận lúc trước hoàn toàn không thấy bóng dáng ánh mắt của trương ngọc lai cùng với người đàn ông họ thầm đó đồng thời rơi trên người của châu lộ lộ cô đang mặc trên người chiếc váy màu xanh nhạt mềm mại thật dài xẻ tà thấp thoáng đôi chân thon dài được giấu bên trong cô yếm khoe bờ vai trắng trèo cô cùng với gấu váy đều được đính những viên kim cương lấp lánh khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ mái tóc sóng lượn tự nhiên cao quý mà lại không xa cách thẩm tư hiền cũng nhận thấy rằng mình đã nhìn chăm chăm người ta một lúc lâu đằng hắn hai tiếng rồi hỏi không biết tiểu thư đây là trương ngọc lai là người tinh ý làm sao không nhận ra ý muốn làm quen của thẩm tư hiền anh thẩm đây là châu lộ lộ bạn tôi còn đây là thẩm tư hiền cũng là luật sư cao cấp của công ty giải trí galaxy châu lộ lộ gật đầu xem như chào hỏi thẩm tư hiền nói chuyện một hồi mới liều luyến rời đi trước khi đi còn xin bằng được số điện thoại của châu lộ lộ chờ cho thẩm tư hiền đi xa rồi trương ngọc lai mới kéo cô lại hỏi này cậu thấy anh chàng đó thế nào tốt chứ hả cũng được trương ngọc lai lườm cô một cái rồi chút nữa là xém lông mày cũng cái gì chứ phải nói là quá được ý chứ cậu có biết hàng ngày anh ta đi xe gì để đi làm không? Porsche, cái loại limit Cả thế giới chỉ có nằm chiếc thôi đấy Châu lộ lộ gật đầu lia lịa. Tốt, rất tốt Trường Ngọc Lai lại hài lòng nói Phải thế chứ, hạnh phúc của cưng Cứ ra cho chị đi Mấy ngày sau Thẩm Tư Hiên quả nhiên có gọi điện cho cô Mời cô đi ăn tối Chồng lộ lộ cảm thấy Người ta đã chủ động mời Cô cũng nên đồng ý chứ nhỉ Ngày hôm đó vừa hay đường vũ không có ở công ty Cùng với vài người nữa đi điều tra thị trường ở thành phố B Cách cô hơn 200 cây số Phải mấy hôm nữa mới quay trở về Châu lộ lộ trong lòng vô cùng cao hứng Tên biến thái đó không có ở đây Sẽ không còn ai có thể phá đám cô nữa Người đàn ông này lần trước gặp cô cũng chưa có nhìn kỹ Hôm nay gặp lại dường như khuôn mặt có chút quen thuộc Nhưng khi cô hỏi hai người có từng gặp nhau hay chưa Thì anh ta chỉ cười không nói chợ lộ lộ lại nghĩ nếu như cô quen một người đàn ông xuất sắc như vậy thì làm sao có thể không nhớ cho được vậy là cả quá trình ăn cơm đều vô cùng thuận lợi cho dù là nói về công việc gia đình hay quan điểm cá nhân với cô đều rất hài hòa cô thầm nghĩ có lẽ người đàn ông này chính là ông trời để dành cho cô rồi hai người nói chuyện hăng say tới mức ngoài trời đã mưa từ bao giờ mà không biết thẩm từ hiền liền ngỏ ý muốn đưa cô về nhà Châu lộ lộ do dự một lát rồi gật đầu Đang chuẩn bị ngồi vào chiếc xe thể thao đắt tiền Thì bỗng một bàn tay kéo cô lại Một cánh tay khác giữ cô trong lòng Sau lưng liền cảm thấy ướt át Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu Mới không gặp một ngày Em đã vội vàng đi tìm người khác rồi Châu lộ lộ chợt rung mình Không biết vì mưa lạnh Hay do giọng nói của người này quá lạnh Đường tổng Sao ngài cứ như âm hồn không tan vậy Đường Tổng, sao anh lại ở đây? Tôi không nên ở đây để cho em chạy loạn sao? Đường Vũ lại hướng về phía thẩm tử hiền nói. Cảm ơn anh đã quan tâm tới lộ lộ, nhưng tôi có thể đưa cô ấy về được. Nói rồi, đường Vũ dùng sức kéo cô đi vào màn mưa, đi về chiếc xe Bentley màu xám ở bên kia đường, chẳng để cô kịp phản đối một câu. Châu lộ lộ cũng không có tâm tình phản kháng, chỉ là nhìn theo bóng của thầm tư hiền và chiếc xe mở dần trong màn mưa cầu nguyện cho mối tình còn chưa kịp nở của mình đã héo rũ có vẻ như đi một vòng thật dài kết quả cuối cùng vẫn vậy châu lộ độ cả người cô đã ướt nhẹp hôm nay cô chỉ mặc một chiếc váy màu vàng đơn giản váy ướt dính sát vào cơ thể khiến cô không ngừng run lên nhẹ nhẹ bây giờ đây cô mới để ý tưởng vũ cũng giống như cô cũng là một bộ ướt như chuột đột chiếc xe thể thao sang trọng lướt như gió trên đường Đường vũ thản nhiên trình máy điều hòa Tới mức nhiệt cao nhất Lại ném cái áo khoác của mình sang cô Cũng chẳng buồn nước mắt nhìn cô một cái hỏi Nhà cô hay nhà tôi Nhà cô hay nhà tôi Chợ lộ lộ có cảm giác Tức không nói nên lời Cái câu này nghe thế nào cũng thấy thật không trong sáng Phiền đường tổng đưa tôi về nhà tôi Sau đó anh tự mình trở về nhà anh vậy Cô nói rất rõ ràng Nhà ai người đó về Đường Vũ chỉ liếc mắt nhìn cô một cái không nói Chiếc xe bon bon trên đường Càng đi cô càng cảm thấy không đúng Đường Tổng Hướng này đâu phải về nhà tôi Là đường về nhà tôi Châu lộ lộ lên hét lớn Anh muốn làm gì Cô lập tức ngồi nép vào cửa xe Vẻ mặt kinh hãi Hai tay ôm lấy ngược Bộ dạng mười phần giống với cô thôn nữ Bị đường mảnh đùa giỡn Đường vũ lúc này chỉ biết đỡ chán cô nghĩ đi đâu thế hả? tôi nói là về nhà tôi nghỉ ngơi, thấy một bộ đồ khô giáo. nói rồi anh quét mắt một lượt, hừ một tiếng, tỏ vẻ ta đây không thèm đặt cô trong mắt. lúc này cô mới thở phào, ngay sau đó lại trưng ra bộ mặt nịnh nọt. tổng tài à, hay anh để tôi tự về đi, tôi bắt taxi về là được. nhân viên nhỏ bé nhờ tôi, làm sao dám phiền đại bốt như anh, đưa trở về nhà chứ? hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân nửa đêm nửa hôm cô nam quả nữ làm sao lại ở chung một nhà được nếu để người khác biết được thì danh tiết của anh giữ gìn bấy lâu nay chẳng phải đều đánh mất trên tay tôi sao tôi làm sao có thể chịu được đường vũ nghe vậy gật gù cô nói cũng đúng châu lộ lộ gật đầu như giã tỏi hận không thể leo xuống xe ngay lập tức nhưng cô không cần phải lo trong nhà tôi còn có một con chó nhỏ không thể gọi là cô nam quả nữ được. Hơn nữa nếu như danh tiết của tôi thật sự bị mất thì cô chịu trách nhiệm là được rồi. Tôi là một ông chủ tốt, sẽ không sao đó. Châu lộ lộ không biết phải nói gì. Công chủ tốt nào lại đưa nhân viên về nhà mình vào lúc nửa đêm sao? Cô thầm nghĩ bởi vì trời vẫn còn mưa to. Nếu không cô nhất định sẽ oanh liệt mà nhảy khỏi xe. Thể chết bảo vệ danh tiết. Thế nhưng chính là vì mưa không hề có dấu hiệu tạm nghỉ chút nào cô đương nhiên không thừa nhận bản thân mình nhát gan. Cho nên cô vẫn là bị đưa về nhà xếp. Mà phải nói là biệt thự mới đúng, chỉ là phòng tắm thôi, còn rộng gấp mấy lần với chỗ ở của cô. Châu lộ lộ từ phòng tắm đi ra, chiếc váy ướt át khi nãy đã được đổi thành một bộ đồ nam. Áo phồng dài đến đầu gối, quần dài cũng sắn đến mắt cá chân. Mà chủ nhân của nó thì đang thử thái ngồi trên ghế sofa, trong lòng ôm một chú chó nhỏ trắng muốt Thấy cô đi ra Đưa mắt liền bảo cô ngồi xuống bên cạnh Không phải hôm nay Anh đi công tác ở thành phố B sao Bởi vì có người nào đó Nhân lúc tôi không ở đây Mà chạy đi xe mát Nên đương nhiên tôi phải trở về Lái ô tô hơn 200 cây số Để phá nhân viên xe mát Trình độ biến thái của bốt quả thật là Không thể coi thường Anh đã làm gì Mà bọn họ vừa nhìn thấy tôi đã bỏ chạy Tránh như tránh tà vậy tôi chỉ nói sự thật cô cảm giác được sự thật này sẽ rất kinh thiền động địa nhưng cô thật sự là muốn biết cho nên nhịn không được mà hỏi sự thật gì cơ tôi chỉ nói mỗi ngày cô đều nhớ tôi đúng chứ châu lộ lộ bất lực gật đầu mỗi ngày đều nghĩ xem làm thế nào để anh không phá tôi tôi nói gì cô đều nghe lời của sếp có thể không nghe sao tiền cô dùng đều là tiền của tôi là tiền lương anh trả cho tôi đường vũ nhốn vai tỏ vẻ vô tội tôi còn chưa nói cô ngủ ở trước mặt tôi mà bọn họ đều đã bỏ chạy xem ra đều là không thật lòng tôi là có lòng tốt giúp cô nhìn người một chút thôi nói xong anh thở dài đàn ông mà không thật lòng thì không được đâu chồng lộ lộ kinh hạc nhiều quá thành quen rất cô cũng có thể bình thản mà ngước nhìn trần nhà xem quả thực rất tốt bụng trời còn mưa dạ dích đêm này là một đêm thật dài trời bắt đầu mưa lớn hơn chân trời thi thoảng có ánh chớp nhoáng làm sáng choáng cả bầu trời rồi lại tắt điện có đôi khi còn kèm theo tiếng sấm đùng đoàn sau mỗi một tiếng sấm trời lộ lộ lại xích gần với đường vũ hơn một chút khuya rồi cô không tính ngủ sao đường vũ nói rồi đứng lên đứng trở vững đã bị kéo xuống còn sớm mà chúng ta ngồi nói chuyện thêm lát nữa đi Đường Vũ nhìn kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm, lại nhìn hai con mắt đỏ ảo có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cố ra vẻ. Cô sợ sao? Sợ, sợ gì chứ? Không sợ thì đi ngủ thôi. Đường Vũ nhìn khoảng cách giữa hai người, càng lốp càng thu hẹp lại nói. Nếu con ngồi đây, tôi sợ cô lại không kiềm chế được, mà lấy mất danh tiết của tôi thì sao? Tôi biết rõ sức hút của mình quá mà. Mưa vẫn rơi, một tiếng sấm đột ngột vang lên Một tia sáng lớn Như một cái rễ mọc khổng lồ Đầm xuyên qua những đám mây xuống mặt đất Châu lộ lộ sợ tới mức hét toáng lên Cô không sợ ở một mình Nhưng cô vô cùng sợ Một mình khi có sấm sét. Từ nhỏ đã thế rồi Lớn rồi cũng chẳng khác là bao Cho nên chỉ sau một giây Cô đã đứng trước cửa phòng Của người nhất trong nhà Ngay khi cánh cửa mở ra Cô vội ôm chầm lấy Bóng người trước mắt khóc lớn Tổng tài Cho tôi ngủ với anh đi Xin anh đấy Đường vũ nhìn cô gái trong lòng Câu nói động lòng người như vậy Nhưng lại được nói Bằng một gương mặt nước mắt giàn rùa Thật khiến người ta phải đỡ chán thở dài Đường vũ nhẹ nhàng vỗ lưng của cô dỗ dành Được rồi tôi ở đây Không cần phải giờ Cô buông tôi ra trước đã Châu lộ lộ gục đầu Từ từ buông ra một tay vẫn còn nắm lấy góc áo của anh Ánh mắt tròn xòe ngân ngấn nước Thật giống như một chú cún con Bị hoảng sở Con nói thế nào cũng không chịu thả tay Cuối cùng đường vũ đành ôm cô đi ngủ Ngủ theo đúng nghĩa đen Sáng ngày hôm sau Chầu lộ lộ Dậy, dậy đi Đường vũ gọi cô không biết là lần thứ mấy Mà cô gái kia vẫn có thể ngủ đến say xưa Chầu lộ lộ Con không dậy Cô muốn bị trừ lương sao thật là thần kỳ vừa dứt lời cô gái ngủ say đã bật dậy như lò xo miệng lúc liên tục nói muộn muộn rồi hiển nhiên tình trạng này không phải lần đầu châu lộ lộ nháo đủ rồi bỗng nhiên im lặng nhìn đường vũ như quái vật tại sao anh lại ở trên giường tôi đây là phòng tôi tại sao tôi lại ở phòng anh vẻ mặt của cô lập tức chuyển từ ngơ ngác sang cảnh giác đường vũ nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục quái đó bắt đầu cảm thấy mông lung Đêm qua ai là người khóc lóc đòi ngủ với tôi Bây giờ xong rồi muốn lật mặt sao Ngón tay của châu lộ lộ run run Chỉ vào chính mình Rồi lại chỉ vào anh miệng lắp bắp Tôi khóc lóc đòi ngủ với anh Tại sao tôi lại không nhớ gì cả Trên trán của đường vũ Chảy xuống bà vạch đen Rồi lại chảy thêm bà vạch nữa Cô thật sự không nhớ gì sao Châu lộ lộ gật gật đầu mếu máu Vậy Vậy chúng ta không phải là... là... Đường Vũ không trả lời bởi vì anh đã hóa đá rồi. Cô gái này như thế nào lại không nhớ? Không lẽ là mộng dô? Cả bữa sáng, Châu Lộ Lộ đều trưng ra cái vẻ mặt đưa tang. Đường Vũ rốt cổ cũng không nhịn được. Chúng ta không làm gì hết. Đường Vũ đột ngột lớn tiếng khiến cho cô giật mình. Suy nghĩ mất một đát mới hiểu anh đang nói điều gì. Thật sao? Nhưng mà... Cô đã thấy ai làm chuyện gì đó mà mặc quần áo chưa? Chẳng lẽ tôi còn mặc lại cho cô? Châu lộ lộ thấy anh nói cũng đúng. Hơn nữa, xếp mà tức giận thì thật đáng sợ. Cô vuốt ngực thở phào. Không có gì là tốt rồi, thật ngại quá. Đêm qua tôi làm phiền tổng tài rồi. Vậy tôi có thể về nhà được chứ? Được. Tôi đến công ty muộn một chút được không? Đường Vũ rất không kiên nhẫn, được, được, đi đi. Còn giữ cô lại, chắc tôi nhập viện vì tức giận quá. Châu lộ lộ nhẹ nhàng đi ra, trước khi về còn không quên tặng cho Lady một nụ hôn gió. Nến nhịn cả quãng đường dài, đến khi bước vào phòng của mình rồi đóng cửa cẩn thận, châu lộ lộ mới ngẩng đầu cười to ba tiếng. Tổng tài ơi là tổng tài, anh cũng có ngày này, ha ha. Một tuần sau, liếc nhìn đồng hồ một cái, mới 9 giờ, còn một tiếng nữa mới hết ca. Châu lộ lộ liền cảm thấy ghen tị Cô cũng muốn ngủ nha Ngáp một cái thật dài Châu lộ lộ cố gắng chỉnh sửa xong văn kiện trước giờ tan ca Nếu không thì ngày mai đường vũ nhất định sẽ đòi trừ lương nhẩm đếm một chút Thì một tuần cô đã bị trừ lương hai lần rồi Nếu còn trừ nữa Thì trực tiếp ăn mì mà sống qua ngày luôn Trong phòng chỉ còn tiếng ngáp ngắn dài Cùng với tiếng gõ bàn phím lạch cạch Đồng hồ vừa chỉ 10 giờ đúng Châu lộ lộ đánh thức đường vũ dậy khoan sao mặt anh ta đỏ thế chân mày của đường vỗ cao chặt lại mặt đỏ hơi thở gấp gáp phải giọt mồ hôi lấm tấm trên trán giống như là bị sốt vậy cô thử kiểm tra Vừa chạm vào người anh ta một chút liền muốn bỏng tay châu lộ lộ nghĩ anh ta không nói tiếng nào liền sốt tổng tài cô thử lay tỉnh đường vỗ cô vừa lay mấy cái anh tỉnh thật đôi mắt đen mơ màng nhìn cô âm thanh khàn khàn nói Nước Cô vội vàng lấy nước cho anh uống Sau đó cẩn thận hỏi Anh khó chịu sao Có muốn tới bệnh viện không Không muốn Đường vũ lắc đầu Như thế sao được chứ Anh bị sốt rồi Để tôi đưa anh tới bệnh viện Đường vũ vẫn lắc đầu Cô đưa tôi về nhà là được rồi Cô lưỡng lự một lát Rồi đành đưa anh về nhà Kết quả vừa đỡ được anh dậy Anh đến đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt vào người cô châu lộ lộ nhất thời không kịp đỡ mang theo đường vũ ngã ra già sàn đập đầu xuống sàn nhà Đầu đến muốn hét lên còn chưa kịp hết đã cảm thấy có một sự mềm mại không thể mềm hơn bao phủ lấy môi cô trong lòng của châu lộ lộ gào thét cái tình huống này sao mà quen quá cổ rất cổ cũng hiểu tại sao anh ta lại nhớ mãi không quen rồi thật vất vả mới đưa được người về đến nhà châu lộ lộ cảm thấy không nên bỏ mặc như vậy dù sao Cô cũng là tiêu tiền của người ta. Được rồi, cô thừa nhận mình có chút không nữa. Đẹp trai như vậy, lỡ bị sốt đến ngốc luôn thì thật lãng phí. Cô lấy một chiếc khăn giúp anh lau mặt. Đường vũ cảm giác được, hé mắt ra nhìn cô một cái rồi nhắm lại. Sau đó cô vào bếp nấu một nồi cháo, tìm thuốc hạ sốt, lại lấy một cái chăn mỏng đắp trên người anh. Xong rồi đầu đó đường vũ đã ngủ thiếp đi. Nhưng mà không uống thuốc thì không được. Vậy là cô kêu anh dậy, để anh ngồi dựa vào ghế đặt bát cháo thơm phức trước mặt anh anh ăn một chút cháo đi rồi còn uống thuốc đường vũ thần sắc ngạc nhiên nhưng cũng không động đầy sao vậy tôi nghĩ cô đã về rồi châu lộ nghe thế thì làm mặt nghiêm túc sẽ bị ốm sao tôi có thể bảo mặc được đáy mắt của đường vũ lóe lên một tia cảm xúc mà cô không hiểu nhưng rất nhanh liền biến mất sau đó anh liền bắt đầu ăn Ăn xong thì uống thuốc Ngoan ngoãn hệt như một đứa nhỏ Châu lộ lộ nhìn mà không khỏi cảm thán Lúc nào anh ta cũng hiền như thế này Thì tốt không Sắp xếp ổn thỏa cho đường vũ Nhìn đồng hồ mới giật mình Đã 2 giờ sáng rồi Háo sắc đến thế là cùng May mắn ngày mai chính là cuối tuần Cô có thể ngủ bù Thế nhưng cô còn chưa kịp rời đi Thì cổ tay đã bị ai đó nắm chặt Đường vũ lúc này đã nằm trên giường Đôi mắt đen láy nhìn cô Đến tội nghiệp Gặp về rồi Cô vậy mà lại cảm thấy tên độc miệng Trừ lương cô không thường tiếc này thật tội nghiệp Châu lộ lộ choáng váng Nói cũng lắp bắp Tổng tổng tài còn, còn có chuyện gì sao Ở lại với tôi Ở lại với tôi đi Đêm khuya như vậy rồi Một mình cô đi ngoài đường không an toàn đâu Nhưng Nhưng mà tôi Chỗ lạ tôi không ngủ được Đường vỗ rũ mát nhẹ nhàng buông tay Vậy được rồi, cô về cẩn thận đấy. Cô gật gật đầu đi ra cửa, khoảnh khắc cánh cửa khép lại, đường vũ bỗng ôm đầu. Không cẩn thận mà rên rỉ thành tiếng. Châu lộ lộ nghĩ, anh cứ thế này làm sao tôi về được? Đường vũ nằm trên giường chỉ thấy cánh cửa đóng lại, không đầy một phút lại mở ra. Khóe miệng nhếch lên một độ cong khó phát hiện, nhưng cũng rất nhanh đã biến mất. Châu lộ lộ đến bên giường ân cần hỏi, anh khó chịu ở đâu à Đường vũ lắc đầu đôi mày cau chặt Chỉ là hơi đau đầu một chút Cô cứ về đi tôi không sao đâu Thôi bây giờ cũng muộn rồi Sáng mai tôi về vậy Châu lộ lộ lạch bạch chạy vào nhà tắm Lấy ra một chiếc khăn Đắp trên trán của đường vũ Anh ngủ đi tôi trông anh Cô nằm trên sofa Ngủ quên lúc nào không hay Tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi Khổ khổ Đường vũ thấy cô bịp mũi liền hỏi Sao vậy? Không có gì, không có gì đâu Tôi, tôi về đây Khoan đã Còn có chuyện gì sao? Đường vũ ôm bùm Tôi đói rồi, cô nấu ít đồ ăn đi Ngỡ khí ba phần năn nỉ Bảy phần ra lệnh Châu lộ lộ nghĩ một chút rồi nói Được, nhưng anh phải trả tôi tiền Đường vũ nhất thời không hiểu Tiền? Châu lộ lộ quả quyết gật đầu Bắt đầu giơ ngón tay ra đếm Tiền taxi đưa anh về là 200.000 Tiền tăng ca mỗi giờ 80.000 Từ 22 giờ đến 8 giờ 10 tiếng tức là 800.000 Phí chăm sóc, phí nấu ăn Phí thức khuya Mỗi thứ 100.000 Tổng cộng là 1 triệu 300 000 Đồng vũ rất chăm chú lắng nghe Chỉ là mỗi thứ chi phí được liệt kê Mặt của anh lại đen thêm một chút Châu lộ lộ lại cười khà khà trong lòng Bây giờ mà không lấy tiền Thì còn gọi đến bao giờ So với giác thì cô vẫn thích tiền hơn nha Được Nhưng với một điều kiện Điều kiện gì Tôi chỉ trả tiền cho cô Nếu như cô lại đây hết ngày hôm nay Ngược lại tôi sẽ trả lương gấp đôi cho cô Thế nào Châu lộ lộ mắt sáng như sao Để lập tức đồng ý Đường vũ mán đúng thoát ẩn thoát hiện Vậy bây giờ nấu cơm được rồi chứ cô tinh thần hăng hái đi vào bếp chẳng mấy chốc mà mùi thơm lan tỏa phải rồi bạn gái của anh đâu sao cho thấy anh nhắc đến bao giờ công ty cũng không ai biết anh có bạn gái cả thực ra tôi và cô ấy đã nhiều năm không gặp và nhờ tôi chăm sóc cho lady coi như là một thứ để kỷ niệm ồ thì ra là vậy châu lộ lộ không chú ý tới lúc đường vũ nói ra câu này mắt anh nhìn cô sâu thẳm cô ấy nhờ chăm sóc liền chăm tận tình đến tận bây giờ. Châu lộ lộ rất ngạc nhiên. Không nghĩ tới anh lại là người trung tình như vậy. Đường vũ nghe cô nói thì cau mày. Chồng tôi giống kẻ bạc tình lắm sao? Châu lộ lộ gật đầu được một nửa, lại vội vàng lắc đầu ngoài ngoài. Đâu có đâu, tổng tài chính là người trung tình nhất thế gian. Anh sương nhỉ, không ai dám sương nhất. Đâu chỉ bạc tình chứ, chính là hình tượng hại nước hại dân điển hình nha giặt một tấm thảm lớn đủ khiến cô tiêu hào không ít năng lượng vốn tưởng sẽ được nghỉ ngơi ai ngờ ác mộng bây giờ mới chính thức bắt đầu lao là lau nhà lau kính giặt ga giường tưới cây nhổ cỏ không việc gì không làm tận lực bóc lột sức lao động hại cô mệt thở không ra hơi lại thêm đường vũ chẳng làm gì nhưng cũng lão đẽo theo sau cô bới lầm tìm vết vạch lá tìm sâu hở ra một chút là phạm lỗi trở lương nhiều đến bưng cô chẳng thể nào nhớ hết. cô thật hoài niệm vì tổng tài của ngày hôm qua, ngoan ngãn đáng yêu bao nhiêu thì hôm nay lại ác ma bấy nhiêu. sớm biết thế này thì cô đã mặc kệ anh ta, có thể rốt đến ngốc luôn thì càng tốt. nhà tư bản tài việt chết tiệt không đáng được thương hại. cuối cùng trước khi thả người đi, đường vũ vui vẻ tuyên bố một lần phạm lỗi trừ một trăm ngàn, tổng cộng hai mươi sáu lần, tức là hai triệu sáu trăm trừ đi 1 triệu 300 Vậy còn thiếu 1 triệu 300 ngàn Ngày mai tôi sẽ nói với phòng tài vụ Hậu quả là sáng hôm sau Cô đem theo khuôn mặt dừng húp Thất thiểu đến công ty Từ đầu đến cuối cô đều ủ rũ cúi đầu nên không nhận ra rằng Mọi người đang nhìn cô với những con mắt khác Có coi thường, có chán ghét Bốp Nằm giây sau khi âm thanh thanh thúy vang lên Và cơn đau đau rát ở trên mặt truyền tới Chồng lộ lộ mới hiểu được Cô vừa ăn một cái tát Khuôn mặt nhợt nhạt hẳn lên năm ngón tay Khiến cho khuôn mặt ngày càng đáng thương hơn Nhưng có đáng thương hơn nữa Thì cũng không có tác dụng gì Khi mà phụ nữ trong phòng đều nhìn cô Với ánh mắt sắc như dao Mà đàn ông thì đều làm như không nhìn thấy gì cả Châu lộ lộ ngơ ngác Chị Trần Tại sao lại đánh em Chị Trần chính là đại tỷ của phòng kế hoạch này Tuổi đã hơn 30 Còn chưa có chồng Hùng dữ giống như vậy không ai là không sợ. Chị Trần chỉ tay thẳng vào mặt cô rồi nói lớn. Cô còn mặt mũi hỏi tôi câu này sao? Hôm qua tiểu lý phòng thị trường nhìn thấy cô đi ra ngoài từ nhà của tổng tài. Cô nói xem như vậy là thế nào? Chầu lộ lộ chớp mắt mấy cái bắt đầu nghĩ lý do. Ngày hôm qua tổng tài nhờ tôi lấy giúp ngày ấy một chút tài liệu. Cô đừng có ngụy biện công ty bao nhiêu người như vậy tại sao cứ phải nhờ cô? Cô đừng tưởng là có người quen trong công ty Thì muốn làm gì thì làm Ban ngày ban mặt quyến rũ người nhà Quyến rũ ai không được Lại đi quyến rũ tổng tài Biết chưa Người bên cạnh có người nói Đúng đấy Gần đây có thấy cô ta lén lén lút lút Chẳng biết làm cái gì Oan cho cô quá Cô là người bị ép buộc mà Tôi nói thật đấy Tổng tài ngày ấy có bạn gái rồi Làm sao có thể để ý đến tôi được Chị Trần cùng với những người khác rất đỗi ngạc nhiên. Các đứng mày dâu tỏ vẻ không quan tâm, cũng không khỏi vảnh tai lên nghe ngóng. Tổng tài có bạn gái, tại sao lại không có ai biết? Châu lộ lộ muốn chứng minh tính chân thật của mình, liền gật đầu liệt lịa. Tôi cũng là hôm qua mới vô tình biết được, chẳng phải ngày ấy mới từ nước ngoài về sao? Yêu đương ở nước ngoài không ai biết cũng là có thể hiểu được. Công ty đông người, thứ nhanh nhất chính là tin tức một nữ đồng nghiệp gật gật đầu nói cũng có lý tổng tài chúng ta yêu thú như vậy cơ mà một người khác lại nói tôi thấy cô lộ lộ đây chắc là quyến rũ không thành công lại biết được tổng tài có người trong lòng cho nên mới có dáng vẻ mới cô ta dừng lại một chút nhìn châu lộ lộ từ đầu đến chân một lượt rồi kết mới có thể te tua tới mức này cô ta cũng thê thảm lắm rồi chị trần à thôi tha cho cô ta một lần đi Chờ lộ lộ có đang mải suy nghĩ về te tua trong miệng của đồng nghiệp này thì mọi người đã tản ra hết. Có thể thuận lợi thoát nạn, cô liền vui vẻ, cũng không suy xét đến vấn đề te tua kia nữa. Ngày hôm nay còn có một tin tức nữa khiến cô lập tức tràn đầy sức sống. Chính là tổng tài đi công tác rồi, chuyến này ít nhất phải một tuần. Cô thầm suy tính, tối nay nhất định phải ngủ sớm. Sau đó nhân lúc này mà kiếm một anh già nhanh chóng để gạo nấu thành cơm mới được. Châu Lộ Lộ không hề biết rằng trên diễn đàn của Lộ Vũ hai tin tức nóng hổi lan truyền với tốc độ ánh sáng. Một là tổng tài đại nhân có bạn gái. Hai chính là Châu Lộ Lộ quyến rũ tổng tài bất thành. Sẽ về góc độ nào đó thì Châu Lộ Lộ cũng nổi tiếng. Đường Vũ đi công tác, Châu Lộ Lộ vô cùng vui vẻ, năng suất làm việc cũng cao hơn bình thường đến mấy phần. Nếu không có sự kiện diễn ra buổi trưa thì lại càng trở nên hoàn hảo hơn. Đồng hồ điểm 11 giờ trưa Cô định đến nhà ăn lại phát hiện Cửa phòng bị khóa ngoài Mà những người khác đã sớm không thấy bóng dáng Đập cửa mấy lần cũng không ai trả lời Gọi cũng không ai nghe Châu lộ lộ ôm cái bụng đói meo Chẳng biết phải làm thế nào Gần đến ca chiều Trước cửa phòng mới loáng thoáng có tiếng người nói chuyện Sao cửa phòng lại khóa thế này nhỉ Ủa Châu lộ lộ sao cô lại ngồi trong này Không phải là bị nhốt đấy chứ Thế đã ăn gì chưa những người khác cũng tỏ vẻ ngạc nhiên Rõ ràng câu nào cũng là quan tâm Nhưng trên mặt lại chính là sự cười nhạo không hề che giấu Cô vừa nhìn liền hiểu bọn họ là cố tình Cô im lặng ngồi vào bàn Cố gắng chịu đựng cơn đói đang ập tới Bây giờ đã gần vào giờ làm việc rồi Đồ ăn chắc đã không còn gì Cô có chạy đến nhà ăn cũng chỉ mất công mà thôi Châu lộ lộ quyết định là tiết kiệm một chút calo. Bụng cô khó chịu một chút Bốn tiếng nữa là được ăn rồi bốn tiếng ôi sao mà dài thế Bị đó một ngày cho đến ngày hôm sau châu lộ lộ rất tự giác ngày lúc những người khác đứng dậy cô đã phi ra ngoài như một cơn gió chỉ là đến cuối cùng vẫn ôm phải cái bụng đói quay về một ngày nào đó châu lộ lộ rốt cục nhịn không được nhắn cho xếp lớn nhà mình một tin tổng tài anh hận tôi đến thế sao vị tổng tài nào đó không hiểu châu lộ lộ không quan tâm lại tiếp tục nhắn không phải là tôi lỡ hôn anh một cái Anh cũng hôn tôi một cái rồi Chúng ta huề nhau Bởi vì đối diện chỉ là cái điện thoại Cho nên tin nhắn cũng là khí thế bừng bừng Chờ đứng trước người thật làm sao dám Này giúp tôi trong đây đi một ngày Nó bị đau bụng Đường vũ cũng chẳng hề quan tâm đến vấn đề phía trên liền thản nhiên nói Không đi Buổi chiều cô còn có rất nhiều việc Thứ hai tôi về Mời cô một bữa thịnh soạn để cảm ơn Đường Vũ lại bắt đầu dụ dỗ Châu lộ lộ thoáng một chút trần chờ Anh mời sao Ừ Muốn ăn gì cũng được sao Ừ Nhiệm vụ tổng tài giao tôi đương nhiên phải hoàn thành Đừng nói trông con một con chó Có làm mời con chó Tôi cũng sẽ trông cho bằng hết Ha tổng tài anh làm việc vui vẻ nha Thái độ thay đổi 180 độ hiển nhiên là đem vấn đề hận thù Ném lên 9 tầng mây Tổng tài có về hay không Thì cô vẫn phải làm việc Trường phòng giao cho cô một đống tài liệu lớn Sai cô ôm xuống tầng 1 Lại nói đến trường phòng của cô Đó là một cô gái xinh đẹp Có điều tính tình lạnh lùng nghiêm túc Nghiêm túc tới mức lấy việc trả thủ tư Cũng là vô cùng thuần thục Mắt cũng chẳng thèm nháy một cái Chẳng là cô ta thầm mến thích tổng tài từ lâu cái mặt của cô ta chỉ khi đứng trước tổng tài Mới có gọi là nụ cười Biểu hiện bất thường như thế Thì ai mà không nhận ra Nhưng người ta là người có quyền Cho dù có thích chủ tịch đi chăng nữa Thì ai dám ý kiến Tình một tiếng cửa thang máy mở ra Châu lộ lộ vừa đi vừa nghĩ Không ngờ vừa ra khỏi thang máy Đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc Đường vũ nhìn thấy cô liền đi tới Nhìn thấy cái thùng giấy lớn trong tay của cô Anh liền nhíu mày Châu lộ lộ muốn làm như là không thấy cũng không được Liền cúi đầu chào Chào tổng tài Cô mang cái này đi đâu Châu lộ lộ nói ra nơi cần đưa đến Đường vũ bảo một trong hai trợ lý bưng đi Châu lộ lộ lập tức lùi lại À không cần đâu Tôi tự mang được Xung quanh đã có không ít người chú ý về phía bên này Cô đã cảm nhận được không ít ánh mắt Không thiện cảm Mang cái gì mà mang Không thấy nặng sao Thẩm giấy trong tay của cô bị cưỡng chế mang đi Đường vũ tiện tay kéo cô vào thang máy chuyên dụng Tóc gái của chồng lộ lộ lập tức dựng đứng Ôi ôi phải chăng Sát khí chính là ở đây Cánh cửa khép lại Chắn những tầm mắt cùng với những tiếng bàn luận bên ngoài Bên trong thang máy Ngoài cô và đường vũ Còn có trợ lý lục Đường vũ lại làm như trốn không người thoải mái mà hỏi Buổi trưa cô muốn ăn ở đâu Châu lộ lộ liếc mắt Nhìn lục viễn phương ấp ống mà trả lời Không, không cần đâu tổng tài Tôi, tôi có đem theo hộp cơm Cô tự làm Châu lộ lộ gật gật đầu Sau hai ngày bị bỏ đói Cô đã rút ra kinh nghiệm xương máu cho chính mình Đó là tự túc chính là hạnh phúc Tự làm hộp cơm mang tới Như vậy không lo bị đói nữa rồi Đương nhiên không hành hạ bằng cách này Thì hành hạ bằng cách khác Cho nên mới có cảnh gặp nhau ở thang máy đầy khói lửa Đường vỗ bắt giác nghĩ đến bữa cơm cô nấu một tuần trước Tuy không phải quá ngon Nhưng khiến người ta nhung nhớ Tốt rồi, buổi trưa cô lên phòng tôi Chúng ta cùng ăn Hả, làm sao được chứ Tôi chỉ làm có một phần thôi Vậy cô ngồi nhìn, tôi ăn Mặt của Châu lộ lộ dài ra Đường đường là tổng tài Vậy mà cơm của nhân viên cũng muốn cướp Cô khóc không ra nước mắt Lộc viễn phương đứng trong góc Hai vai run thần đều Tổng tài, da mặt của ngài cũng dày quá rồi." Lục Viễn Phương đã theo Đường Vũ vào phòng tổng tài, không vội báo cáo công việc mà liền hỏi, "Tổng tài, anh có biết gần đây diễn đàn của công ty có tin gì nổi bật không?" "Tin gì, quan trọng lắm sao?" Lục Viễn Phương suy xét mức độ vấn đề một lát liền trả lời, "Thì cũng tương đối quan trọng." Đường Vũ tỏ vẻ đang nghe, Lục Viễn Phương liền nói, "Một là mọi người đều nói anh có người trong lòng hai là châu lộ lộ quyến rũ anh bất thành đang bị tầng tầng lớp lớp trong công ty hợp lực tẩy chay lục viễn phương cởi thầm trong lòng cô gái của anh bị người ta ức hiếp kìa chuyện này xảy ra bao lâu rồi một tuần tôi nghĩ một tuần này cô ấy chắc cũng không dễ dàng gì mắt của đường vũ thoáng lạnh đi tôi biết rồi à tổng tài à đó là cơm của tôi tôi biết không phải đã nói từ trước rồi sao tôi nghĩ để cô nhìn tôi ăn thì không hay cho đến cố tình gọi một suất cơm khác cho cô đây màu ăn đi cho nóng tổng tài anh thật tốt châu lộ lộ cảm động tới rớt nước mắt mặc dù chẳng biết tại sao anh ta phải làm như vậy ờ ừ, đã nói tôi là ông chủ tốt bụng cơ mà châu lộ lộ không nói nhiều tổng tài anh không biết hai chữ khách sáo viết thế nào ư Đường Vũ được ăn no nê, hài lòng ôm bụng no căng của mình, cũng không kèo kiệt mà cho lời khen. Cô nấu ăn ngon lắm. Cảm ơn Tổng Tài. Người này rõ ràng đang khen, mà sao cô lại cảm thấy có sự cảm xấu. Quả nhiên sau đó Đường Vũ lại nói. Đã vậy từ ngày mai, bữa trưa của tôi đành giao cho cô phụ trách vậy. Sao cơ? Châu lộ lộ bất ngờ. Không phải ngày nào cô cũng làm cơm sao? Nhân tiện làm thêm một phần là được đây chính là mệnh lệnh nhưng cô không hiểu cơm của anh ta được ship tới từ những nhà hàng nổi tiếng lúc này cô ăn rất ngon cơm của cô sao có thể so sánh được đường vũ nhìn ra nghi hoặc của cô hít mắt mà cười ăn cơm ngoài lâu chán rồi muốn thêm một chút hương vị gia đình cô nghe vậy mà trợn tròn mắt hương vị gia đình đó là cái gì vậy châu lộ lộ cấp tốc quay lại vị chế làm việc chỉ là trong phòng xuất hiện một hiện tượng vô cùng chấn động vô cùng vi diệu khiến cho cô nhìn mà thoải mái cả người trong phòng từ nam đến nữ từ già đến trẻ từ độc thân đến không độc thân đều hai má đỏ bừng hằn giấu bàn tay vô cùng bắt mát châu lộ lộ ngẩn ngơ trước cửa rất lâu mới thốt lên một câu mọi người vừa chơi trò gì sao cô nói với giọng hết sức vô tội không hẹn mà mọi ánh mắt oán hận đồng thời bắn lên người cô Châu lộ lộ không khỏi rụt người lại Nhìn đến chị Trần Có cặp má nổi bật nhất Còn sưng lên như hai quả táo đỏ Kinh ngạc mà hỏi Ai lại mạnh tay với chị Trần thế này Tất nhiên là không ai rảnh rỗi Có thể giải đáp thắc mắc này của cô Bọn họ vô cùng bận rộn với công việc của mình Cô cũng chẳng để ý Sớm đã quen Trở lại bàn làm việc Châu lộ lộ nhận ra công việc xếp chồng của mình Ở trên bàn đã không cánh mà bay Đến những bàn khác cũng không còn thấy một mảng Châu lộ lộ lại tiếp tục ngạc nhiên Thế này mà không nhận ra rằng Có người nào đó giúp cô xả hận Thì nên đập đầu vào gối mà tự tử cho rồi Nhưng ai nhỉ Chẳng lẽ là tiêu hằng Thật sự thì ngoài tiêu hằng ra Cô chẳng thể nghĩ ra được ai khác Châu lộ lộ nghĩ rồi Cũng là nhắn tin cảm ơn tiêu hằng Kết quả đối phương khẳng định Anh ấy chưa kịp làm gì cả Có lẽ do đường vũ Hả anh ta sao hai lần trước có thể là cô ngạc nhiên già nhưng có thể lần này là một trăm phần trăm luôn anh ta mà có bụng tốt như vậy ơ sẽ không trừ lương của cô đấy chứ hiển nhiên là bạn học Châu lộ lộ vì bị trừ lương quá nhiều mà thành ra ám ảnh rồi vị nào đó mà biết suy nghĩ câu này của lộ lộ không biết sẽ phản ứng như thế nào sự thật lại chính là khoảng nửa tiếng trước sau khi Châu lộ lộ vừa rời khỏi thì đường Vũ đến đẹp trai ngời ngời khi thế bước người hoàn toàn khác xa với đường vũ khi đứng trước mặt của châu lộ lộ đường vũ ngoài cười mà bên trong không cười nấy. chuyện châu lộ lộ quyến rũ tôi thật ra không đúng chút nào mà chính là tôi quyến rũ cô ấy chỉ là vẫn chưa thành công mọi người dọa bà xã tương lai của tôi một trận không nhỏ cho nên trước hết tự tát cho mình ba mươi cái trước đi thiếu một cái trừ một tháng lương Lệnh của bốt đã nói ra Ai dám cãi chứ Cho nên ngay sau đó Trong phòng không ngừng vang lên Những tiếng bồm bốp giòn giã Đường vũ lại tiếp lời Nếu bà giã tương lai của tôi chạy mất Các vị đây cũng không cần tới nữa Những tiếng bốp bốp Lại vang hơn đốt nãy Đường vũ hài lòng gật đầu Sau khi thi án để rời đi Và sau đó chính là cảnh tượng Mà châu lộ lộ nhìn thấy hiện tại thì đường vũ đúng như lời nói mời cô một bữa ăn thịnh soạn phải đến khi yên vị trong nhà hàng châu lộ lộ mới yên tâm thở phào một cái xếp tổng đại nhân hiếm lắm mới là giữ đúng lời hứa một lần còn hại cô thấp thỏm không yên sợ anh giữa đường giờ trò đường vũ gọi một loạt những món ngon sau đó còn nói với phổ phổ tất cả đều không cay châu lộ lộ không hề để ý chỉ mải dùng khẩu hình không ngờ nhắc anh bỏ biết tết bò bít tết Đường vũ giờ khóc giờ cười Nhưng vẫn theo ý của cô Châu lộ lộ bây giờ mới hài lòng Đặc biệt nhấn mạnh Anh trả tiền Biết rồi Thức ăn được đưa lên Cả hai cùng chăm chú cắt thịt bò Đường vũ đặt một căn phòng ăn độc lập Trên chiếc bàn dài chỉ có hai người Chỉ có tiếng rào nĩa cỏ sát Đường vũ dường như đã quen Châu lộ lộ lại thấy không tự nhiên Tìm đề tài nói chuyện À là đi ấy anh thường xuyên đi công tác vậy những lúc là đi phải làm sao nếu đi một hai ngày thì để sẵn thức ăn đó cho nó ăn mấy ngày nếu đi chục ngày nửa tháng thì sẽ nhờ thư ký trợ lý thỉnh thoảng có đến cho nó ăn một chút nói đến đây đường vỗ thở dài cô biết đấy bọn họ bận rộn như vậy đâu dành để để ý một con chó nhớ thì cho nó ăn một chút rồi đi không nhớ thì cho nó đói luôn Mỗi lần về đều thấy nó gầy hẳn đi Cả người cũng hơi bẩn không chịu được Nhìn dáng vẻ sầu muộn này của đường vũ Châu lộ lộ cảm thấy anh giống như đang buồn phiền Vì không chăm sóc con cái tử tế vậy Bất giác cô mềm lòng Thế thì đâu có được đâu Tội nó lắm Mắt của đường vũ sáng lên Hãy cô chăm sóc nó dùm tôi nhé Hả Cô chẳng qua muốn nói Hay là anh đưa nó đi cùng Đừng để nó bờ vơ mà tội nghiệp Sao lại thành thế này rồi Đường vũ cũng không chờ cô đồng ý Chắc nịch mà nói Sau này la đi liền nhờ vào cô vậy Từ ngày gặp nhau ở siêu thị Thẩm tư hiền thường xuyên nhắn tin Gọi điện hỏi thăm cô Cũng vài lần mời cô ăn Đương nhiên cô sẽ không từ chối Hôm nay thẩm tư hiền mời châu lộ lộ đi xem phim Cô không cần suy nghĩ Đã chọn phim kinh gì Trước giờ cô không có sở thích xem phim Nhưng mà nam nữ hẹn hò Sao có thể thiếu mục này được cho mắt của châu lộ lộ mà nói Xem phim chẳng qua cũng chỉ là cơ hội Để xích lại gần nhau Trên cơ sở tự nguyện của đôi bên Hãy nói trắng ra là Quán ăn đậu hũ trá hình Trong bóng tối có bao nhiêu chuyện xảy ra Thẩm tư hiền sẽ ôm cô giao Hôn cô giao Sau đó nữa liệu có tỏ tình Rồi kéo cô ABC gì đó không Có hay không chứ Châu lộ lộ tưởng tượng đến nỗi Mặt đỏ tai hồng mà quên mất rằng Trước đấy cô cũng từng xem phim với đại bốt nhà mình Sao lại không thấy người nào đó hưng phấn đến như vậy Suy cho cùng thì tưởng tượng cũng chỉ là suy nghĩ Trên thực tế lại hoàn toàn trái ngược lại Châu lộ lộ sợ thẩm tư hiên Bị dọa cho chạy mất Cho nên đã nghiêm nghiêm trình trình Ngồi ở trên ghế của mình chờ anh chủ động Nhiều đoạn sợ hãi Mà chỉ có thể nhắm tịt mắt lại Thẩm tư hiên ở bên cạnh từ đầu đến cuối Lại vô cùng nghiêm túc Chờ đến khi phim kết thúc cũng không hề có hành động nào không trong sáng. Cô thất vào mà không dám biểu lộ ra ngoài, âm thầm lao đi mấy giọt mồ hôi trên chán. Có cho tiền, cô cũng không xem cái loại phim chết người này nữa đâu. Tim của cô sắp bay ra ngoài rồi đây. Thẩm tư hiền lại nhìn cô cười. Hiện tại vẫn còn sớm, em có muốn đi ăn cái gì đó không? Châu lộ lộ mỉm cười gật đầu. Ăn cái gì nhẹ nhàng một chút? Giọng nói của cô ngọt ngào, nhẹ nhàng vô cùng. Thật ra đến bản thân cô cũng không nhận ra Mỗi khi ở trước mặt của thẩm tư hiên Cô luôn luôn dịu dàng, hiền thục Cười nhẹ nói khẽ Khác hẳn với hình tượng ở trước mặt đường vũ Thẩm tư hiên đưa châu lộ lộ Đến trước cửa nhà Cô vợ chào tạm biệt với thẩm tư hiên Quay lưng liền nhìn thấy đường vũ Đứng ở trước cổng không khỏi giật mình Lúc này trong đầu của cô có hai ý nghĩ Một là vẻ mặt ai đó Đèn như cục than Đứng ở trong bóng tối Không cẩn thận là không thấy luôn hay là xong rồi, bị phát hiện rồi Châu lộ lộ dù không muốn Nhưng vẫn đi qua Cố nạn ra nụ cười Tổng tài, muộn rồi sao anh còn ở chỗ này Cô đây là đang hẹn hò sao Không cần nghĩ cũng biết Xếp lớn nhà mình đang tức giận Châu lộ lộ liền chẳng dám ho he Khi thế ngút trời mấy hôm trước Đã bày hơi chẳng còn một mống Không, không phải đâu Chúng tôi là anh em họ Anh ấy chỉ đến thăm tôi một chút thôi anh em, tính loạn luân sao? Tổng tài à, anh có thể suy nghĩ theo chiều hướng bình thường hay không? Có được hay không chứ? Châu lộ lộ ở trong lòng mà gào thét. Đường vũ lại hờ lành. Thật là giỏi, tôi mới không để ý mấy ngày đã đi tìm bạn trai. Thật muốn tìm một cái xích, xích cô lại bên người. Đỡ phải hơi một chút lại chạy loạn khắp nơi. Tôi cũng không phải là Lady. Châu lộ lộ lại yếu ớt phản bác. Đà đi cũng không có chạy loạn như cô Cô chỉ biết cầm nến Tôi có phải là chó của anh đâu Mà nói xích xích liền xích Không đúng không đúng Tôi mới không phải chó nhé Đường vũ đột nhiên cũng biết điều này Cho nên thời kỳ tăng ca đen tối Mới vừa qua đi Lại một lần nữa trở lại Châu lộ lộ ngửa mặt nhìn trời cao Muốn tìm một người bạn trai Sao khó khăn vậy Thật là muốn chửi đồng mà Chỉ là lần này đối với lần trước có một chút khác biệt Đường Vũ không có cả ngày treo câu chủ lương ở trên miệng mà thi thoảng sẽ cho cô xem một vài hợp đồng, tài liệu cũng thuận tiện giải thích một chút. Những ưu điểm, nhược điểm đều nói qua một lần sau đó sẽ hỏi cô Có chỗ nào không hiểu không? Châu lộ lộ lắc đầu sau đó lại gật đầu Rột cục là có hay không? Có, nhưng không phải trong này mà là chuyện khác. Đường Vũ nhấp một ngộm cà phê Nói đi, Sao gần đây anh không uống nhầm thuốc đấy chứ? phốt đường vũ nhất thời bị sạc Hò sụ sụ, tài liệu trên bàn Biến thành hoa nở Đợi cho cơn ho đi qua Đường vũ trừng mắt nhìn về phía của cô Cô mới là uống nhầm thuốc Cả nhà cô đều uống nhầm thuốc Châu lộ lộ cảm thấy Anh vẫn là nên đi khám đi Uống nhầm thuốc rất nguy hiểm Đường vũ không biết phải nói gì Anh cần lực kiềm chế Mới không xông tới bóp cổ người phụ nữ này Công ty chúng ta vừa nhận được một hạng mục mới Sẽ ra cho cô đảm nhiệm Tôi sao? Nhưng mà tôi không... Đường vũ liền cắt lời Không phải nói đi coi thường sao Liền nhân dịp này chứng minh Để cho người khác không coi thường nữa Chầu lộ lộ hàng giờ Nhưng trình độ của tôi Đâu có cao tới mức đó Bình thường cô chỉ làm một chút việc lặt vặt thôi Khi nào thì có thể đảm nhiệm dự án Cái này không phải là muốn mạng của cô sao Tôi dạy cô Nhưng lỡ như làm hỏng chuyện thì sao Cô biểu tình muốn khắp tới nơi rồi Đường vũ cười gian xào Đi đến bên cô vỗ vai Yên tâm đi Có tôi ở đây Bọn họ chỉ có thể nhìn cô với con mắt khác thôi Tôi biết cô đang rất cảm động Cũng biết là tôi rất tốt bụng Cho nên chỉ cần cô lấy thân báo đáp là được rồi Đường vũ nhìn cô một lượt Từ đầu đến chân Tôi rộng lòng miễn cưỡng mà chấp nhận vậy Châu lộ lộ nói Tổng tài đại nhân Tiểu nhân mạo muội thỉnh giáo ngài một câu Đường vũ sừng sốt một chút Cái gì? Xin hỏi hai chữ khách giáo viết thế nào? Đường vũ nghĩ hay lắm Bây giờ còn dám mắng anh sao? Châu lộ lộ vốn nghĩ rằng Đường vũ chỉ là tiệng miệng Nói đùa trêu chọc cô thôi Nên cũng không để trong lòng Chỉ một lát sau liền quên ngay Vậy mà mấy ngày sau có thông báo xuống công ty vừa tiếp nhận một dự án xây dựng khu du lịch người phụ trách đảm nhiệm trầu lộ lộ cô ngớ người những người khác thì trực tiếp sốc lên cũng là hỏng luôn kinh ngạc đến độ có mười con mắt cũng không đủ mà rớt có bao nhiêu người mong muốn được nhận dự án mà không được kết quả nó lại rớt trên người của trông lộ lộ khiến cho bọn họ ghen tị đỏ mắt dự án vui chơi thuận lợi hoàn thành bàn giao cho người khác ba tháng khổ ải chính thức chấm dứt Châu lộ lộ cái quà phòng tài vụ lĩnh tiền hoa hồng, miệng cười tươi như hoa. Nửa ngày còn lại của ngày hôm nay, cô được nghỉ liền đi đến ngân hàng gửi chút tiền về nhà và em trai đang học đại học. Chấp lá sau đã nhận được điện thoại của mẹ gọi tới. Điện thoại vừa thông, mẹ Châu liền hỏi với giọng nói có phần lo lắng. Tại sao gửi về nhà nhiều tiền vậy con? Con làm sao lại có nhiều tiền như vậy? Mẹ, đó là tiền thưởng của con đấy. Mẹ Châu sửng sốt. Tiền thường à? Cũng đâu phải cuối năm đâu, lấy đâu ra tiền thường. Còn mau nói thật đi. Châu lộ lộ khóc không ra nước mắt. Mẹ, con nói thật đấy. Mấy tháng nay con làm dự án, nên bây giờ được hoa hồng. Chẳng lẽ con còn có thể cướp ngân hàng sao? Nếu không tin, mẹ có thể gọi điện hỏi cấp trên của con. Châu lộ lộ tuy là thường xuyên nói dối, nhưng chưa bao giờ lôi cấp trên ra đùa giỡn Rất cục mẹ Châu cũng chịu tin, Lúc này mới vui vẻ khen cô mấy câu Lộ lộ Lâu rồi con không về nhà Nếu rảnh thì về nhà mấy hôm đi Chả còn cứ nhắc mãi đấy Vâng con biết rồi Cuối cùng mẹ cũng chịu khen cô Tâm tình liền lên cao Liên hệ nữ vương cùng với tiêu hằng Đi ăn một bữa Chúc mừng thành quả đầu tiên của cô Sau đó lại gọi điện Khoe chiến công với thẩm tư hiên Nói chuyện ngọt ngào một hồi liếc mắt thấy đã đến giờ hẹn mới chịu nói lời tạm biệt. Vốn dĩ còn đang phân vân có nên mời đường vũ hay không, thì khi tới nơi đã thấy anh ta ngồi một cục ở trên bàn ăn nói chuyện với Tiêu Hằng. Vừa nhìn thấy cô thì mặt sụ một cục, chỉ liếc cô một cái rồi quay đi luôn. Lộ lộ đi tới, bàn bọn họ ngồi là kiểu bốn chỗ, Tiêu Hằng và Trương Ngọc Lai đương nhiên là ngồi cùng với nhau. Cô cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh đường vũ. Đường vũ cứ im im Tiêu thì cười ha ha Xin lỗi lộ lộ nhé. Thằng nhãi này nghe được anh nói chuyện điện thoại với em là cứ đòi theo anh cho bằng được. Không sao, không sao. Càng đông người thì càng vui mà. Món vừa được đưa lên cho lộ lộ gắp liên tục mấy món cười lấy lòng. Tổng tài, anh ăn nhiều một chút đi. Đường vũ hừ một tiếng. Mặt vẫn sụ xuống một cục như cũ. Trường Ngọc là lại chợt lên tiếng Sao không thấy cậu gắp cái gì cho mình hả? Châu lộ lộ bảo Không phải có tiêu hằng rồi sao? Trương Ngọc Lai lại hừ một tiếng Cũng không hài lòng Khi thế nữ vương liền tràn ra Cậu bữa nay cũng biết cãi lời mình rồi đấy Châu lộ lộ rụt cổ cười hì hì Không dám đâu Nữ vương à Cậu mau dùng đi Cô gắp cho Trương Ngọc Lai Món mà cô ấy thích nhất Cũng tiện tay gắp cho tiêu hằng Một món cho công bằng Tiêu Hằng nói chúc mừng thì phải uống rượu Cho nên bọn họ liền uống rượu Những người khác đều là cao thủ Chỉ có cô vừa uống mấy ly gương mặt đã ửng đỏ Tiệc kết thúc Tiêu Hằng đưa trường Ngọc Lai về nhà Còn đường vũ Lúc đến là đi xe của Tiêu Hằng Thế nhưng anh lại không chịu lên xe Hai người liền bắt một chiếc taxi Cô đã ngà ngà say Cảm thấy uống chưa đã Hai người lên tìm một quán rượu để tiếp tục uống Tổng tài à thật ra tôi không phải cố ý bỏ quên anh đâu tôi vốn định mời riêng một bữa thật hoành tráng mà cô say thật rồi gần như là nằm ở trên bàn hai má đỏ bừng đôi mắt mơ màng nhìn đường vũ mà cười ngô nghe đường vũ thở dài đừng uống nữa cô say rồi anh biết không hôm nay tôi rất vui trước giờ chưa từng vui như vậy tôi có một em trai em ấy rất xuất sắc lại cũng rất nổi bật hơn hẳn với người chị đại chúng lạc vào đám đông liền tìm không gian này cô nấc lên lại nói bằng cái giọng lèm bèm của người say mẹ tôi lúc nào cũng đem tôi ra so sánh lúc nào cũng con nhà người ta giờ thì khác rồi nhé mẹ tôi cũng phải khen ngợi tôi để xem ai còn dám coi thường tôi nữa Rất lời đập bàn một cái vang rồi âm thanh thu hút ánh nhìn kỳ quái của những người xung quanh Châu lộ lộ lúc này chẳng hề nhận ra điều đó Mà cũng chẳng buồn quan tâm Tôi biết cô rất giỏi rồi Không ai coi thường cô cả Nào tôi đưa cô về Đường vũ dỗ dành giống như một đứa trẻ Châu lộ lộ đẩy anh ra Nằm ơn ra bàn Không về đâu tôi còn muốn uống nữa mà Không thể uống nữa Mau theo tôi về Giọng nói của anh ân ân tức giận Nhưng bây giờ cô đã không biết sợ là gì nữa rồi Tiếp tục nói nhảm lúc trước tôi cứ nghĩ anh là một tên xấu xa đấy nhưng hiện tại tôi rất cảm thấy anh rất tốt mặc dù hay làm bạn giữ với tôi nhưng tôi vẫn thật lòng coi anh là bạn thật đấy chỉ là bạn thôi sao đúng vậy không làm bạn chẳng lẽ anh muốn làm ông nội tôi đường vũ thở dài thôi bỏ đi anh không cãi nhau với người say bạn bè thì bạn bè dù sao mọi mối quan hệ không huyết thống trong xã hội này đều bắt nguồn từ hai chữ bạn bè. Cuối cùng vẫn là đường vũ cưỡng chế, đem châu lộ lộ ôm lên taxi. Cô dạy thế này để cô một mình không yên tâm, anh liền mang cô về nhà. Cô nằm ở trong lòng của anh không yên, quay trái, quay phải, nhiệt độ từ trên người của cô chuyển sang anh. Hơi rượu từ miệng cô phả lên gương mặt anh, đường vũ cảm thấy anh cũng muốn say rồi. Đặt cô lên giường, đường vũ rốt cổ có thể thở phào một cái, không nghĩ tới cô nàng say rượu lại có thể khiến anh toát mồ hôi một trận. Châu lộ, lộ lộ lúc này đã ngủ rồi, cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn lầm bầm. Tôi thật sự coi anh là bạn mà. Đường vũ nhìn cô, muốn giận mà không được, giúp cô vuốt lại mái tóc. Ánh mắt của anh lướt đến bà vai lộ ra bên ngoài kia. Đường vũ không tự nhiên, hò một tiếng, kéo chăn chùm kín người cô, đem lực chú ý đặt trên khuôn mặt kia, ánh mắt dừng lại ở đôi môi đỏ hồng. Châu lộ lộ đang ngủ say, bỗng thè lưỡi liếm môi. Đường vũ nghĩ, em câu dẫn tôi đấy, em thế nhưng dám câu dẫn tôi. Anh cúi người đặt môi mình lên môi đỏ mọng của cô, nhưng khi gần chạm đến thì chợt dừng lại, thở dài bất lực. Được rồi, tôi chính là chính nhân quân tử, không lợi dụng lúc người ta say mềm. Châu lộ lộ, Mà kệ em là ngốc thật hay giả ngốc, Tôi nhất định sẽ đem em bắt về tay Châu lộ lộ chào tạm biệt Chị trưởng phòng lạnh lùng đáng kính Ôm thông đầu của mình Chuyển lên tầng cao nhất Chính thức trở thành thư ký tổng giám đốc Đêm nay cô mơ một giấc mơ Cô nhìn thấy cô lúc 4 tuổi Thắt hai cái bím nhỏ chạy tung tăng Chạy theo một cậu bé cao hơn cô Một cái đầu hái hòa bắt bướm Trời xích đu Cô cười rất tươi Đứt miệng gọi tên cậu bé Nhưng cậu bé đó tên là gì Cô lại không thể nghe được Cảnh vật chợt đến rồi biến đổi Cô không cười nữa mà khóc rất thương tâm Anh đừng đi mà Anh ở lại với em đi Cô già xước kéo áo cậu bé kia Nhưng dù cô dùng hết sức để níu giữ Cô khóc thương tâm hơn nữa Thì cậu vẫn rời đi Lúc xe khởi động Cậu bé bỗng thò đầu ra cửa xe thét lớn Lộ lộ Anh nhất định sẽ quay về tìm em Ngày vậy Châu lộ lộ giật mình tỉnh dậy đó không chỉ là giấc mơ Mà chính là một đoạn thời gian cô đã trải qua Sau khi anh hàng xóm đi rồi Cô đã buồn rất lâu Ba mẹ cô nói Gia đình của bạn họ định cư ở nước ngoài Sẽ không trở về nữa Nhưng cô vẫn kiên trì mỗi ngày Đều đứng trước cửa nhà anh chờ thật lâu Cho đến một ngày Cổng nhà đó cũng mở ra Nhưng không phải là anh trở về Mà là một gia đình khác chuyển tới Chính là Trương Ngọc Lai cùng với ba mẹ của cô ấy Chuyện về anh hàng xóm dần dần cô cũng quên đi, không hiểu sao hôm nay lại mơ thấy. Có lẽ là thời gian đã quá lâu rồi, mọi thứ trong giấc mơ đều mờ nhạt, chỉ có khuôn mặt cùng với giọng nói của cậu bé ấy là rõ ràng. Châu Lộ Lộ càng nghĩ càng cảm thấy hình như có một chút giống với Thẩm Tư Hiên. Bây giờ nhớ lại thì lần đầu gặp anh cũng cảm thấy anh dường như hơi quen mắt. Chẳng nhẽ Châu Lộ Lộ càng nghĩ càng cảm thấy khả năng rất lớn cho nên Thẩm Tư Hiên vừa hẹn gặp mặt Cô đã lập tức đồng ý luôn Thẩm nghĩ hỏi cho rõ ràng Anh có phải là cậu bé hàng xóm của cô ngày xưa hay không? Châu lộ lộ trong lòng có điều suy nghĩ Cho nên không cảm thấy hôm nay Không khí trong công ty hơi khẩn trương so với ngày thường Hôm nay người ra người vào phòng tổng tài nhiều hơn Những ngày khác gấp 2-3 lần Phải nói là đông như trời hội ấy Ngày này người ra rồi người khác lại vào Thực ký là cô đây bận rộn vô cùng Bận phản nước, bận nghe điện thoại Đến cả thời gian để thở cũng không có Buổi chiều có Vương Tầm Cùng với Vương Vị Tiểu Thư tới Châu lộ lộ nhìn cô gái kia Nhất thời cảm thấy có một chút quay mắt Nhưng không nhớ ra là ai Nhưng mà không phải Phải công nhận là có một điều Người ta từ hình dáng đến khí chất Đều mang vẻ đẹp của đại mỹ nhân Quyến rũ mê người Cô trước giờ luôn tự tin về ngoại hình của mình Cũng cảm thấy tự ti Lúc bưng nước vào không kìm được Nhìn thêm mấy lần Kết quả bị phát hiện Đại mỹ nhân quay lại ném cho cô một cái lườm Xém lông mày Hai người bọn họ ở trong phòng tổng tài đặc biệt đâu Đợi đến khi quay trở ra Thì đã là chuyện của 2 giờ sau Đường vũ đích thần tiễn khách Tươi cười sáng lạng Thoạt nhìn tâm tình không tệ Châu lộ lộ bắt lấy cơ hội mà xin tan cả sớm Đường vũ chuyển tầm mắt đến người của cô Ý cười trong mắt càng giấu Thư ký Châu có chuyện gì gấp sao À là có một chút chuyện cá nhân thôi Có thể nói cho tôi biết không Tổng tài đây là bí mật Châu lộ lộ chàng qua là không muốn nói ra Ra vẻ thần thần bí bí Thế nhưng rơi vào trong mắt của đường vũ Lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác Đường vũ bật cười Được rồi nhớ quay lại sớm một chút Cô không biết tại sao Anh lại nói cô quay lại Nhưng cô không hề có ý định đó cho nên chẳng mấy chốc đã đem nó quăng lên tới chín tầng mây. Châu lộ lộ tới nơi hẹn, thẩm tư hiên đã sớm chờ. Anh nhìn thấy cô thì tặng cho cô một bó hoa hồng thật lớn, đỏ rực. Cô lớn như thế này vẫn là lần đầu nhận được bó hoa hồng lớn như vậy. Ngựa ngùng, ngựa ngùng nha. Châu lộ lộ cúi đầu nhìn quanh bây giờ mới phát hiện ngoài hai người bọn họ chẳng còn có người khách nào khác vắng vẻ đến kỳ lạ. Thẩm tư hiền khẽ cười bạn anh đều nói anh lãng mạn Em không ngại chứ Cô nhẹ nhàng lắc đầu Em hại làm việc của em Anh tặng thì cứ tặng chứ Những món ăn đẹp mắt lần lượt được bày trên bàn Hương thơm lan tỏa trong không khí Châu lộ lộ sớm Đã đói cồn cào ruột gan Liền không còn khách khí nữa Thì thoảng cô lại lén nhìn thầm tư hiên một cái Càng nhìn càng cảm thấy khuôn mặt này So với người trong giấc mơ của cô Không khác biệt lắm chỉ là một nhỏ một lớn mà thôi Tuy nhiên để chắc chắn Cô vẫn thận trọng dò hỏi Thẩm Tư Hiên Có phải rất lâu trước đây chúng ta từng quen biết Thẩm Tư Hiên sững lại Em nhớ ra rồi À thực sự là anh Cũng đã rất lâu rồi Không nhớ rõ lắm Chỉ cảm thấy anh đặc biệt quen thuộc Thẩm Tư Hiên quầy quầy Không ngờ trí nhớ của em kém như vậy Đến bây giờ mới nhớ ra anh ngày đó vừa nhìn thấy em, anh đã nhận ra ngay. Trong lòng của cô còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại thôi. người ta cái gì cũng nhớ, còn cô cái gì cũng không. cho nên tránh cho bản thân lúng túng, nên vẫn thôi đi. Hai người rơi vào im lặng. thật lâu sau, thẩm tư hiền bỗng nói: chuyện trước đây em không giận chứ? đều đã qua lâu rồi, hơn nữa cũng là bất đắc dĩ. có gì mà giận hay không giận chứ? thẩm tư hiền nghe vậy thì nở nụ cười thật tươi. Cô cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất Từ khi cô gặp anh đến giờ Anh nói Cảm ơn em đã tha thứ cho anh Cô đã có thể khẳng định Anh chàng hàng xóm chính là Thẩm Tư Hiên Khi nói chuyện bỗng cảm giác thân thuộc Tự nhiên hơn nhiều Hai người nói chuyện vui vẻ Bất chỉ bất giác đã khuya Không còn sớm nữa em về đây Thẩm Tư Hiên vội vàng giữ tay của cô Khoan đã Tối nay anh còn có chuyện quan trọng muốn nói châu lộ lộ gật đầu vâng anh nói đi có phải nhìn nhầm hay không mà hình như thẩm tư hiền đỏ mặt thẩm tư hiền không những đỏ mặt mà hiện tại từng dây thần kinh trên người của anh đều căng như dây đàn tuy vậy không thể để cho đối phương biết anh căng thẳng cố làm cho mình chấn định thẩm tư hiền đền tiếng em có thể nhắm mắt lại một lát không châu lộ lộ bỗng thấy hồi hộp một lần nữa mở mắt ra trước mặt đã xuất hiện một chiếc bánh gà tô thật lớn ánh sáng mạnh mẽ từ đèn điện đã được thay thế bằng ánh nến yếu ớt đẹp đẽ thẩm từ hiện nằm lấy tay của cô ánh mắt truyền chú chân thành anh biết thế này có hơi đường đột nhưng mà anh thích em làm bạn gái của anh được không lời tỏ tình quá bất ngờ châu lộ lộ đơ luôn tại chỗ hai má hầm lên trên gương mặt trắng trẻo bên này tay trong tay mắt nhìn mắt nam thâm tình nữ ngượng ngùng lãng mạn ở bên kia đường đường là bóng dáng của người đàn ông lặng lẽ đứng trong góc tối cô đơn trong công ty không một người nào không biết hôm nay là sinh nhật anh đoán chắc rằng cô cũng biết cho dù không biết thì công ty ồn ào như vậy cô cũng nên biết mới phải anh không tổ chức tiệc tùng chỉ bởi ngày này anh muốn ở bên một mình cô đợi trong phòng mấy tiếng đồng hồ chỉ vì muốn nhận được một món quà từ tay cô mà hiện tại anh đang nhìn thấy gì Nói cô ngu ngốc Không bằng nói cô chưa từng để tâm tới anh Về mặt của thẩm tư hiền Vẫn duy trì bình tĩnh Thực chất anh đã căng thẳng tới mức cực điểm Trong lòng bàn tay cũng bắt đầu ẩm ướt Có trời mới biết Mấy ngày nay anh đã lo lắng hồi hộp tới nhường nào Châu lộ lộ không phải Không biết thẩm tư hiền theo đuổi cô Nếu như là lúc trước Cô chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý Hợp thì tiếp tục Không hợp thì chia tay Đường ai nấy đi giống như những mối tình trước đây. Nhưng mà bây giờ cô đã biết Thẩm Tư Hiên chính là anh bạn hàng xóm hồi nhỏ. Đem theo một đoạn thời gian vui vẻ trước đây, cô trở thấy lưỡng lở. Giống như biết được trạng thái căng thẳng của hai người, giai điệu nhẹ nhàng của bài hát cũng vang lên. Ánh mắt của Thẩm Tư Hiên theo đó càng trở nên thâm tình, chờ đợi câu trả lời của cô. Nhìn vào đôi mắt ấy, trong đầu của cô bất ngờ xuất hiện một đôi mắt khác. Đôi mắt ấy khi thì chế giễu, khi lại nhìn cô giống như kẻ ngốc nhưng đẹp đến hút hồn cô không biết tại sao lúc này cô lại nhớ tới đôi mắt ấy em em muốn bỗng có tiếng vỗ tay vang lên cắt ngang câu nói quay lại chỉ thấy đường vũ một thân tây trang đứng dựa vào cửa xúc động thật đấy nhìn thấy người mới tới đồng thời trên người của cô đều dựng đứng cả lên đường vũ thong dong đi đến bên cạnh cô Ánh mắt nhìn Thẩm Tư Hiên không che giấu địch ý. Thẩm Tư Hiên lập tức chắn trước mặt Châu Lộ Lộ. Hai người đàn ông trường mắt nhìn nhau, không ai chịu thua ai. Anh là ai? Còn anh, anh là ai? Hai người đàn ông đồng thời lên tiếng. Thẩm Tư Hiên liền nói, "Tôi là bạn của Lộ Lộ." Đường Vũ cũng bảo, "Tôi là ai không cần thiết phải nói với anh." Nhìn sang Lộ Lộ ở sau lưng, Thẩm Tư Hiên nhưng căn bản là nhìn không thấy. Bởi nếu anh nhìn sang trái Thì tên đó lại dịch sang trái Anh nhìn sang phải Tên đó lại dịch sang phải Đường vũ liền nổi giận Châu lộ lộ cô ra đây cho tôi Châu lộ lộ tự nhiên có cảm giác Bản thân hồng hạnh vượt tường Bị bắt gian tại trận Nhưng dép đã gọi cũng không thể không ra Châu lộ lộ vừa ra Đường vũ lập tức đã tóm lấy tay cô Ý định kéo cô đi Lại bị thẩm tư hiền giữ lại Thẩm tư hiền liền nói anh cũng chỉ là cấp trên thôi, không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của lộ lộ. Đường Vũ nghe vậy cười rộ lên như thể nghe được chuyện gì đó rất buồn cười. Tôi là cấp trên, còn anh tính là gì? Hai người đàn ông tào giác, cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ cả nửa tiếng đồng hồ cũng không ai chịu thua ai. Thẩm tự hiền nói. Anh buông tay ra đi. Đường Vũ cũng bảo. Nằm mơ, thư ký của tôi dễ tin người như vậy làm sao có thể để cô ấy rơi vào tay sói đâu anh hai tay của châu lộ lộ đều bị nắm đến đau giật ra cũng không được cuối cùng đành đồng ý đi theo đường vũ vấn đề của thẩm tư hiên cô sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh ngồi trên xe châu lộ lộ xoa hai tay đau nhức lớp này đường vũ đã đậu xe ở một nơi cách khá xa nhà hàng anh nhìn cổ tay của cô bị nắm đỏ ưng một mảng lớn trong lòng xót xa nhưng ngoài mặt vẫn bực bội hở lạnh không được đồng ý. Tại sao? Tôi nói không được chính là không được. Châu Lộ Lộ im lặng thật lâu sau mới nói, "Đường Vũ, anh thích tôi sao?" Ngoài lý do này ra, cô thực sự không thể nghĩ được lý do nào khác. Nghe tên mình phát ra từ miệng cô, Đường Vũ ngây ngốc. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, nhưng mà nghe đến câu sau, Đường Vũ liền trợn mắt. "Ai nói tôi thích cô?" Tôi mà thích cô sao Không thích Một chút cũng không Thật không Cô đã nghe câu Thỏ không ăn cỏ gần hàng hay chưa Đã vậy anh không lý do gì Ngăn tôi kết giao bạn trai Cô thở phào một hơi Nhưng không hiểu sao Trong lòng lại cảm thấy hơi thất vọng Gần đây sao cô lại kỳ quái như vậy Đường vũ cười gian xảo Sao lại không Bạn gái tôi còn không tìm được Nhìn cô kết giao tôi rất ngứa mắt Muốn kết giao à được thôi Đợi tôi tìm thấy mẹ của Lady Rồi hãy nói Trình độ biến thái của sếp lại thăng cấp rồi Còn nhớ là mình có bạn gái sao Nghe đường vũ nhắc đến người bạn gái này Cô đột nhiên cảm thấy khó chịu Nhưng tại sao lại khó chịu Thì chính cô hoàn toàn không biết Biến ra biểu tình trên mặt Cứ là đờ đờ như cũ Ồ vậy cô ấy đâu Không biết Lộ lộ cô cũng không muốn tiếp tục đề tài này Đành liền bảo Tôi muốn về nhà Hôm nay là sinh nhật tôi Đường Vũ bỗng nói như vậy Quà của tôi đâu Không có Hôm nay là sinh nhật của anh sao Cô thực sự không biết Không có Vậy lấy sắc ra tặng đi Mặc dù trên người của cô Cũng không có là bao nhiêu Châu lộ lộ có cần phải kinh người quá đáng vậy không Dường như để chứng minh rằng Đường Vũ thật sự không thích cô Liên tục mấy ngày liền đều có phụ nữ đến phòng tổng tài. Mỗi lần đều trò chuyện gần 2 tiếng đồng hồ mà ngay cả nước uống cũng không cần. Mọi người trong công ty bây giờ đã có thú vui mới, mỗi ngày đều sẽ đoán xem hôm nay đến lượt ai, bọn họ ở bên ngoài trong làm cái gì. Mà châu lộ lộ trong miệng bọn họ, vinh dự đã trở thành oán phụ bị ruồng bỏ, hại cô phải vào nhà vệ sinh, soi gương mấy lượt để tự xem bản thân có điểm nào giống với oán phụ. Nhưng soi rồi lại soi, cũng chỉ thấy một cô gái xinh đẹp như hoa nào có mấy phần oán phụ chứ mặc dù mỗi lần họ đến cô thấy hơi khó chịu cũng tại người nào đó mới đây còn nói mình rất trung tình muốn làm hoa đào của một mình cô vậy mà bây giờ dương đào cũng sắp tiến thành đại dương đào rồi dần dần người tới lui cũng chỉ còn có vị vương tiểu thư cô rốt cuộc cũng nhớ ra cô đã từng gặp người này trong bữa tiệc sinh nhật nọ bởi vì cô nhận ra bộ ngực cỡ ép khủng bố của cô ta vương tiểu thư này mỗi lần đi ngang qua cô đều tặng cho cô một cái lườm cháy mặt nếu không phải cô ta là khách cô cũng muốn tặng cho cô ta một cái lườm cháy rụi tóc để cho cô ta đỡ phải vuốt tóc liên tục khiến người ta khó chịu nhưng trái ngược với vương tiểu thư tần suất cô vào phòng tổng tài ngày càng ít đi lúc đầu là vì bản thân cô cứ nghĩ nhìn thấy đường vũ lại cảm thấy ngượng ngùng mặt đỏ bừng bừng tim đập thình thịch nguyên nhân đều phải kể đến cái hôm sinh nhật ấy Tuy rằng đường vũ không có bá vương Ngạch thượng như là cô nghĩ Chẳng qua cũng chỉ là có hôn một cái thôi Nhưng nụ hôn kiểu pháp Đúng tiêu chuẩn đấy Cô lớn như vậy rồi còn không biết Thì ra hôn cũng có thể mất hồn như vậy Ồ Chỉ là nghĩ thôi cũng nóng mặt rồi Châu lộ lộ đang bận rộn Nhớ về hương vị ngọt ngào Thì cánh cửa phòng của tổng tài bị đẩy ra Đường vũ cùng với vương gia Hy bước ra ngoài Vương gia hì liếc nhìn Châu lộ lộ một cái rồi óng nghẹo nói Vũ à, anh thay đổi thư ký nam đi Để cô ta ngồi ở đây Em không yên tâm chút nào Đường Vũ cười tít mắt Không sao đâu Cũng không đẹp bằng em Anh đấy, đáng ghét ghê Người ta về đây Ừ, tạm biệt Đường Vũ chờ cho Phương Già Hì biến mất Sau cánh cửa thang máy Mới quay người đi vào trong Cả quá trình cũng không buồn nhìn cô một cái Châu lộ lộ hướng cánh cửa tổng tài đóng kín Chế môi chế diễu Ngực cũng không lớn bằng em Điện thoại của cô bỗng đổ chuông Xin chào Là anh đây Là thẩm tư hiên gọi tới Ồ anh gọi em giờ này có việc gì không thẩm tư hiên im lặng một lát rồi nói Lộ lộ Em vẫn chưa trả lời anh Cô sững lại Cô đã quên mất lời tỏ tình của thẩm tư hiên Đều là tại nụ hôn mất hồn đó hại cô cái gì cũng không nhớ nghĩ vậy châu lộ lộ cam hận Trừng mắt với cánh cửa giống như đó chính là đường vũ vậy lộ lộ không phải anh hối thúc em nhưng em có thể trả lời anh sớm một chút không anh anh không chờ được nữa châu lộ lộ hoàn hồn ngại ngùng mà nói cho em hai ngày nữa hai ngày sau em sẽ trả lời anh ờ ừ, anh chờ em hai ngày này châu lộ lộ đã suy nghĩ rất nhiều Trước đây cô yêu đương nhiều Chia tay cũng nhiều Chưa ngọc Lai từng nói Chờ đến ngày cô làm đám cưới Phải đặt riêng mời bàn cho người yêu cũ Nghe có vẻ khoa trương Nhưng dường như cũng không sai biệt cho lắm Nhưng cũng đừng vì vậy mà nghĩ cô lăng nhăng Coi tình yêu giống như trò đùa Ngược lại cô vô cùng nghiêm túc Nghiêm túc đến mức Một ngày đẹp trời nào đó Cô hàng hái đi hẹn hò Còn người ta lại tặng cho cô bốn chữ Mình chia tay đi Nguyên nhân chia tay cũng vô cùng đa dạng phong phố Nào là mẹ anh không cho yêu sớm Rồi thì tập trung học hành vân vân Bất chỉ bất giác Cho mắt đám bạn hồi đó Cô trở thành kẻ đa tình Thay bộ giống như thay quần áo Tầng suất cũng là không gì sánh bằng Có thể sánh ngang với đàn anh Phòng liều nhất trường ngày đó Tới đó Phương Gia Hy hẹn gặp cô Còn nói cô không gặp sẽ hối hận Cô không muốn mình phải hối hận Cho nên liền tới gặp Rõ ràng hẹn cô 8 giờ Vậy mà đúng 8 giờ 30 phút Cô ta mới lắc eo đi tới Nói thật là bộ dạng Ngực cỡ ép của cô ta rất chói mắt Mỗi lần gặp cô đều phải dùng hết sức bình sinh Mới có thể chuyển rời lực chú ý Trên khuôn mặt trang điểm đậm đà kia Để không mất thời gian của nhau Tôi nói thẳng luôn Châu lộ lộ tỏ vẻ đang nghe Có thể cô không biết Vũ là bạn trai của tôi Cô bỗng thấy ngực trái nhói nhói đau vương gia hy khởi đậm đi nước trái cây tiếp tục nói kết hôn cũng đã chuẩn bị tính đến rồi hay nói cách khác tôi chính là giám đốc phu nhân tương lai trong giọng nói của cô ta không che giấu được sự kiêu ngạo cùng khiêu khích để một người có ý đồ quyến rũ anh ấy ở ngay bên cạnh thế này tôi không yên tâm một chút nào vương gia hy đẩy một cái phong bì dày cộp tới trước mặt của cô cho nên cô cầm lấy nó và biến mất đi Số tiền này đủ để cô sống một đời dùng tốt Cách một tấm chắn mỏng manh Hoàn toàn có thể nhìn thấy màu xanh quyến rũ bên trong Ngực trái càng ngày càng khó chịu Khó chịu tới mức khó thở Hình như có khả năng cô yêu rồi Cô hình như là yêu đường vũ mất rồi Trước đây từng có người hỏi cô Cảm giác thốn nhất là gì Khi đó cô nói Đau khổ nhất chính là phát hiện ra Một cục tiền còn chưa kịp nhặt Đã bị người khác lấy mất Hiện tại cô biết có một cảm giác còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Đó là ngay tại thời điểm có một người phụ nữ đập một cục tiền vào mặt cô và nói Hãy xa anh ấy, thì cô đồng thời phát hiện cô đã yêu người bạn trai trong miệng cô ta. Quan trọng hơn là cô rất muốn nhận cái phong bì kia. Vương Gia Hì ngồi trên ghế không yên, liên tục đổi tư thế. Bộ ngực khủng cứ theo đó lắc lơ, lắc lơ trước mặt cô. Cô lưỡng lở, Hợp đồng của tôi còn chơi hết hạn Chuyện đó cô không cần phải lo Tôi sẽ xử lý Điều cô cần làm chính là Chết để rời xa anh ấy đi Châu lộ lộ nhẹ nhàng Được Cầm phong bì bào vào túi sách Cảm nhận sức nặng khiến người ta vui vẻ Cô rời đi Lúc đi ngang qua vương gia hì Châu lộ lộ dừng lại Vương tiểu thư Tôi vẫn có một câu muốn hỏi cô Cái gì? Mỗi ngày đều phải vác theo hai quả dừa lớn như vậy, cô không mệt sao? Mặt của Vương Gia Hy đảo lửng, không phải vì xấu hổ mà là tức giận. Thứ cô ta luôn tự hào lại bị người ta chế nhạo, có thể không tức giận sao? Nhưng là Châu Lộ Lộ đã sớm rời khỏi rồi, cô ta chỉ có thể đập bàn một cái để chút giận. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, cô vợ tìm ra tình yêu cũng là lúc cô thất tình. Sự thất tình, thật sự đau lòng. Trước đây cô chưa từng có cảm giác khổ sở này Bỗng là muốn uống rượu đến say xưa Châu lộ lộ chui vào một quán rượu Rồi gọi điện cho Trương Ngọc Lai Lúc Trương Ngọc Lai đến Đập vào mắt chính là Châu lộ lộ đang ở một góc Một tay chống cằm Một tay nâng ly rượu Lắc lắc vẻ mặt mơ hồ Yêu là như vậy sao Là khi cậu gặp người ấy Tim sẽ đập thình thịch Mặt đỏ ngượng ngùng Nhưng lại không kìm được Mà nhìn nhiều hơn mấy cái Người ấy vui cậu sẽ vui Người ấy buồn cậu cũng buồn theo Thấy người ấy đi với người con gái khác Cười với người con gái khác Cậu sẽ khó chịu ghen tỉ Mà quan trọng nhất chính là Trường học lai kéo dài dặm Châu lộn lộn nín thở chờ đợi Quan trọng nhất chính là Cậu sẽ không nhịn được Mà nghĩ đến cảm giác khi người ấy hôn cậu Thôi xong rồi Cô gọi Lai Lai đến đây Là vẫn ôm một chút hy vọng Hy vọng là cô chỉ nhìn nhầm lẫn mà thôi Nhưng mà theo như Lai Lai nói Thì cô xong thật rồi Mấy ngày trước cô còn nhớ đến Lúc đường vũ hồn cô trong ô tô Đến đỏ mặt Lai Lai hình như mình yêu đường vũ rồi Trường Ngọc Lai chết sững Đầu óc lúc nào cũng linh hoạt Bỗng chốc đình chỉ hoạt động Cậu vừa nói gì cơ Mình nghĩ Mình dường như có chút yêu thích đường vũ rồi Châu lộ lộ không để ý đến vẻ mặt chưa kịp tiêu hóa của Trương Ngọc Lai Lại tiếp tục ném ra một quả bom Cô lưu loát kể lại quá trình Vương Gia Hy ném cho cô một cục tiền Rồi kết luận Anh ta có bạn gái rồi Trương Ngọc Lai theo phản xạ liền hỏi Cho nên Cho nên mình thất tình chứ sao Nói xong thì uống liên tục mấy ly rượu Lộ lộ nói cô ấy yêu đường vũ rồi Nhưng hắn lại có bạn gái Cho nên hiện tại chính là thất tình rồi đây là chuyện gì chứ Trường Ngọc lại Đỡ lấy cái cảm muốn rốt ra Ở nơi của mình Hình tượng nữ vương lạnh lùng cao quý Đã là bày mất không còn một màng Đừng hỏi tại sao cô lại ngạc nhiên đến vậy Cô bạn thân này của cô Dù 3 năm cấp 3 hay 4 năm đại học Thứ dừa thừa nhất Chính là bạn trai cũ Tùy tiện đi một vòng trong trường Cũng có thể đụng tới ba bốn người bạn trai cũ Bản thân từng có bao nhiêu bạn trai Cũng không biết Cách một khoảng thời gian không gặp người ta có đứng trước mặt sợ cô ấy cũng không nhớ được người ta là ai người khác đến nói với lộ lộ thay bộ như thay áo chỉ có cô mới biết mỗi lần đều là do cô bạn nhà cô bị người ta đá bị đá đến nỗi một mảng tôn nghiêm cũng không còn thế nhưng từ trước đến nay chưa từng có dáng vẻ nên có của một người thất tình không phải là vì cô ấy vô tâm không phải vì cô ấy không thật lòng càng không phải vì cô ấy giả bộ mạnh mẽ mà châu lộ lộ căn bản chẳng hiểu được thế nào là yêu Chờ chờ trương ngọc lai tiêu hóa được lượng thông tin kia thì châu lộ lộ đã uống được năm mười ly rồi hai má ửng hồng chứng tỏ cô bắt đầu say trương ngọc lai thâm kêu không tốt nhưng cũng không còn kịp nữa trong lòng mắng người nào đó ba nghìn lần giỏi lắm dám để cho cô bạn khó khăn lắm mới biết yêu của cô thất tình cô không trình hám một trận cô sẽ không mang họ tiêu Châu lộ lộ say rượu vừa bướng bỉnh vừa nói nhiều Trương Ngọc Lai lại phải gọi Tiêu Hằng đến Mới có thể đưa được cô nàng về Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Châu lộ lộ phát hiện Mình đã ngủ ở nhà Trương Ngọc Lai một đêm Nữ vương vô lương tâm Vứt cô trên ghế sofa Không quan tâm hại cô đau đầu lại đau lưng Bây giờ cậu tính thế nào? Lúc ăn sáng nữ vương hỏi Tiêu Hằng ở bên chăm chú ăn Nhưng tài thì dự đứng lên rồi Tối qua vợ yêu cũng kể lại cho anh nghe mọi chuyện. Anh cũng biết cái cô vương gia hi kia chẳng qua chỉ là chiêu trò nhằm kích thích châu lộ lộ mà thôi. Chiều này xem ra hiệu quả không tệ. Cái gì anh cũng biết cơ mà anh muốn giúp cái tên trời đánh đó hả? Mở đi nhá. Có kịch hay để xem anh đây cũng không ngại thêm một chút củi đâu. Tớ sẽ thôi việc về thăm cha mẹ một thời gian rồi tính tiếp. Trường Ngọc Lai gật gật đầu phải rồi anh Tiêu Hằng Đừng nói với sếp em nhé Tiêu Hằng lập tức đáp ứng Anh đảm bảo Tên đó có nhét phụ nữ cho anh Anh cũng không bao giờ đâu Trường Ngọc Lai nghe vậy Ném sang một ánh mắt Anh dám Tiêu Hằng mặt không đổi sắc nói Anh chỉ cần vợ yêu của anh thôi Châu lộ lộ cảm thấy Xến sủa không chịu nổi Hai người làm ơn Tha cho kẻ thất tình là em đây đi Châu lộ lộ thấy thời gian cũng không còn sớm Nghĩ nghĩ một lát cầm điện thoại Gọi cho đại bốt xin đến muộn một giờ Cô phải trở về nhà làm đẹp một chuyến Dù gì cũng là ngày cuối làm việc Vẫn nên để lại ấn tượng đẹp đẽ Cho bốt đại nhân chứ Đúng một tiếng sau Châu lộ lộ bưng ly cà phê vào trong phòng của tổng tài Đường vũ vẫn như mọi ngày Một thân tây trang nghiêm chỉnh Ngồi sau bàn làm việc Mặt cũng không ngẩng lên Để đấy đi Trước đây cũng không cảm thấy gì Hiện tại cô biết Bản thân thích người ta Thì chỉ cảm thấy Cái dáng vẻ làm việc này của anh Thật đẹp đến chết người Trái tim đã sớm đập loạn xạ trong lồng ngực Châu lộ lộ không đi ngay Vẫn đứng trước mặt của đường vũ Hai tay vân vê tà áo Đường vũ cũng nhận ra Cô còn chưa đi Nghi hoặc ngẩng đầu Còn chuyện gì nữa sao À không có gì Chỉ là cảm thấy hôm nay Dếp đẹp trai quá đi Đường Vũ ngẩn người khóe môi giật giật. Không có việc gì thì đi ra ngoài đi. Được rồi. Cánh cửa khép lại, đường vũ không kìm được mà cong cong thành nụ cười. Cuối cùng em cũng phát hiện ra vẻ đẹp trai của tôi rồi sao? Thời gian giống như thoi đưa, đồng hồ, cứ như vậy, được lên dây cót mà chạy vù vù, chưa bao giờ hy vọng thời gian ngừng lại như bây giờ. Ngày hôm nay, cô đã kiếm bao nhiêu cái cớ để tiến vào phòng tổng tài, Thế mà người ta cũng chẳng buồn nhìn cô một cái Mắt thấy kim giờ Ngày càng gần tới số năm Châu lộ lộ khẽ thở dài mà não nề Đúng năm giờ Ai nấy đều lục tục ra về Thoáng một cái Cả tầng trống trơn Ngay cả người cuồng tăng ca giống như đường vũ Cũng vội vàng rời đi Xem ra là muốn hẹn hò với người đẹp ngược lớn rồi Thưa kế châu chưa về sao Vâng Tôi còn một chút việc cần hoàn thành Ờ vậy tôi đi trước Châu lộ lộ nhìn người rất áo ra đi Mà lòng đau như cát Sáng sớm cha mẹ Châu đang chuẩn bị ra ngoài tập thể dục Chợt nhìn thấy cô con gái đã lâu không về Đứng trình hình một đống trước cửa Duyết nữa thì bị dọa cho hết hồn Châu lộ lộ ôm chầm lấy mẹ Châu làm nũng Mẹ Cái con nhỏ này sao tự nhiên lại về Có phải lại bị đuổi việc rồi không hả Ôi chào Sao mẹ Châu lại liệu việc như thần thế có điều không phải bị đuổi mà là cô xin thôi việc nói chung cũng đều là thất nghiệp đã thất tình lại còn thất nghiệp nữa đâu có là con làm việc tốt quá cho đến cấp trên cho con nghỉ phép đấy mẹ châu lộ lộ nhà ta làm gì có gan nói thật chứ vội vàng chuyển đề tài con đi xe cả đêm đói quá rồi mẹ nấu gì cho con ăn đi bà châu cũng ở bên phụ hòa đúng đúng chúng ta mau vào nhà đi con gái lâu lâu mới trở về Hôm nay không cần tập thể dục nữa Hai ngày sau Mẹ Châu tìm được đối tượng xem mắt cho cô Châu lộ lộ dù không tình nguyện Cũng phải ngoan ngoãn mà đi Theo lời mẹ yêu dấu của cô Thì người này là một bác sĩ 29 tuổi Đẹp trai ngợi ngời Tiền đồ sáng lạng Vân vân và mây mây Nói nhiều tới mức cô nhớ không nổi Mà đời thì thường không như mơ Anh ta quả được đẹp trai Chẳng qua là mắt hơi nhỏ một tí người cũng cao, chẳng qua là hơi đẫy đà một chút. Tiền đồ sáng lạng hay không thì cô không biết, nhưng cứ nghĩ đến lúc anh ta mặc áo bồ lô trắng thì hình tượng thiên thần áo trắng trong cô tàn vỡ, cõi lòng của cô tan nát. Thực ra, ngoài ngoại hình hơi đầy đạn ra thì đối tượng xe mắt của cô cũng không tệ. Lúc anh ta cười lên trông rất có duyên. Châu lộ lộ bỗng nhớ đến người nào đó, nụ cười rất đa dạng. Khi thì cười nửa miệng, khi thì cười gian manh. Lúc lại cười dịu dàng Chỉ cần hơi cười một chút Mà núm đồng tiền bên trái lại như ẩn như hiện Cái thứ con gái đó Ở trên mặt anh ta Lại cực kỳ cực kỳ điển trai Không biết khi anh ta nhìn thấy Cái đơn thôi việc của cô sẽ như thế nào Đến bây giờ cô còn chưa bật điện thoại lên một lần Ôi ôi Làm sao lại nhớ tới anh ta rồi Anh ta thích thế nào Thì mặc xác anh ta liên quan gì đến cô chứ Châu lộ lộ không dám Nhìn thẳng đối phương sợ nhìn rồi lại không nhịn được mà so sánh với đường vỗ. Cả buổi chỉ cắm cúi ăn, ăn tới mức bụng căng tròn, người ta nói gì cũng không biết. Đi xe mát mà còn căng thẳng hơn cả đánh trận vậy. Cuối cùng thì cũng có thể về nhà lén lén thở vào một hơi. Châu lộ lộ không phải là chưa bao giờ gặp đối tượng xe mát như vậy. Con người luôn luôn yêu thích cái đẹp, nhưng trong việc lựa chọn bàn đời, đó chỉ là yếu tố phụ mà thôi. Vốn dĩ không quá coi trọng vẻ ngoài nhưng cô sẽ không nhịn được mà so sánh anh ta với Đường Vũ. Dù là biết trên đời này có lẽ cô không thể gặp lại được ai khác tốt hơn anh cả. Sau khi trở về lại bị mẹ Châu hỏi. "Con và anh chàng kia thế nào rồi, người ta có thích con không? Có cần mẹ hỏi giúp con với người ta hay không?" Mẹ Châu vừa nói vừa lôi điện thoại ra định gọi thật, cô liền vội vàng ngăn lại. "Mẹ, con cũng đang làm ở thành phố a, anh ta lại làm bác sĩ ở đây." hình như không tiện cho lắm. Hơn nữa con cũng thấy bọn con không có hợp. Châu lộ lộ sợ là mẹ Châu nổi giận, vội vàng tránh ra xa mấy bước. Không ngờ mẹ Châu nghe xong, giọng điệu lại dịu dàng đến bất ngờ. Ờ ừ, cũng đúng, vậy để mẹ tìm người khác cho con. Chỉ một câu nói đơn giản của mẹ Châu mà hai tuần ở nhà ngắn ngủi giống như hai năm đằng đẵng tốc độ tìm đối tượng so với công ty mai mối của bà còn nhanh hơn gấp vạn lần mỗi đối tượng đều được mẹ châu khen lên tận trời nhưng lại chẳng tài nào lọt vào mắt cô quen đường vũ lâu ngày mắt cô đã bị làm cho kém chọn rồi châu lộ lộ chịu đựng hai tuần rốt cuộc không thể chịu được nữa mà xách vali trở lại thành phố à ngay lập tức bỏ lại những anh chàng có tiền đồ sáng chói đường vũ biết cái trò khích bác này quá lỗi thời cũng là quá ấu trĩ đi thế nhưng anh đã thể hiện rõ ràng như thế tại sao cô gái ngốc nghếch kia mãi vẫn chưa chịu nhận ra đúng thật là con rùa ngốc nghếch có lẽ anh phải nghĩ cách khác anh sắp chịu hết nổi với cô vương gia hi kia rồi anh vạn vạn lần cũng không thể ngờ được cái con người thà chịu bị ức hiếp cũng quyết không nghỉ việc yêu tiền đến nghiện kia lại có thể xin thôi việc anh rất rất muốn đánh vào mông của cô một trận mà quát lên ai cho cô cái lá gan đó hả nhưng là người ta căn bản chẳng hề cho anh cái cơ hội đó. Nộp đơn xong liền biến mất, điện thoại cũng không liên lạc được. Cả một ngày không thể liên lạc, phòng chó cũng không thèm trở về. Đường vũ tức đến đỏ mắt, không quản lúc nửa đêm, dầm dầm đập cửa nhà của Tiêu Hằng. Vừa nhìn thấy người liền hỏi thẳng. Cô ấy ở đâu? Tiêu Hằng biết thừa, người mà đường vũ hỏi là ai, nhưng vẫn giả vờ, ta đây cái gì cũng không biết. Ai cơ? Cháu lộ lộ, Châu lộ lộ Giờ này quấy không ở nhà sao Đường vũ hiện tại đã tức giận tới cực điểm rồi Đẩy tiêu hàng ra Xông thẳng vào trong nhà lớn Lớn giọng mà gọi Châu lộ lộ Châu lộ lộ Cô mau lăn ra đây cho tôi Châu lộ lộ thì không gọi ra được Lại gọi ra được người khác trương Ngọc lại khoác một cái áo Lời biếng dựa lưng vào khung cửa Tiêu hàng thấy thế thì lập tức chạy tới Kìa bà xã Sao em lại ra đây Em mau vào nghỉ đi Trường Ngọc Lai để tiêu hàng ra Lạnh đùng nhìn đường vũ Cậu nửa đêm chạy đến nhà tôi Làm loạn cái gì đấy Đường vũ cười khẩy Cô có nhầm không vậy Đây rõ ràng là nhà của tiêu hằng À nhà A Hằng cũng chính là nhà tôi Cô gả cho anh tôi lúc nào vậy Tôi thật là em trai sao lại không biết Trường Ngọc Lai nghẹn họng Tiêu Hằng cũng không nói được một lời Bọn họ vẫn mới ở giai đoạn sống chung trước hôn nhân. Xem ra anh phải mau chóng giúp bà xã đại nhân về mới được, tránh cho cái tên nhãi con này coi thường vợ yêu của mình. Cuối cùng đường vũ vẫn không thể tìm được châu lộ lộ, dù anh có làm cách nào thì Trương Ngọc Lai vẫn không chịu nói cho anh biết cô đang ở đâu. Anh canh chừng trước cửa nhà cô có bốn ngày liền mà cô vẫn không một lần trở về. Những lời đe dọa khiến cô sợ mất mật mà xuất hiện ngay lập tức chỉ vì điện thoại không gọi được mà cũng không có cơ hội nói ra. Gần đây, nhân viên của Lộ Vũ cũng rất căng thẳng, tổng tài thân thiện phóng khoáng của bọn họ cứ như là ăn phải mìn, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng. Bất cứ người nào lọt vào tầm mắt của anh cũng sẽ bị anh mắng trong một trận lên bờ xuống ruộng. Hôm trước có một nữ nhân viên bị anh mắng đến phát khóc, hôm sau vừa nhìn thấy anh liền bỏ chạy như gió. Cho nên bất kể là ai cũng tận lực làm cho sự tồn tại của mình giảm xuống con số không. Chẳng may bị anh để ý Thì chỉ có thể ước gì trên đất Bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ để chùi xuống Đương nhiên ngoại trừ một số người Như là trợ lý của tổng tài Lục Viễn Phương Lại giống như là phu nhân tổng tài tương lai Vương Gia Hy Vừa nhắc đến thì Tào Tháo đã lập tức xuất hiện Hôm nay Vương Gia Hy Mặc một bộ sườn xám màu đỏ rực rỡ Bước xuống từ một chiếc xe BMW Cũng là rực rỡ chẳng kém không khí căng thẳng ở công ty dường như chẳng ảnh hưởng chút nào tới cô ta giống như là trốn không người cô ta đi thẳng về phía thang máy lên phòng thẩm tài nếu là bình thường thì chắc chắn bọn họ sẽ bàn tán đôi ba câu nhưng bởi vì gần đây đại bốt quá đáng sợ cho nên một câu cũng không dám nói đường vũ ngồi trong phòng làm việc khuôn mặt tiểu tụy bởi vì mấy ngày nghỉ cũng không được đàng hoàng anh hận nhất chính là cảm giác không thể tìm được cô không biết cô ở đâu như thế nào lúc này nó khiến anh bất lực Lại chỉ có thể để mặc cho nó xâm chiếm con tim mình Không cách nào có thể khống chế Theo hiểu biết của anh Châu Lộ Lộ không có quá nhiều bạn bè Nếu như cô không ở nhà Cũng không ở chỗ nhà của Trương Ngọc Lai Vậy thì Đường Vũ chợt đứng phát giày Anh chợt nhớ đến cha mẹ của cô ở thành phố C Rất có thể cô đã về đó rồi Anh phải tìm ra cô Cho dù cô không thích anh đi chăng nữa Cũng phải nói cho cô biết Anh thích cô rất nhiều Đường Vũ đã hạ quyết tâm Cầm áo chuẩn bị ra ngoài Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa có tiết tấu Sau đó cánh cửa bị đầy ra dáng người quyến rũ xuất hiện trong tầm mắt Vũ Anh định đi đâu vậy Liên quan gì đến cô Vương Gia Hì đi đến Ôm lấy cánh tay cô đường Vũ nũng nỉu Anh đi chơi với em được không Mấy ngày nay chẳng thèm liên lạc gì với người ta Nhớ anh chết đi được Đường Vũ im lặng rồi rút tay Vương Tiểu Thư Tôi không nghĩ quan hệ của chúng ta thân thiết đến vậy Không thân thiết với em Chẳng lẽ lại, lại thân thiết với cổ thư ký Tham tiền kia sao Vương Gia Hỷ cười nhạt Nói cho anh biết nhé Cô ta chẳng yêu thương gì anh đâu Có tiền là cao chạy xa bay rồi Mắt cô đường vũ lóe lên Có ý gì Trên đời này có một số người Lúc nào cũng tự cho mình thông minh Mà Vương Gia Hy hiển nhiên chính là loại người này Tưởng rằng kế hoạch của mình đã thành công, cho nên thoải mái mà nói hết. Anh cho cô ta ít tiền để cô ta nghỉ việc, thế là cô ta nhận luôn, còn chẳng cần suy nghĩ nữa. Đúng là cái hạng người trong mắt chỉ có tiền, sao anh có thể để cô ta ở bên cạnh được chứ? Mỗi lần nhìn thấy là cả người không thoải mái. Vâng tiểu thư, có lẽ cô không biết, mỗi lần nhìn thấy cô, tôi cũng thấy rất không thoải mái. Sau này phiền cô không cần tới tìm tôi nữa. Đường vũ lạnh nhạt nói Rất lời lên sách vương Gia Hy ném ra ngoài Cô gái chết tiệt này Được lắm, giỏi lắm Theo đuổi cô lâu như vậy Cứ nghĩ rằng cho dù cô chưa thích anh Nhưng ít nhất cũng có một chút tình cảm với anh Hóa ra lâu này Đều là tự anh đa tình Anh còn chẳng bằng chút tiền còn con ấy Thật muốn đẻ cô ra Mà dạy dỗ một trận Còn rùa tham tiền này Em cứ đợi đấy cho tôi gần đây lộ vũ có một tin đồn mới, hình như đại bốt và cô vương tiểu thư kia đã chia tay rồi. chính vì vậy nên gần đây bốt mới dọa người như vậy. mấy cái vụ làm ăn có liên quan đến công ty của ba cô ta đều bị bốt hủy hết. ban cả lệnh cấm cô ta bước vào lộ vũ nửa bước, nhưng có vẻ như bốt rất nặng tình, giận thế mà vẫn muốn đi tìm người ta. sáng, trưa, chiều tối đều có thể thấy anh phi như bay từ tầng trên cùng đi tới đại sảnh, sau đó lại bất ngờ quay lại. Chỉ cần là fan nữ của anh Thì chắc chắn sẽ tìm một chỗ kín đáo mà trộm ngắm Ông trời ơi Tại sao đại bốt lại có thể đẹp đến vậy Con tim của tôi là nhịp mất rồi Người đàn ông hoàn mỹ này Tại sao có thể yêu một người đáng ghét Giống như Phương Già Hi cờ chứ Yêu tôi có phải là tốt rồi không Tôi nhất định sẽ yêu anh Yêu anh, yêu anh Hơn bất cứ ai trên đời này Đại bốt thật là đáng thương quá đi nhưng mà số lần tôi nhìn thấy anh ấy gần đây Còn nhiều gấp mấy lần So với lúc tôi vào công ty tới giờ đấy Đó chính là những suy nghĩ của fan nữ Nếu như đường vũ biết được Nhất định sẽ hét lên Ai thèm yêu cái cô nàng đồng đành đó chứ Mắt tôi có mù đâu Thật sự là anh không hề biết gì cả Còn cái màn Mà toàn nhân viên lộ vũ nhìn thấy Thật sự là có nguyên nhân Ban đầu đường vũ muốn đến thành phố C Tìm cô trở về vô cùng khí thế đi từ tầng cao nhất của lỗ vũ xuống tầng 1 nhưng lại giận cô chẳng cho anh một chút trọng lượng nào cho nên lại thôi đàn ông phải có tôn nghiêm đâu thể cứ đi theo người ta mãi được mỗi ngày kìm nén xúc động muốn bay đến nơi cô mỗi ngày một ít để lâu hóa nhiều cuối cùng vẫn là không nhịn được mà đi tìm một chiếc xe Bentley mang theo đường vũ đến thành phố C một chiếc tàu ngầm mang châu lộ vũ trở lại thành phố A có thể trong khoảnh khắc nào đó họ đã đi lướt qua nhau, cuối cùng có thể thoát khỏi giai cấp chuyên quyền mà mà đại nhân rồi. Có điều hiện tại cô thất nghiệp, có nhà mà không dám về. Nghĩ một lát, cô quyết định ở nhờ nhà nữ vương vậy. Nữ vương thương cô như vậy, chắc là không nỡ đuổi cô ra đường đâu. Đúng là nữ vương không nỡ, thế nhưng Tiêu Hằng lại cảm thấy rất nỡ đấy. Cứ nhìn thấy ánh mắt oán hận của anh ta thì biết Nhân lúc chưa Ngọc Lai ra ngoài, Tiêu Hằng lập tức kéo Châu Lộ Lộ ra ban công. Nhà em có sao không ở, lại chạy đến nhà anh. Anh cũng biết là em không dám về nhà mà. Em tưởng em ở đây, cậu ta không tìm thấy chắc. Chẳng qua anh không muốn cho em ở nhờ thôi đúng không? Anh ta là nhỏ nhen. Tiêu Hằng bị mắng trúng tim đen, ngại ngùng sờ mũi. Không phải, tại vì anh và nữ vương nhà em có chuyện quan trọng, Em ở đây không tiền Châu lộ lộ à một tiếng sáng tỏ Em cam đoan không làm phiền đến hai người Anh cứ coi như em là không khí đi Cho dù nửa đêm có nghe thấy tiếng động lạ Cũng quyết làm như không nghe thấy gì Tiêu Hằng nhăn mặt Nói như là hát ấy Người lớn sở sở ra đó Bảo anh coi như không thấy mà được ư Cho dù anh được Nhưng nữ vương chắc chắn không chịu Em sẽ nói tốt cho anh trước mặt nữ vương Chịu không? em cứ ở đây đến khi nào em muốn nhớ khen anh nhiều vào đấy đương nhiên là phải vậy rồi vấn đề ở chỗ đã được giải quyết nhưng còn việc làm châu lộ lộ một lần nữa lại nhớ tới người bạn tốt giúp đỡ trương ngọc lai thoải mái nói đúng lúc trợ lý của mình vợ xin nghỉ hay cậu làm trợ lý cho mình đi châu lộ lộ ánh mắt sáng lên mình có thể không đương nhiên là được có gì mà không thể chứ Thực ra thì Trương Ngọc Lai chính là một đại tiểu thư hàng thật giá thật. Ba của cô ấy là ông chủ của một công ty lớn. Cha mẹ cô ấy vẫn luôn hy vọng cô ấy kế nghiệp cha mình. Nhưng cô ấy lại là người cứng đầu, quyết tâm dấn thân vào con đường nghệ thuật trở thành một diễn viên. Sau lưng Trương Ngọc Lai có hậu thuẫn, đương nhiên chuyện cô ấy nổi tiếng lại càng không có bất ngờ. Đi theo nữ vương chắc chắn là không sợ không có cơm ăn. Quan trọng là trai xinh gái đẹp ở mọi nơi, ngắm thôi cũng đủ no mát. Ôi ôi, con nên bám lấy nữ vương từ sớm mới phải. Dường như Châu Lộ Lộ đã quên mất một người, quên mất còn có một người thích cô, mỗi ngày đều kiên trì, gọi vào số điện thoại không liên lạc được của cô. Trên đời có một thứ gọi là duyên phận, một số người càng không muốn gặp gỡ thì càng rất dễ dàng gặp được. Giả dụ như con người đã bị Châu Lộ Lộ lãng quên, thẩm tư hiên. Ngày thứ ba cô theo Trần Nữ Vương đến công ty đại diện của cô nàng, đã gặp ngày phải anh chàng ở thang máy. Phải công nhận là cô có duyên với mấy vụ gặp gỡ bất ngờ ở thang máy ghê gớm. Lần trước chính là đường vũ, lần này lại chính là thẩm tư hiên. Thẩm tư hiên nhìn thấy cô cũng rất đỗi ngạc nhiên. Sao em lại ở đây? Cô ấy bây giờ là trợ lý của tôi, anh thẩm có hứng thú sao? Trường Ngọc lại khoác tay lên vai của Châu Lộ Lộ trả lời. Thẩm Tư Hiên nghe vậy cười nhẹ. Thế ra là vậy, Nói là hứng thú thì không đúng lắm Tôi là bị cô ấy cự tuyệt Trường Ngọc Lai lại được một fan ngạc nhiên Lúc nào đó chúng ta nói chuyện một chút được chứ Điện thoại của em có phải bị hư hay không Mà anh vẫn không gọi được chồng lộ lộ ngượng ngùng À điện thoại của em hết pin Đây quả thực là một lời nói dối nhiều sơ hở Hết pin mà có thể hết đến tận 2 tuần Dù vậy thẩm tư hiến cũng không phải trần chỉ nói Buổi trưa anh tìm em đợi cho thầm tư hiền đi xa rồi trương ngọc lai mới vỗ vai của châu lộ lộ khen ngợi cậu giỏi lắm cuộc đời này của cậu rốt cuộc cũng đá trai được một lần rất có dũng khí nha châu lộ lộ nghĩ có những chuyện không thể cứ trốn tránh mãi được cho nên khi thẩm tư hiền tìm tới cô cũng hoàn hoãn đi theo có thể cho anh biết lý do em cự tuyệt anh không vì anh chưa đủ tốt sao không phải đâu châu lộ lộ vội vàng lắc đầu là do em có người trong lòng rồi Thật sự xin lỗi anh Thế ra là như vậy Anh đã nghĩ nhất định phải gặp em sớm hơn những người khác Cuối cùng vẫn là chậm một bước Châu lộ lộ không biết nói gì hơn Ngoài ba từ thực xin lỗi Em không cần phải cảm thấy ái náy Tình cảm con người đâu phải tôi có thể điều khiển được Anh chỉ cần em vui vẻ thôi Chúng ta vẫn có thể là bạn chứ Tất nhiên là được ạ à? Lại nói trước lúc tách ra Thẩm Tư Hiền cố tình đưa cho cô Hai cục pin dự phòng lại lớn Rồi dặn cô sau này không được để hết pin nữa Cho nên cô có thể làm gì khác Ngoài bật máy đâu Không bật thì không sao Vừa bật điện thoại đã lập tức đổ chuông Châu lộ lộ giống như bị mẫn cảm với tiếng chuông Thiếu chút nữa thì quăng luôn cả cái điện thoại Vừa kết nối Cái giọng nói không lẫn đi đâu được Của em trai của cô Châu mạnh tường vang lên giống như sống lên thanh Chị, Tối chị biết mấy ngày trước em gặp ai đấy Em gặp lại ai sao chị biết được Chị còn nhớ cái anh chàng hàng xóm Lúc trước ở bên cạnh nhà mình chứ Ba ngày trước anh ấy đến nhà mình chơi Đúng cái hôm mà chị đi ấy Tiếc ghê chưa Chị mà gặp thế nào chẳng mê ngày ấy Bây giờ người ta vừa giàu vừa đẹp trai Lái con xe thể thao đi biết gì đó Đứng ở trước cửa nhà mình Chị à quái không chịu được nhé Mấy cô hàng xóm cứ đứng trước cửa nhà mình mãi Còn tưởng là chỉ lấy được ông chồng giàu có đấy. Châu Lộ Lộ cảm thấy kỳ quái, khóa trường như vậy có phần không giống với phong cách của Thẩm Tư Hiên. Cũng không thấy anh nhắc gì với cô. Nhưng nếu là anh hàng xóm thì đúng là anh rồi. Anh ấy có hỏi gì chị không? Có chứ, anh ấy hỏi chị đi đâu. Bà mẹ nói chị đang ở thành phố A thì anh ấy không nói gì nữa. Phải rồi, anh ấy còn mua cho em rất nhiều đồ nhé. Chị không có phần đâu, không cho phép tranh giành với em. Gì cô mới thèm đấy Anh mua nhiều đồ cho ba mẹ và em trai cô như vậy Đáng lẽ ra Nên cảm ơn anh mới phải Chỉ là cách đây không lâu Còn cự tuyệt người ta Tự nhiên có chút ngượng ngùng Ngày hôm sau châu lộ lộ giống như thường ngày Chưa ngọc lại đến trường quay Đang léo léo đi theo sau phiếu cơm Thì bỗng hét lên một tiếng Mặc dù cô đã nhanh chóng bịt miệng chính mình Nhưng vẫn khiến cho mọi người xung quanh Chú ý tới nhưng châu lộ lộ chẳng có tâm trí nào để ý trong mắt cô chỉ còn chàng trai không xa phía trước trang phục cổ trang màu đen với những con rồng mạnh mẽ mái tóc dài đen lấy tùy ý xõa trên vai cô áo hơi mở Xương quài xanh lấp thoáng châu lộ lộ như không tự chủ mà nuốt một ngụm nước miếng ôi trời ơi đây là yêu nghiệt phương nào gần đây đang tham gia diễn một bộ phim cổ trang nhân vật của cô ấy là nữ chính một hoàng hậu thông minh sắc sảo cao cao tại thượng vô cùng hợp với hình tượng ngoài đời của nữ vương nhưng từ lúc cô ấy tới đây vẫn chưa gặp được nam chính lần nào nghe nói anh ta sức khỏe không tốt cho nên nghỉ ngơi mấy ngày mấy ngày này vẫn nghe đồn nam chính siêu cấp soái ca có ai mà ngờ được chính là thần tượng của cô cờ chứ hình như cô muốn đi di tình biệt luyến rồi chẳng dễ dàng gì mới có thể nhìn thấy thần tượng ở khoảng cách gần như vậy trong một tư thế quá mức quyến rũ câu người Châu lộ lộ cứ thế Mà ngắm đến quyền trời đất Cho đến khi một bàn tay rộng lớn Che khuất tầm mắt của cô Cùng lúc đó giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai Em trốn thật là giỏi Đường vũ Đầu của châu lộ lộ lập tức nổ âm Theo phản xạ nhất chân bò chạy Nhưng ý định ấy đã bị đường vũ nhận ra Một tay tóm chặt tay của châu lộ lộ Một tay khác ôm eo cô Vác cô lên vai bỏ qua tiếng la hét của cô rồi cứ như trốn không người mà mang người đi người duy nhất có khả năng ngăn cản lại còn đang ở trong phòng hóa trang mất rồi châu lộ lộ bị anh một đường bác lên bãi đậu xe ném vào trong xe không kịp để cô phản kháng anh đã nhào tới dùng thân thể của chính mình chặn lại mọi hành động của cô dùng môi mình áp lên môi cô ban đầu là một nụ hôn thô bạo như là sự trừng phạt sau đó lại trở nên dây dưa quyến luyến và đầy nhớ nhung Châu lộ lộ bị nụ hôn cuồng nhiệt bá đạo của anh đánh úp bất ngờ đến nỗi mười phần lý trí đều bay mất ngay cả bản thân đã ôm lấy cổ của anh nhiệt tình đáp trả lúc nào không hay đường vũ ôm chặt eo nhỏ của người trong lòng chôn đầu vào vai của cô ổn định hơi thở giọng nói nam tính thường ngày hô to gọi nhỏ lúc này lại giống như thủ thì lại giống như giận dỗi em có biết em ác lắm không anh nhớ em muốn phát điên rồi tuy nhiên đại não của cô vẫn đang trong quá trình đình công gần như không nghe được lời anh nói phải một lát sau cô mới hồi hồn hỏi anh hôn tôi làm gì đường vũ sững sờ hôn cần có lý do sao châu lộ lộ em không nhận ra rằng tôi đang theo đuổi em à có sao đường vũ hoàn toàn cầm nín cô gái ngốc vô lương tâm này anh theo đuổi cô lâu như vậy mà trong mắt của cô là cái gì Đường Vũ muốn phát hỏa nhưng lại không cách nào phát ra được, chỉ có thể trường cô rồi yên lặng thở dài. Được rồi, anh chịu thua em rồi. Anh vẫn biết rằng em ngốc nhưng không ngờ lại chỉ độn tới mức anh thích em lâu như vậy cũng không phát hiện ra. Châu lộ lộ như lời anh chỉ nói một lần thôi nên em hãy lắng tai mà nghe cho rõ ràng đây. Anh thích em làm bạn gái của anh đi. Châu lộ lộ nhớ mày không tin mà nhìn đường vũ có thể ngồi dậy nói chuyện được không thật là nặng cái tên này đang tỏ tình hay là mắng cô vậy hả đường vỗ đèn mặt ngồi dậy nhưng tay vẫn ôm eo của cô không buông châu lộ lộ thử kéo ra mấy lần đều không được đành bỏ cuộc anh thích tôi đường vỗ gật đầu chắc nịch nếu không em nghĩ tại sao anh lại hôn em để em khinh dễ anh ăn cơm em nấu hàng tháng trả lương cho em cao gấp hai lần những người khác còn thả nhiều thính như vậy Không phải anh có bạn gái rồi sao Cái cô vương dài hì ấy Châu lộ lộ nói rồi bĩu môi một cái Chuyện kết hôn cũng tính luôn rồi Bây giờ còn nói thích tôi là sao Rất lời Lậm tức nhật được cái cốc đầu đau điếng Cô ta nói gì em cũng tin sao Không biết xác mình vấn đề à Nhưng mà Không cho phép từ chối Sao cô nhiều vấn đề thế Đường vũ lên trường mắt còn nói nữa anh lập tức hôn em châu lộ lộ che miệng lặng thêm đường vũ gật đầu hài lòng không nói chứ là đồng ý anh rộng lượng chấp nhận thô nhận em vậy châu lộ lộ cứ thế bị ép buộc làm bạn gái của đường vũ tưởng rồi thật ra thì cô cũng có phần tự nguyện nhưng anh có thể đừng bá đạo như vậy để lời đồng ý cũng không cho người ta nói được hay không ép buộc cô làm bạn gái rồi lại ép buộc cô trở về làm thư ký cho anh Lần này thì cô nhất quyết không khuất phục Đường vũ tức giận trường mắt Tại sao lại không thể Em ở đó ngắm trai thì có thể sao Châu lộ lộ cũng trường mắt Anh cứ nói như cô mê trai lắm vậy đó Em đã nhận lời với Vương Giai Hy Không làm nữa thì không thể làm Còn người quan trọng nhất chính là giữ lời Đường vũ tức quá hóa cười Em để mặt cô ta Hay là nể tiền của cô ta Châu lộ lộ lập tức không nói gì được nữa Cô ta cho em bao nhiêu Châu lộ lộ nêu một con số Đường Vũ lại nói hơ vậy được rồi Anh sẽ cho em gấp 3 lần Em về làm thư ký cho anh Sao cô lại cảm thấy anh đốc này dường như có chút trẻ con Thì ra anh nghĩ em ham tiền như vậy à Còn không phải sao chứ Vì chút tiền còn còn ấy mà bỏ anh Châu lộ lộ nghĩ Chẳng phải tại anh suốt ngày Mờ mờ ám ám với người ta Hại cô hiểu lầm sao Giờ còn đổ tội cho cô nữa. sau này không được như vậy nữa. Em có anh là em đã giàu nhất thế giới rồi, biết chưa? Trời ơi, có ai đến nói cho cô biết tại sao trên đời có người đặc biệt tự tin như vậy? Bất quá, cô lại thích. Gần một tháng không tới công ty, lần này trở lại, cô bỗng thấy hơi hoài niệm. Châu đổ lộ, ngồi ở bàn của mình, thường xuyên nhìn ra cửa kính, nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc, khóe mời hơi cong. Đúng thật là càng nhìn càng thấy đẹp trai Vừa đẹp trai lại có tiền Thế nhưng là bạn trai của cô đấy Ông trời thật đúng là có mắt Đường vũ giở nhờ cảm nhận được Ánh mắt nóng bỏng rơi trên người của mình Vừa ngang đầu Lập tức bắt gặp cái nhìn của châu lộ lộ Cười tủm tỉm Lộ lộ em qua đây Cô hoàn hoãn đi qua Đẹp không? Rất đẹp So với hắn thì ai đẹp hơn? Ai cơ? Chính là cái người hôm trước ở phim trường Châu lộ lộ hiểu ra Ô một tiếng Nói nửa ngày thì ra vẫn là đề bụng Chuyện mình không đẹp bằng người ta Anh đang ghen đấy à Nói bậy ai ghen chứ Châu lộ lộ cười hi hi lấy lòng Đường như là bạn trai của em đẹp hơn rồi Tuy rằng trên mặt cô cô viết rằng Không phải như vậy Nhưng mà đường vũ vẫn không nhịn được mà cười danh dưng bạn trai em Thật gì khiến người ta mát giả đưa tay kéo cô lại hồn chuột một phát Thả cho em lần này thôi đấy việc yêu đương qua hai người không công khai nhưng cũng chẳng che giấu tuy nhiên hai người lúc nào cũng kè kè rồi nước mắt đưa tình lọt vào con mắt của quần chúng nhân dân thì lại hoàn toàn khác mặc dù ghen tỉ nhưng mà chứng kiến đại bốt như là ăn phải mìn bỗng chốc lại hóa thành cầu vồng sau cơn mưa thì khỏi phải nói ai cũng thở phào nhẹ nhõm thành ra biết ơn còn nhiều hơn là ghen tỉ chồng lộ lộ lại không hề biết những chuyện này cô chỉ cảm thấy gần đây bố thay đổi quá vừa trẻ con lại đặc biệt thích dính người tỉ như lúc ốm cứ bám giết lấy cô không rời hở một chút lại kêu đau lộ lộ anh đau đầu uống thuốc rồi một lát mới hết không thích em mau lại đây cho anh ôm một cái không hết nhưng sẽ không thấy đau nữa hay là lộ lộ bụng anh đau đã bảo anh đừng có ăn no quá rồi Ai bảo em nấu ngon như vậy chứ Nào hồn anh một cái sẽ không còn đau nữa Cô nghĩ tại sao lúc trước Cô lại không thấy anh đáng yêu như vậy Trưa này ăn cơm xong với bạn trai đại nhân Thì điện thoại của Châu Lộ Lộ chờ reo Chỉ mới nhìn lướt qua Cái tên hiển thị trên màn hình Mặt của đường vũ đã nổi rông Thẩm tư hiền lại là cái tên chết tiệt này Châu Lộ Lộ nhìn về mặt của anh Đang do dự Không biết có nên nghe hay không thì anh đã trực tiếp nhấn nút nhận cuộc gọi, mở loa. Giọng nói của Thẩm Tư Hiền lập tức vang lên. Thẩm Tư Hiền cũng chỉ hỏi tại sao cô nghỉ việc và bây giờ đang làm ở đâu thôi. Nhưng khi nghe cô nói đã về lại chỗ cũ thì giọng có vẻ không vui. Sếp của em xấu tính như vậy, sao còn làm cho anh ta? Anh cũng đang thiếu một chân thừa ký, chỉ bằng qua làm cho anh đi, đảm bảo đãi ngộ cực tốt. Châu lộ lộ chỉ nghĩ, anh dài, anh cũng biết cách đào góc tường sao Còn về mặt của đường vũ Khỏi phải nói cũng biết Là sấm chớp giật đùng đùng rồi Bữa cơm lãng mạn không anh nến Bỗng chốc hóa thành Tiệc giấm chua So với xoài nhúng giấm còn chua hơn nhiều Châu lộ lộ đau đầu không thôi Nhìn đường vũ Rồi lại nhìn Lady Đang vui vẻ gặm xương ở bên cạnh Lady còn không màu ăn ủi ba ba của mày đi còn chó ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái Rồi trực tiếp quay người Lưu lại cho cô một cặp mông đầy lông Giống như muốn nói rằng Đến quán gì đến tôi chứ Chán của châu lộ lộ chảy đầy hắc tuyến Đến cả lady cũng không coi lời của cô ra gì Được lắm Để xem về nhà tao xử mày thế nào Cô còn đang bận trừng mắt Với cặp mông trắng như tuyết nào đó Thì một giọng nói nhõng nhẽo Có phần quen tai vang lên Vỗ sao gần đây không thấy anh tới tìm em người ta nhớ anh chết đi được. Thống giấm đường vũ nhìn cũng không buồn nhìn, phán một câu xanh rờn Tôi thân với cô lắm sao? Vẻ mặt của Vương Gia Hy cứng lại trong chốc lát rồi lập tức mỉm cười, cơ thể cứ như là người không xương, dựa cả vào người của đường vũ. Anh vẫn còn giận em đấy à, dù vậy cũng không cần hạ mình, qua lại với cô ta để chọc tức em chứ. Người ta ghen chết đi được, Châu lộ lộ nhìn chăm chăm vào cánh tay Ôm chắt nịch của đường vũ Đường vũ đèn mặt vội vàng muốn rút tay ra Nhưng càng rút Thì lại càng bị ôm chặt hơn Anh tức giận Vương tiểu thư phiền cô buông ra Không buông Người anh yêu là em cơ mà Tại sao em phải buông chứ Muốn biết Không đợi Vương dài hi trả lời Đường vũ đã nở nụ cười châm chọc Liếc ngược của cô ta Nó làm cho tôi thực trướng mắt cả vương già hy và châu lạ lộ đều im lặng nhìn hai lần vẫn không kìm được mà phỉ cười không phải anh nên đợi cho cô với tình yêu đích thực của anh cãi nhau một trận khói lửa mới đứng ra nói xin lỗi châu lộ lộ mới là người tôi yêu sao nhưng mà phải công nhận lời anh nói quả thật chính xác vương già hy bị cô cười nhạo giận tới tím mặt còn cô không phải đã cầm tiền của tôi sao sao không biến mất luôn đi còn quay về làm gì Hãy còn chê ít Châu lộ lộ đang định lên tiếng để phản bác Đã nghe đường vũ ông dung nói Là tôi trả tiền để cô ấy quay lại Cảm ơn vương tiểu thư đã quan tâm Về sau cảm phiền cô Không cần lại xen vào chuyện của tôi Đi trước một bước Từ đầu tới cuối vẫn là một bộ hòa nhã lịch sử Một câu vương tiểu thư Hai câu vương tiểu thư Nhưng chẳng khó để nhận ra anh đang tức giận Nói rồi kéo châu lộ lộ Đi một mạch không quay đầu Vương Giải hỉ ở phía sau nói vọng theo Vũ, cô ta chẳng qua chỉ nhìn trúng tiền của anh thôi Sao anh có thể để cho hạng người như vậy Ở bên cạnh anh được chứ Đường Vũ hơi sừng bước Không sao, chút tiền đó tôi cũng không để vào mắt Còn nữa, lần sau xin gọi tôi là Đường Tiên Sinh Anh... Ra đến xe, Đường Vũ vẫn nắm chặt tay của cô không buông Châu lộ lộ chọc chọc mua bàn tay của anh Anh làm vậy không sao chứ cô biết công ty đang có một dự án hợp tác với công ty của trà vương giai hy đường vũ lại làm lớn chuyện như vậy có khi nào bọn họ sẽ hủy hợp đồng hay không không cần bọn họ hủy anh cũng sẽ hủy ngay lập tức đường vũ nói là làm hùng hổ gọi một cuộc điện thoại sau đó vẻ mặt lập tức trở nên uy khuất đều là tài em có phải em nên bồi thường cho anh hay không châu lộ lộ cô không biết là nên thượng hại tên đàn ông này không có khí tiết mới phải chứ Thế nào là không có vô sỉ nhất Chỉ có vô sỉ hơn Đường Vũ chính là một bình chứng tốt nhất Và Châu Lộ Lộ cô đã thấm thía điều này Sau một thời gian yêu đường không dài cũng chẳng ngắn Trước khi một mùa xuân tươi xanh mơn mởn tới Thì chính là một mùa đông rét buốt Cô không quá thích mùa đông Nếu không muốn nói là ghét Nhưng cái đông năm này dường như cũng không quá tệ Chỉ vì có thêm một người bên cạnh Mùa đông buốt giá cũng trở nên ấm áp lạ thường Đêm liên hoan cuối năm, sau khi mọi người lục tục ra về, đường vũ kéo cô lại, dồn cả sức nặng cơ thể của mình lên người cô. Châu lộ lộ nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì say của anh thở dài. Ông trời thật là thiên vị, say cũng có thể đẹp trai đến thế sao chứ? Đường vũ hơi ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng, cong cong hình trăng khuyết, giọng nói mang theo cái đặc trưng của người say, nhưng vẫn chẳng kém phần quyến rũ. Có phải anh rất đẹp trai không? Châu lộ lộ nghĩ, anh biết thuật đọc tâm đấy à không hề đường vũ cười to vậy có phải em đang nghĩ phải mau chóng lấy anh về nhà hay không nhân dịp năm mới dắt anh về nhà em đi chỉ cần em gật đầu thôi anh sẵn sàng dân hiến thân này vì em nói rồi còn không quên làm vài động tác quyến rũ không được châu lộ lộ phản đối nụ cười trên môi của đường vũ cứng lại tỉnh rượu đến vài phần tại sao mới quen nhau mấy tháng thôi mà sao phải vội như vậy không vội nhưng anh muốn thấy dáng vẻ của em làm cô dâu của anh cô dâu của anh chắc chắn sẽ rất xinh đẹp có thể chứ châu lộ lộ nhìn đường vũ chớp chớp mắt rồi lại chớp mắt đường vũ liền nói sao vậy cảm động không nói lên lời rồi chứ gì em còn đang suy nghĩ suy nghĩ anh vừa có ngoại hình có tiền còn biết cách dỗ dành con gái vui vẻ thế này Lỡ ai đó vừa mắt anh Bắt anh đi thì sao Đường vũ kinh ngạc đưa tay ôm ngực Ơn trời Cuối cùng em cũng nhận ra ưu điểm của anh rồi Lập tức bị cô lườm cho một cái xém lông mày Đường vũ ngại ngùng vút mũi Tuy rằng anh hay có rất nhiều điểm tốt Nhưng toàn bộ chúng đều chỉ dành cho em mà thôi Vậy nên mau mau Cho anh lại bằng hôn nhân Anh chẳng chạy mất đâu nhưng có gì đó giữ lại Thì vẫn yên tâm hơn mà Nếu sau này anh chán em thì sao Sẽ không Cho dù là 5 năm, 10 năm Hay 20 năm nữa Ngọc bà, Có phải nói chán là chán được ngay đâu Đường vũ lại ôm lấy cô dụi đầu vào hõm cổ của cô thì thầm Độ lộ Anh thật là đáng thương Cô thầm thở dài bất lực Lớn xác mà sao cứ ra vẻ đáng thương thế này Đã biết cô hay mềm lòng mà còn được rồi Em đồng ý rồi Có thể không đồng ý sao Dễ nhiên là không Tuy rằng yêu đường bí mật rất kích thích Nhưng rất không an toàn Anh sợ những cô gái khác sẽ ngắm tới anh lắm Châu lộ lộ nghĩ Thế là lần này về quê ăn Tết Hành lý của cô đã nhiều thêm Một người đàn ông và thêm một con chó Cô chỉ nói với cha mẹ Tết này sẽ cho họ một kinh hỉ Đúng là dắt theo một anh dai về nhà thế này Liệu là có bị cô chọc tức tới mức đuổi ra khỏi nhà hay không? Ai ra, ăn Tết ngoài đường thì không vui lắm đâu. Cô còn đang miền màn suy nghĩ nên không để ý, đường vũ léo léo đi theo sau. Hai tay xách một đống đồ, dáng vẻ giống như cô vợ nhỏ theo chồng về nhà vậy. Nhưng mà mảy mày chẳng hề có chút lo lắng, mà là hoàn toàn thong dong như là quay về nhà mình. Bình thường Châu Lộ Lộ luôn cảm thấy con hẻm nhà mình là quá xa, xa khiến người ta phát hờn Vậy mà lần này nó ngắn đến lạ thường Mới đó mà đã đứng trước cửa nhà rồi Cô giơ tay gõ cửa Nhưng bàn tay chậm chạp không gõ xuống Đường vũ ở phía sau lẩm bẩm Có phải lạnh quá nên cứng tay rồi không? Ừ, để anh đây gõ cho Nói rồi đưa tay gõ nhanh ba tiếng Trước khi Châu lộ lộ kịp phản ứng Trong nhà lập tức truyền ra giọng nói của mẹ Châu Càng ngày càng gần Tới đây, tới đây Gì, gì chứ? cô còn chưa chuẩn bị xong tâm lý cánh cửa mở ra không chỉ có mẹ châu mà cả ba châu cùng với châu mạnh trường cũng có mặt ba người nhìn châu lộ lộ đang trong tư thế gõ cửa lại nhìn đến người đàn ông sau lưng của cô mười mắt nhìn nhau sáu con mắt đầy kinh ngạc mẹ châu là người phản ứng nhanh nhất chộp lấy cây trổi ở góc nhà quát đến kinh thiền động địa châu lộ lộ hai chân của cô giống như có phản xạ điều kiện nhấc chân chuẩn bị chạy với tốc độ tên lửa nhưng mà mẹ châu còn nhanh hơn nháy mắt đã tóm được cổ áo của cô lôi lại mày định chạy đi đâu đâu có đâu còn chỉ đang xem 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 có quên thứ gì hay không thôi còn với chả cái không biết giống ai mà vừa nhìn thấy ba mẹ liền bỏ chạy con đã nói không phải mà châu mạnh tường ở một bên xem kịch cười đến không dừng được Mẹ cầm cây trổi như thế Chị ấy sợ thế cũng phải thôi Mọi người đừng làm rộn nữa Để con mời đường ca vào nhà nào Nghe mẹ Châu thế Vội vàng bỏ cây trổi trên tay xuống Thân thiện mà cười Đúng rồi tiểu đường à Đừng có đứng đó nữa Mau vào nhà ngồi đi Nào nào Chợt quay sang Châu lộ lộ Cái con bé này Con có máu rách đồ cho tiểu đường Thật là Đường vũ cười nhẹ Theo mẹ Châu vào trong nhà được rồi cô Châu, còn tự sách là được mà. Không sao, cứ đưa cô sách cho, nặng thế này cơ mà. Bà Châu và Châu Mạnh Trường cũng là theo vào. Châu Mạnh Trường vui vẻ lôi kéo anh. Anh Tiểu Vũ, có quà cho em không? Có không? Có không? Chỉ có Châu Lộ Lộ một mình đứng ngoài cửa như là bị đóng băng. Có phải cô đi nhầm nhà hay không? Tại sao ba mẹ của cô, ngay cả em trai của cô, cũng không ai quan tâm cô thế này? Còn nữa tại sao họ lại biết đường vũ Mà còn rất thân thiết nữa là đằng khác Được rồi Thật ra đây cũng không phải lần đầu bị thắt hủi Cũng dần dần thành quen Cho nên châu lộ lộ Tự động thoát khỏi chế độ đóng băng Tự mình đi vào nhà Mọi người biết đường vũ Mẹ châu lập tức đáp lời Vớ vẩn Tiểu đường mà lại còn không biết được sao Nhưng mà Không nhường nhị gì hết Mau mau vào bếp nấu cơm để mẹ nói chuyện với tiểu đường. Châu độ lộ ngậm ngồi đi vào trong bếp. Ngại quá, con gái cô nó trẻ người non già còn chưa hiểu chuyện. Mấy đứa trẻ tầm tuổi nó đều lấy chồng sinh con, quản lý nhà cửa đâu ra đấy rồi. Còn con bé này thì không biết bao giờ mới lấy được chồng đây. Ây da! Đường vũ mỉm cười. Cô muốn lộ lộ lấy chồng đến vậy sao? Tất nhiên rồi, cô chỉ ước được có ai đến rước nó đi dùm, càng sớm càng tốt Mặt mũi của cô đều sắp bị nó làm mất sạch rồi À phải rồi Còn mua một chút đồ Cô chú xem thử có thích hay không Cả mạnh trường nữa Mẹ Châu cười tít mát Cái đứa nhỏ này đến chơi là tốt rồi Còn quà cáp làm gì Dạ chỉ làm một chút quà nhỏ Không có vấn đề gì hết Đường Vũ không biết nghĩ đến cái gì Chợt ngồi thẳng dậy chỉnh đốn trang phục Cả nhà Thấy cháu nếu trở thành rể nhà họ Châu thì thế nào? Bà Châu giật mình. Cháu vừa nói gì? Vừa nói xong bị mẹ Châu đập một cái vào đầu không thường tiếc. Ông giật mình cái gì? Tiểu đường chỉ nói đùa thôi. Người như tiểu đường đây làm sao có thể để ý đến đứa con gái chẳng nên của nhà mình. Mà nếu có thì chỉ cần cháu nói một tiếng thôi cô lập tức sẽ gói ghém nó đem đến nhà cháu. Muốn cũng phải đi. Không muốn cũng phải đi có đứa con rể vừa đẹp trai vừa tài giỏi thế này có nằm mơ cô cũng phải cười thành tiếng ấy đường vũ cười tủm tỉm đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm đây là cô tự mình nói đấy nhé sau này không được chê bai cháu đâu đấy cái đứa nhỏ này cháu còn chỗ nào để chê sao khoản đã nói thế nghĩa là đường vũ gật gật đầu nhưng mà hình như cô ấy không muốn tổ tiên hiện linh tầm nguyện của con rất cô cũng hoàn thành rồi cháu yên tâm đi chuyện này cứ giao cho cô đúng lúc này châu lộ lộ từ phòng bếp đi ra mặc dù cách âm không tốt nhưng mà được cái cách phòng bếp phòng khách cũng đủ ra thành ra cô chỉ nghe thấy tiếng ồn ào mà không hề hay biết họ đã nói những gì nếu cô biết được mình vừa bị chính mẹ đẻ bán đi nhất định sẽ khắp đến cạn nước mắt lộ lộ đường vũ cầm tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình Chẳng phải em có chuyện muốn nói với anh hay sao Nào nói đi Em Dưới ánh mắt mong chờ của bốn người Châu lộ lộ chậm rãi Thực ra Con và đường vũ đang hẹn hò Trái ngược với dự đoán của cô Không ai tỏ ra bất ngờ Mẹ Châu thản nhiên Thế à bao lâu rồi Vừa nói vừa với tay cầm lấy cái chổi Không hề to tiếng hay nóng giận Nhưng Châu lộ lộ lại sợ đến rụt cổ Nửa, dạ, nửa năm Thế bao giờ định cưới? Sao ạ? À? Mẹ hỏi, mày định bao giờ thì cưới? Định đợi đến 30 tuổi sao? Đâu có Chát Tiếng cán trổi đập lên bàn nghe chói tai Có người yêu mà không báo Đây là tội thứ nhất Khiến cho cả nhà lo lắng tìm đối tượng cho mày Là tội thứ hai Có người yêu còn không chịu cưới là tội thứ ba Mày còn nói đâu có Ôi trời ơi, còn với trả cái, động một cái là nhèm 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 nhèm. Có phải là con tôi không hả trời? Bây giờ mà có cái lỗ trên đất, có thể là cô sẽ chùi xuống và không bao giờ ngồi lên nữa. Chị, sao chị lại như thế chứ? Lúc nào cũng khiến cho mẹ buồn và lo cho chị thôi. Ai ra? Thanh niên chỉ sợ thế giới không đủ loạn, lên tiếng mà đổ thêm dầu vào lửa. Giả môn bất hạnh, đúng là giả môn bất hạnh mà mẹ con không có mà thế giờ mày có nghe lời mẹ mày không có mà được thế thì nghe cho rõ đây lấy chồng ngay lập tức châu lộ lộ đầu tiên là bị dọa đến đơ người sau đó lập tức chối đầy đầy mẹ lấy chồng mà mẹ cứ nói như là đi chợ mua rau ấy cô về ăn tết chứ không phải về để bị ép cưới đâu ba mạnh trường hai người mau khuyên mẹ đi Chuyện chung thân đại sự Đâu có thể nói cưới là cưới ngay được Mà sao Đường Vũ không nói gì thế nhỉ Vì mẹ già dọa đến quên mất rằng Còn một người nữa đang đứng ở đây đấy Phải rồi Đường Vũ Anh cũng nói gì đi Bà chầu ho nhẹ một tiếng Mẹ nó cứ bình tĩnh đã Tết nhất con gái mới về được một lần Cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện Ông nói cái gì Tôi nói Bà nói cái gì cũng đúng cả Lộ lộ con mau nghe lời mẹ đi Đừng có cãi Mẹ con có nói sai cái gì bao giờ đâu Mẹ Châu gật đầu tỏ vẻ hài lòng Châu lộ lộ rồi đường vũ Tất cả đều im lặng Mạnh trường thì sớm đã quen rồi Cô quên mất rằng Tôn chỉ vợ luôn luôn đúng Của bà bà vĩ đại nhà cô Mẹ Ít nhất cũng phải tôn trọng quyết định của người trong cuộc chứ Người trong cuộc chứ gì Được rồi Cháu lộ lộ đưa tay vuốt ngược thở phào một cái Ơn trời Cuối cùng thì ma ma đại nhân cũng chịu nghe lời rồi Đường vỗ Cháu nghĩ thế nào Ai đó vừa thở phào Liền giật mình một cái Liền vội vàng nhìn sang Đúng lúc đường vỗ cũng nhìn lại Gửi cho cô một ánh mắt an tâm Chớp mắt ba lần Vẫn cứ là ánh mắt ấy Mà sao cô lại cảm thấy bất an kỳ lạ Đường vỗ dùng khẩu hình nói với cô Đừng lo sau đó đối diện với ánh nhìn của mẹ Châu Lời trưởng bối cháu xin nghe theo Gì chứ Đúng là cái tên dân đen bất chính mà Việc đám cưới cứ thế được quyết định Còn người trong cuộc còn lại là cô Thì quên đi Trông chờ vào việc ma ma đại nhân Cho cô quyền phát ngôn Thì đá cũng có thể nở hoa rồi Ngay cả cha mẹ đằng trai cũng đã liên hệ xong Chờ vài ngày nữa sẽ gặp mặt trọn ngày Mẹ cô thì cười đến không thấy tổ quốc cứ như là đuổi được một kẻ đáng ghét ra khỏi nhà cô chỉ còn biết bất lực nhìn mọi thứ diễn ra mà không thể làm gì bây giờ ngất đi còn kịp hay không sáng sớm ánh sáng xuyên qua rèm cửa hắt lên hai con người đang cuộn mình trong chăn châu lộ lộ lười biếng ngáp một cái Chờ mình nhưng không chờ được thật giống như đang bị người nào đó ôm vào trong lòng mẹ đừng ôm chặt như thế chứ chuyện là châu lộ lộ xưa nay có thói quen quấn chăn giống như con nhộng, cái đầu cũng không buông tha. mà người nọ lại ôm cả người lẫn chăn, thành ra cũng không chui ra được. châu lộ lộ vừa dứt lời đã cảm thấy mẹ hơi run lên một chút, sau đó lại càng ôm cô chặt hơn nữa. mẹ còn sắp ngạt thở rồi. ai là mẹ em? đường vũ vừa nói vừa kéo chăn ra khỏi đầu của châu lộ lộ. nhìn thấy gương mặt điền trai không tì vết trước mặt, cổ sững sờ. Sao lại là anh À sao anh lại ở trong phòng em Đường vũ lật người nằm ở trên người cô Không trả lời mà cười gian Còn giận anh sao Vừa nhắc tới cô lập tức nhớ lại Chuyện hôm qua cơn giận lại dâng trào Giận Tại sao lại không giận chứ Cô chưa nói xong đã bị đường vũ khóa môi Cả tay lẫn chân Đều bị bọc trong chăn Có muốn đấm đá kiểu gì đều không thể Bất lực trừng mắt nhìn anh Còn giận sao rất giận Đường Vũ lại một lần nữa hồn xuống Cứ lặp lại mấy lần như vậy Châu lộ lộ bị hôn đến không thở nổi Cuối cùng cũng phải đầu hàng Không giận nữa, không giận nữa Đừng có hôn nữa Đường Vũ liền bẹo má cô Như thế có phải đáng yêu hơn không? Mẹ Châu đang ở trong bếp nấu cơm Bỗng nghe thấy tiếng chạy dầm dầm Từ trên lầu xuống của con gái Không khỏi lắc đầu một cái Con gái còn nữa cứ như con trai thế này cũng may mà tiểu đường đường để ý nếu không có mà ế tới già mẹ làm sao sao mẹ lại để cho đường vũ vào phòng con chứ chẳng phải mẹ vẫn dạy con nam nữ thụ thụ bất thần đấy là gì không được tùy tiện để đàn ông vào phòng không được tùy tiện để đàn ông động vào người sao bây giờ mẹ toàn dụ sói vào nhà ăn hiếp con gái của mẹ thế chứ mẹ châu không khách khí đập vào người châu lộ lộ vài cái mày cũng không nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi còn thụ với trả thân gì Tiểu đường đường chịu lấy mày Là tao đã mừng tới già rồi đấy Nếu không phải cục dân chính Cũng nghỉ Tết Thì đã ném mày vào đấy rồi Đúng lúc đó đường vũ từ trên gác đi xuống Tiểu đường à Tối qua ngủ ngon chứ Chầu lộ lộ nghĩ Ai đó ngồi trong góc vẽ vòng tròn Đường vũ mới là con đẻ của mẹ mới tìm lại được Cô chỉ là cô bé lọ lên Bị mẹ ghẻ hắt hủi mà thôi Mùng 4 Tết cha mẹ đường vũ đúng hẹn đến nhà cô dùng cơm tiện thể là bàn chuyện cưới xin sáng sớm cô đã bị kéo vào bếp bận rộn tới mức không có thời gian để thở cả buổi không thấy mặt mũi của đường vũ đâu nghe nói đứa con cường ấy đã đi đón ba mẹ hắn rồi lúc mọi thứ hoàn thành cũng là lúc chuông cửa reo lên lộ lộ mau đi ra mở cửa đi châu lộ lộ ngoan ngoãn đi ra mở cửa nhận ra hai người trung niên đứng trước cửa là ai cô không khỏi giật mình Chị, chú Tiểu lộ đã lâu không gặp Đã lớn thế này rồi à Lại còn xinh xắn nữa Một giây sau cô nhìn thấy người đi qua họ Thì cô trực tiếp đơ luôn Chẳng phải nói đường vũ đi đón ba mẹ sao Thế này là thế nào Bốn người già hàn huyền Đôi lời rồi ngồi vào bàn cơm Nghe bọn họ trò chuyện rôm rả Cô càng khẳng định không có nhận lầm Hai người bọn họ rất lâu trước đây Chính là hàng xóm thân thiết của nhà cô Là ba mẹ của người ấy Vậy đường vũ chính là Không thể nào Không phải người đó chính là thẩm tư hiên hay sao Trong đầu của cô bây giờ rất loạn Người duy nhất có thể giải đáp cho cô Có lẽ là đường vũ Nhưng cô lại không có cơ hội Vì thế nên trong khi ăn Tầm mắt của châu lộ lộ vô thức Dán vào trên người của đường vũ mà anh cũng giống như không nhìn thấy Tự nhiên trò chuyện với người lớn hai bên Cảnh này lọt vào mắt của người lớn Lại trở thành một người nhiệt tình Một kẻ ngượng ngùng Chủ đề nói chuyện cũng bắt đầu chuyển hướng Giáo trương có nghe à Vũ Nhà dì nói có bạn gái Không nghĩ tới lại là cháu Dạ Hai đứa định khi nào kết hôn Càng nhanh càng tốt Gặp vậy sao Đương nhiên rồi ạ à? gấp đến nỗi sắp đợi không nổi rồi Mẹ đường Vũ hài lòng gật đầu Như thế cũng tốt Hai đứa cũng không còn trẻ gì Dì cũng muốn ôm cháu rồi cuộc đối thoại trên chính là mẹ đường vũ và châu lộ lộ đúng vậy không phải ai khác mà chính là lộ lộ trên thực tế là như vậy nhưng thật ra từ đầu đến cuối châu lộ lộ vẫn đang chìm đắm trong đống câu hỏi to bự của mình nào có nghe thấy ai đang hỏi chi chẳng qua là phản xạ tự nhiên thốt ra suy nghĩ trong đầu mà không hề hay biết cô gấp đấy là gấp gáp muốn biết đây là muốn nói chuyện với đường vũ thôi cho đến khi mọi người cùng cười rộ lên châu lộ lộ tỉnh hồn về mặt ngơ ngác chỉ thấy ai nấy đều nhìn cô cười mờ ám mà đường vũ cũng nhìn cô đầy thầm ý có chuyện gì vậy chứ châu mạnh trường vừa gặm xong đến thịt gà vừa nói chị à mẹ trai cũng đừng lộ liễu như thế chứ ai ra thật là mất mặt quá đi mẹ châu là người cười tươi nhất thế mà mấy hôm trước nó còn làm cao đấy đã thế thì ông bà thông gia này chỉ bằng chúng ta chọn ngày nào sớm một chút Chờ để cho hai đứa trẻ phải đợi lâu Châu lộ lộ ngỡ người Cô đã nói cái gì Khiến cho mọi người đều nhìn cô với ánh mắt đó Thực ra con Cô muốn nói thực ra cô không vội chút nào Nhưng cơ bản không ai nghe đến lời cô vừa rồi Vất vả chờ đến lúc bữa trưa kết thúc Ngày cưới cũng được ấn định Vào 10 ngày sau Châu lộ lộ cuối cùng cũng có cơ hội Ở riêng với đường vũ Trên mặt của đường vũ khóe môi không kìm được Mà nhếch lên nói rõ tâm trạng của anh rất vui vẻ muốn hỏi gì sao châu lộ lộ rất nghiêm túc gật đầu thật mạnh bọn họ thật sự là cha mẹ của anh à đúng vậy bất ngờ sao vậy em hỏi anh anh còn anh trai hay em trai nào khác không đường vũ nở nụ cười trên môi chợt cứng lại em nói gì thế châu lộ lộ hồn nhiên không nhận ra vẻ mặt của đường vũ thay đổi em cũng không nhận nhầm mà Chẳng lẽ anh ấy là con nuôi Châu lộ lộ càng nói càng nhỏ Bởi vì cô chợt nhận ra Trên mặt của đường vũ bây giờ là nụ cười Tiếu lý tảng đau Chỉ xuất hiện mỗi khi anh bàn chuyện với đối tác Hoặc là rất tức giận Cổ vô thứ lùi về phía sau một bước Đồng thời đường vũ cũng tiến lên một bước Cô lại lùi một bước Cho đến khi sau lưng là vách tường Đường vũ Em em nói sai điều gì khiến anh giận sao Em, em xin lỗi, anh đừng như vậy. Đường vũ một tay chấm lên tường, một tay nâng cầm cô, để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Anh biết em rất ngốc, nên dù em chậm chạp không nhận ra rằng anh đang theo đuổi em, không biết anh thích em đã đành, không muốn kết hôn với anh, anh cũng không giận. Châu lộ lộ không dám phản bác một lời gật đầu liên lịa. Chúng ta ở bên nhau lâu thế rồi, mỗi ngày gặp em, anh đều tự hỏi Hôm nay em sẽ nhớ ra anh chứ Tại sao em vẫn chưa nhớ ra anh Hay em đã quên anh mất rồi Châu lộ lộ Em đã hứa là chờ anh trở về Sẽ không bao giờ quên anh Nhưng mà đến khi anh thật sự trở về rồi Em lại quên mất anh Châu lộ lộ dững sờ Nói như vậy anh chính là Anh chàng hàng xóm của cô sao Nhưng mà vậy thẩm tư hiên là ai chứ Thực sự là anh sao Nếu không em nghĩ là ai Châu lộ lộ Em ác lắm như là để trừng phạt đường vũ cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi cô mạnh tới mức cô cao mày muốn đẩy anh ra nhưng không thể đợi cho hôn đủ rồi đường vũ mới buông cô ra vùi đầu vào hõm vai của cô giống như làm nũng mà nói em làm anh tổn thương rồi em phải chịu trách nhiệm bồi thường chữa lành vết thương cho anh đường vũ ừ đường vũ không nhìn cô trả lời anh còn mặt mũi đòi bồi thường sao anh nghe ra giọng cô không đúng muốn nhìn biểu cảm của cô nhưng lại cúi đầu thật lạnh mà đẩy anh ra đường vũ anh rời đi đã lâu quá rồi đầu tới mức tôi không nhớ nổi tên anh anh còn trở về đòi kết hôn nhưng mà tôi không muốn kết hôn với anh càng không muốn nhìn thấy anh nữa châu lộ lộ nói xong quay người chạy đi đường vũ đầu nghĩ cô sẽ phản ứng như vậy nhất thời phản ứng không kịp đợi đến lúc anh muốn đuổi theo thì đã không tìm thấy cô nữa Chờ lộ lộ chạy một mạch không buồn nhìn đường Tận đến lúc thấm mệt mới dừng lại Cúi người thở hồng hộc Không biết tại khi cô nhìn nhầm Thẩm Tư Hiên thành anh hàng xóm kia Cô không hề cảm thấy tức giận Ngược lại trong lòng có chút áy náy Nhưng khi biết đường vũ mất thật sự Là anh chàng hàng xóm Cô lại càng tức giận Có điều chạy xa như thế cô cũng hết giận rồi Thật ra cô cũng có lỗi Từ đầu anh đã nhận ra cô Thế nhưng phải đợi đến bây giờ Khi mà chính miệng anh nói ra cô mới biết nghĩ lại ánh mắt của anh kỳ nãy hình như cô hơi nặng lời thì phải có nên xin lỗi không nhỉ dù sao cũng là cô có lỗi châu lộ lộ nghĩ nghĩ tự nhiên cảm thấy lạnh mới phát hiện ra cô đang đứng ở gần bờ hồ mà điện thoại thì hết pin từ khi nào rồi em cũng tới đây đi dạo sao thật trùng hợp châu lộ lộ giật mình quay lại thấy thẩm tư hiền đứng sau lưng cô mỉm cười Nụ cười của anh lúc nào cũng dịu dàng như vậy Nếu không phải là đường vũ nhảy vào phá và đám Hẳn là lúc này cô đang yêu đương Hẹn hò với anh mới đúng Ai ra thật không hiểu tại sao Cô lại có thể thích con người Lắm chiều kia được nữa Mà nhắc mới nhớ Đường vũ là anh hàng xóm Vậy thẩm tư hiên là ai Châu lộ lộ thất thần nhìn thẩm tư hiên Trời cảm thấy trên vai nặng nặng Mới nhận ra anh đã đem áo khoác của mình Khoác lên người cô Mặc ít như vậy không lành sao Thật lâu mới gặp được em Cùng đi dạo chứ Hai người sóng vai đi bên bờ hồ Châu lộ lộ mấy lần ngập ngừng Muốn hỏi lại thôi Em có chuyện gì sao Không có Cô vội vàng lắc lắc đầu Thẩm Tư Hiền cũng không gặng hỏi chỉ cười Em về ăn Tết với gia đình đấy à Đúng vậy Anh cũng vậy sao Ừ lộ lộ Thẩm Tư Hiền chợt gọi giật lại anh nắm vai của cô, xoay cô lại đối diện với mình. Em có thể đừng tránh mặt anh hay không? Mấy tháng nay, anh đã rất nhớ em. Em... Vốn chỉ định tới đây tìm một chút may mắn. Không ngờ lại gặp được em ở đây. Em có biết anh nhìn thấy em đã vui cỡ nào không? Thẩm Tư Hiền lúc nào nói chuyện cũng chậm rãi, lễ độ cũng không kém phần xa cách. Nhưng chỉ vì gặp được cô trong lòng âm thầm kích động, vội vàng bày tỏ lòng mình càng nói lại càng không kiềm chế được mà kéo cô ôm vào trong lòng lộ lộ em như thế này anh rất buồn châu lộ lộ thất kinh muốn đẩy thẩm tư hiên ra nhưng không được ở phía xa xa đường vũ nhìn thấy toàn bộ cảnh này nắm chặt chiếc điện thoại trong tay không nói một lời liền quay người rời đi châu lộ lộ cố gắng mấy lần vẫn không đẩy được thẩm tư hiên ra đành nói không phải em có ý tránh anh chỉ là gần đây hẹn hò với bạn trai xin lỗi Lập tức vòng tay đang ôm cô cô cũng nới lòng Em nói sao Lộ lộ Em không thích anh Cũng không cần phải lừa anh như vậy Em không có lừa anh Dạo trước em đã gặp người mà em vẫn chờ đợi Em yêu anh ấy Thật sự xin lỗi anh Biểu tình của thẩm tư hiền Còn đau lòng hơn cả khi cô từ chối anh mấy lần Em không cần phải xin lỗi Giá như lúc trước anh không buông tay Thì có lẽ bây giờ em vẫn là của anh. Nếu lúc đó anh biết mình yêu em nhiều đến vậy, anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu. Tức là trên đời không có giá như, càng không có nếu. Châu lộ lộ nhất thời kinh ngạc, hai mắt mở to. Lúc trước, chúng ta từng sao? Thẩm tự hiền cười khổ. Trương Ngọc Lai nói nhất định em không nhận ra anh, không ngờ là thật. Thật xin lỗi, em nhận nhầm anh thành người khác. Chỉ vì em không yêu anh mà buông tay là sai lầm lớn nhất của anh. Hiện tại hối hận đã không kịp nữa rồi. Cô chợt nhớ tới rất lâu trước kia có người từng nói với cô. Em không yêu anh, em chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một người bạn gái một cách máy móc. Châu lộ lộ yêu thương không phải như thế. Lộ lộ, em yêu anh ta chứ? Châu lộ lộ gật đầu chắc như đình đóng cột bà nói. Rất yêu, cảm giác như không phải anh ấy thì người khác đều không cần. Thẩm Tư Hiệp một lần nữa ôm cô vào lòng không vội vàng như khi nãy mà là rất dịu dàng, lặng lẽ ôm cô một lát rồi lặng lẽ buông ra. Đã như vậy anh chúc em hạnh phúc. Nắng chiều kéo cái bóng của anh thật dài, trông thật cô độc. Châu lộ lộ quay về nhà, không nghĩ tới đường vũ lại không có ở đây. Bất đắc sĩ đành hỏi mẹ Châu. Vừa hỏi, liền đã ăn ngay một bạt tài thần trưởng của ma đại nhân tiểu đường nói công ty có việc gấp nên trở về công ty rồi. đột nhiên mẹ châu đổi giọng thở dài cũng không còn nhỏ nữa sao con cứ suốt ngày gây chuyện thế bà mẹ đã từng này tuổi rồi chỉ cần liếc mắt là biết tình cảm của con đối với nó sắp kết hôn rồi liệu mà cơ sở để mẹ mà biết con ức hiếp tiểu đường thì đừng có vác cái mặt này về nhà nữa nói một thôi một hồi trọng điểm chính là đường vũ mới là con của mẹ chứ gì châu lộ lộ vâng một tiếng rồi về phòng nghĩ đến những lời của thầm tư hiên chiều nay em yêu anh ta thật chứ rất yêu đúng vậy cô không hề nói dối đây chính là lời nói phát ra từ đáy lòng ngoài cảm giác trái tim rung động còn có cảm giác hạnh phúc chỉ khi ở bên cạnh anh mới có được nói đến đường vũ cơn giận trong lòng của cô thực sự đã vơi đi hơn phân nửa mà anh cũng nói không sai Trước giờ cô hầu như không để ý tới cảm xúc của anh Chỉ vì cô vẫn nghĩ Anh chỉ là nhất thời thấy cô thú vị Không nghĩ tới thì ra Anh cũng yêu cô nhiều như vậy Càng nghĩ càng cảm thấy ái náy Sao cô không nhận ra anh sớm hơn chứ Chậu lộ lộ lấy tấm ảnh đã rất lâu Không động đến ở trên bàn Trong hình vẫn là hai đứa trẻ Ngây thơ hồn nhiên Cô ngắm nhìn đường vỗ trong ảnh Ký ức chợt ùa về Vỗ ca ca giấu ra anh lại bắt nạt em vũ ca ca em đau chân lắm vũ ca ca em muốn đi ăn kfc cô bé trong ký ức vui vẻ nô đùa làm nũng với đường vũ đương nhiên anh thường xuyên bắt nạt cô nhưng cũng rất nuông chiều cô hầu như mọi yêu cầu của cô đều không từ chối rõ ràng chỉ là một mảnh ký ức lại sinh động đến bất ngờ châu lộ lộ chìm trong đó bất giác ngủ lúc nào không hay Sáng hôm sau, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là gọi điện cho Đường Vũ, chỉ là gọi rất lâu cũng không có người bắt máy. Cô nhớ mỗi lần cô gọi, anh gần như đều là bắt máy ngay lập tức, càng không có không bắt máy, khiến cho cô cũng quên mất giai điệu tút tút quen thuộc, có thể khiến người ta phát điên. Gọi khoảng 4 năm cuộc nhưng vẫn không có hồi âm, Châu Lộ Lộ bắt đầu lo lắng, công ty có chuyện khác gì khiến anh không thể không bắt máy khi lo lắng con người ta không ngừng suy nghĩ lung tung càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang và cả sợ hãi nữa kết quả là mấy tiếng đồng hồ sau cô đã xuất hiện dưới lầu công ty nhưng công ty lớn như thế ngoài mấy người bảo vệ và một số nhân viên coi trưởng thì chẳng thấy bóng dáng của đường vũ đâu hỏi nhân viên bảo vệ bọn họ chỉ nói không hề thấy giám đốc tới đây cô lại gọi cho đường vũ lần này điện thoại trực tiếp cúp máy sau đó tin nhắn gửi đến cô phát hiện đó là địa chỉ của một quán cà phê sao lại muốn cô đến đó chứ không lẽ muốn chia tay cô làm sao anh biết cô đang ở thành phố à trong lòng bất an nhưng cô vẫn tới địa chỉ mà anh nói ngồi trên taxi từ xa cô đã trông thấy anh đang ngồi bên cửa sổ mà bên cạnh anh là một người phụ nữ người phụ nữ đó là một người mỹ cô chưa từng thấy cô ta lần nào cũng chưa từng nghe nhắc tới Châu lộ lộ một lần nữa lấy điện thoại gọi cho anh Chiếc điện thoại màu đen ở trên bàn đổ chuông Cô thấy anh cầm lên xem Sau đó lại đặt xuống Nói là công ty có việc gấp Thực tế lại không hề đến công ty Gọi không bắt máy Hóa ra đang vui vẻ trò chuyện với người phụ nữ khác Anh căn bản là không muốn nghe điện thoại của cô Châu lộ lộ Nén nước mắt đang trượt trào nói Bác tài xế à Có thể đi được rồi Châu Lộ Lộ và Trương Ngọc Lai vẫn hẹn nhau ở quán rượu quen thuộc. Trương Ngọc Lai cũng không ít. Rượu đã ngấm rồi, lúc này cuộc trò chuyện của hai ma men mới bắt đầu. Nói là trò chuyện nhưng lại chẳng ăn nhập gì với nhau. Đường vũ khốn khiếp. Lúc đầu anh ta đòi yêu đương, phản bội cũng là anh ta. Đúng là chết tiệt mà. Giới sự giáo dục hà khác của ma ma đại nhân, Châu Lộ Lộ gần như không biết chửi đồng là thế nào cho nên ngoài khốn khiếp thì cô cũng chỉ biết chửi khốn khiếp thôi. Một tên đàn ông giữ cũng không được, cậu đúng là vô dụng. Vậy xin hỏi Trương Đại Tiểu Thư, cô có bản lĩnh giữ được đàn ông mà cũng phiền lòng à? Trương Ngọc Lai uống cạn ly rượu. Chính vì giữ được mới phiền lòng đấy, ngủ ngốc. Trông lộ lộ cao mày, cô không thích bị trời như vậy. Trương Ngọc Lai mặc kệ cô tiếp tục nói. Bà mẹ Tiểu Hằng không đồng ý cho bọn tớ kết hôn, thậm chí còn ép anh ấy đi xem mát cậu nói xem nhìn bạn trai của mình đường đường chính chính đi xem mát nhưng lại không thể phản đối không thể ngăn cản không thể tỏ thái độ không vui không thể chửi người ta rốt cục là thế nào chứ đã một tuần không gặp a hằng rồi thật là nhớ quá châu lộ lộ cũng nói hai ngày rồi không được gặp đường vũ thật là nhớ đi vì vậy hai cô gái ôm chai rượu chửi người biến hai cô gái ôm chai rượu khóc đến hoa lệ đái vũ. Vẫn là Tiêu Hằng đưa hai người về nhà. Anh nhìn thấy hai người phụ nữ ngồi ở ghế sau, ôm nhau hết khóc rồi cười, chỉ biết thở dài. Mấy ngày nay, A à Lai buồn, anh đương nhiên là biết, nhưng lại chẳng thể làm được gì cho cô. Năm năm trước, anh tình cờ quen với cô trong bữa tiệc nào đó. Ban đầu chỉ cảm thấy cô giống hệt như những tiểu thư nhà khác, kiều càng ngạo mạn nói chuyện luôn luôn không nhượng bộ anh cũng không nhớ khi nào cô chú ý tới anh Gần như cô có thể ở khắp mọi nơi Thình lình xuất hiện trước mặt của anh Rồi tươi cười nói Thật trùng hợp Ban đầu là buộc phải chú ý đến cô Sau đó bắt đầu rung động từ lúc nào không hay Dần dần cũng phát hiện ra Cô gái này thật ra không giống như vẻ bề ngoài Lúc nào cũng tỏ vẻ không để ý Nhưng khi bị anh trêu chọc Cũng sẽ đỏ mặt Hồn mồi cũng đỏ mặt Thi thoảng sẽ là cố chấp ngang ngạnh thi thoảng lại làm nũng như một đứa trẻ. Những điều này cũng chỉ có một mình anh có thể biết. Nghĩ những chuyện trước đây khóe miệng của Tiêu Hằng bất giác cong lên. Quen nhau từ ngày cô ấy còn là sinh viên trường điện ảnh, đến nay đã trở thành diễn viên nổi tiếng. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng quyết tâm nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Chỉ là không ngờ tới, bà mẹ vốn chẳng nề hà chuyện anh qua lại với ai. Bọn họ tin tưởng con mắt của anh, tin tưởng anh sẽ đem về cho họ một cô dâu như ý nhưng cuối cùng người phản đối kịch liệt nhất cũng chính là họ chỉ vì a lai là con gái cưng của đối thủ một thời tiêu hằng nhìn trương ngọc lai không tiếng động thở dài mất bao lâu mới có thể tìm thấy người mà mình toàn tâm toàn ý yêu thương đúng lúc người đó cũng hết lòng yêu thương mình chứ vậy nên a lai anh nhất định không chấp nhận để chúng ta rời xa nhau trong lòng của tiêu hằng âm thầm hạ quyết tâm khi châu lộ lộ và trương ngọc lai tỉnh dậy thì tiêu hằng đã sớm không thấy bóng dáng chỉ thấy tờ giấy nhắn trên bàn bữa sáng trên bàn hầm lại là có thể ăn buổi tối anh sẽ về a à, lai anh sẽ không buông tay lai lai người đàn ông của cậu để lời nhắn này wow anh ấy còn biết nấu cơm nữa sao tuyệt thật đấy trương ngọc lai nhìn giấy nhắn mỉm cười hạnh phúc nghe châu lộ lộ nói thì hất cảm tự đắc người chị đây chọn đương nhiên là không giống với người đàn ông của cậu mà không phải chưa tới mười ngày nữa là cưới rồi à thế cậu định thế nào hồi nãy có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm đấy còn phải chụp ảnh cưới đã chọn váy cưới chưa châu lộ lộ đang vui vẻ ăn đã lập tức giống như quả bóng xỉ hơi tớ cũng không biết nữa mẹ tớ mà biết nhất định sẽ giết tớ mất vậy cậu cứ định ở đây mãi sao sao châu lộ lộ hỏi với vẻ mặt ngây thơ không thể à nhà cậu rất rộng mà ở nhờ một chút cũng không cho sao hiển nhiên là không biết rằng bản thân đang sáng cỡ nào trương ngọc lai đỡ chán thở dài mấy ngày sau tại công ty lộ vũ thường xuyên có màn thế này phó tổng hào hòa phong độ của bọn họ bất chấp hình tượng cả ngày theo sau tổng giám đốc lặp đi lặp lại một câu hỏi khi nào cậu mới đón vợ cậu đi sau đó tổng giám đốc luôn tươi cười gần đây lại như ăn phải trái núi băng cộng với một tấn thuốc nổ lại nhạt bà đáp cốt vì vậy mọi người mới biết thì già cô châu lộ lộ hình như không có bản lĩnh gì đó không những quyến rũ được tổng giám đốc đáng kính mà quan hệ với vợ chồng phó tổng cũng không tồi hai người thế nào tôi không quan tâm nhưng đừng có làm ảnh hưởng đến người khác chứ tiêu hằng một mạch đi theo đường vũ vào tận phòng tổng giám đốc bên ngoài còn có mấy cái tai nghe đang nghe ngóng. Này, rốt cuộc cậu đã làm gì khiến cô nhóc kia vừa yêu vừa hận cậu thế hả? Cả ngày đều chửi, đường vũ là tên đàn ông khốn khiếp, còn chăm chỉ hơn cả tụng kinh nữa đấy. Là ai đã dùng thủ đoạn buộc người ta kết hôn với cậu? Bây giờ hôn lễ sát đít rồi, lại bỏ mặc không quan tâm. Tôi với A à Lai muốn tổ chức hôn lễ biết bao nhiêu mà còn không được kia kìa. Người được thì lại không coi ra gì. Ông trời đúng thật là bất công. Đường vũ giờ này vẫn im lặng Chợt nở nụ cười chua chát Là chính cô ấy không muốn kết hôn Tôi có thể làm gì Cô ấy căn bản không yêu tôi Từ đầu đến cuối đều là tôi dụ dỗ ép buộc Đến cuối cùng vẫn là không yêu Tiêu hàng giống như đang nhìn kẻ ngốc Cậu chắc chứ Đường vũ gật gật đầu Bên nhau lâu như vậy Đều là anh quấn quýt lấy cô Anh không gọi cho cô Cô cũng sẽ không gọi cho anh Cô chưa từng chủ động ôm anh hay hôn anh Bên ngoài luôn tỏ ra không sao Chỉ có anh mới biết được Anh có bao nhiêu bất an Sợ là buông lỏng một chút cô sẽ chảy mất Anh làm sao lại không muốn kết hôn với cô chứ Nhưng anh quá mệt mỏi rồi Có lẽ cũng nên buông bỏ thôi Đội ngũ nghe lén ở bên ngoài liếc mắt nhìn nhau trao đổi suy nghĩ Thế ra không phải châu lộ lộ Quyến rũ giám đốc Mà là giám đốc dụ rỗ người ta hiếm khi có thể nhìn thấy vẻ mặt chán nản của đường vũ tiêu hằng vỗ vai của cậu mấy cái xem như an ủi rồi đi ra ngoài nghe thấy tiếng bước chân đội ngũ nghe lén nhanh chóng dẹp qua một bên người nhìn đông kẻ nhìn tây tỏ vẻ tôi không làm gì cả cuối cùng vẫn có người không nhịn được mà hỏi tiêu hằng dù sao phó tổng bọn họ cũng là người vui vẻ hỏi một chút chắc không sao đâu nhỉ phó tổng à có phải tổng giám đốc của chúng ta gần đây thất tình Tiêu Hằng vẫn cười rộ lên Không phải mấy người nghe thấy hết rồi sao Anh chàng ngượng ngùng gãi đầu Anh có cách nào giúp cho Tổng Giám Đốc không Chúng tôi thật sự rất hoài niệm Tổng Giám Đốc trước kia Tổng Giám Đốc như bây giờ ấy à Thật sự là anh hiểu ý tôi mà Tiêu Hằng gật gật đầu Đơn giản lắm Làm giám đốc của các anh hết thất tình là được Anh nhân viên đơ người Chỉ chứ Nó là thứ không nói vậy trước ngày tổ chức hồn lễ 5 ngày. Châu Lộ Lộ đang ngây ngốc ngồi trong nhà của Trương Ngọc Lai, không biết là lần thứ bao nhiêu xem điện thoại rồi lại thất vọng đặt xuống. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, Châu Lộ Lộ vội vàng cầm lên xem, hoàn toàn thất vọng. Người cô mong không gọi cho cô, thành ra thái độ nói chuyện cũng không tốt. Alo, người gọi điện là một đồng nghiệp cũ, cô tự mình cảm thấy quan hệ với người này không tốt lắm, thật không biết tại sao cô ta lại gọi điện cho cô. Này, này Châu Lộ Lộ, sao mấy hôm nay cô không tới công ty vậy? Ai ra, mới đầu năm mà đã loạn hết cả lên rồi. Cô không biết đâu, để tôi nói cho cô nghe. Tổng giám đốc cứ như là thất tình ấy. Không có việc gì là lôi một đám nhân viên ra, chửi cho hà giả. Không thì làm việc không ngừng nghỉ đến tận đêm khuya, rồi bắt cả công ty phải tăng ca theo. Làm việc nhiều quá, kết quả sáng nay ngất xỉu vào viện rồi. Cô nhân viên còn nói gì đó, nhưng cô căn bản không nghe thấy vội vàng gọi điện cho trợ lý của đường vũ mới biết được anh thật sự ngất xỉu hiện đang ở bệnh viện thành phố đến giờ vẫn chưa tỉnh sức khỏe dường như rất không tốt Châu lộ lộ lò đến mức chẳng kịp suy nghĩ quần áo cũng không kịp thay cứ thế mà chạy tới bệnh viện Tiết trời mới vào xuân còn chưa hết lạnh mà cô lại không hề cảm thấy lạnh chút nào Châu lộ lộ rất nhanh gần như là đi như chạy cho nên đột nhiên pha vải một người bị ngã là điều khó tránh khỏi Cô ngồi trên mặt đất, ngỡ tới người nào đó, vẫn còn hôn mê không tỉnh, nước mắt lại trượt trào ra. Cô mấy lần vẫn không nhịn được, ôm đầu mà khóc tu tu. Cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh cô thở dài. Châu lộ lộ, em khóc cái gì? Khóc cũng không cho sao. Bạn trai của người ta hôn mê bất tỉnh rồi. Ai sẽ cùng tôi làm lễ cưới đây? Càng nói lại càng ấm ức, thế là cô khóc càng to hơn. Tên đàn ông đáng ghét đó, Phản bội thì cũng thôi đi Lại làm người ta lo lắng thế là sao Đường vũ nhìn cô khắp đến khuôn mặt đều nước mắt Chỉ biết kéo cô ôm vào trong lòng Nhẹ nhàng vỗ về Lộ lộ ngoan đừng khóc Anh không sao Châu lộ lộ đang khóc nhiệt tình bỗng im bạt Đường vũ lo lắng gọi Lộ 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 Bây giờ cô mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt Ngạc nhiên đến vô tội Đường vũ anh không phải đang hôn mê không tỉnh à quần áo trên người của anh cũng là com lê calavat nghiêm chỉnh chứ không phải đồng phục bệnh nhân đường vũ lắc lắc đầu tiêu hàng nói với anh em bị sốt cao không giảm em không sao mà thấy được khóc đến kinh thiên động địa thế kia muốn có sao cũng là hơi khó bây giờ nghĩ lại vẻ mặt cô tiêu hàng lúc đó dường như rất gian chỉ là anh quá lo lắng cho nên mới không nhận ra lại nhìn ra bộ quần áo mỏng manh trên người cô. "Em rất lo cho anh sao?" Châu Đậu Lộ chợt tỉnh hồ, biết là mình bị lừa, lập tức mà chối phát đi. "Ai, ai lo cho anh chứ? Đừng, đừng có mà ảo tưởng, anh đã không sao thì tôi về đây." Đường Vũ lập tức giữ cô lại. "Không phải nói không muốn kết hôn sao?" "Không, không có." Vốn định phản bác, nhưng mọi âm thanh đã bị Đường Vũ nuốt gọn châu lộ lộ thừa nhận rằng em yêu anh thì sẽ chết sao châu lộ lộ bỗng giật mình cái gì mà thừa nhận với không thừa nhận ai thèm yêu anh chứ dáng vẻ thất tình của ai đó thoáng chốc đã bay mất sạch khôi phục lại vẻ đạo mạo trước kia nhướng mày em thường nhìn bộ đồ trên người của mình mà xem châu lộ lộ theo phản xạ cúi đầu nhìn không cách nào có thể phản bác ảo não không thôi đường vũ đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt của cô ra sau tay Giọng nói chưa bao giờ dịu dàng đến vậy Trên đời này Tình yêu là thứ duy nhất không thể nào che giấu Nếu có người không nhìn thấy Hoặc cố tình không thấy Hoặc là kẻ ngốc chính hiểu Mà cô chính là trường hợp thứ hai Không chạy đi đâu được Mà anh cũng ngốc chẳng kém gì cô Đúng là con người khi yêu Chỉ số EQ thì tăng vọt Mà IQ thì lại thấp đến bất ngờ yêu hay không yêu cũng đâu quan trọng. Anh vốn dĩ cũng đâu có yêu tôi. Chết tiệt, cô ngốc này vẫn còn chưa hiểu sao. Đường Vũ thầm rủa trong lòng, vội vàng giải thích. Ai nói? Chầu lộ lộ ngắt lời. Còn cần gì ai nói? Từ đầu anh nhận ra tôi, nhưng lại chẳng nói một lời. Cả ngày đùa giỡn tôi giống như con ngốc. Bắt tôi phải nấu cơm cho anh, làm thư ký cho anh. Vui thì gọi đến, không vui thì đuổi đi ngang ngược nói muốn tôi làm bạn gái, không quan tâm tôi có muốn hay không. Cho dù đó cũng là mong muốn của cô, nhưng không phải anh nên hỏi, em làm bạn gái của anh được không, hoặc là mấy câu đại loại như thế. Châu lộ lộ hít mũi tận lực để nước mát không chảy ra. Tất cả mọi chuyện đều là mong muốn của anh, đến khi không cần nữa thì đá bay tôi, là một lý do cũng không có. Đường vũ, anh có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi hay không? Đường Vũ nghe cô chất vấn im lặng hồi tưởng lại từ lúc gặp cô đến nay Trêu chào cô là muốn cô chú ý đến anh Không nói ra thân phận của mình là vì muốn cô tự mình nhận ra Muốn cô ở bên cạnh anh Nói cũng đúng, vốn dĩ là vì yêu cô Nhưng anh hầu như không suy nghĩ cho cảm xúc của cô Đổi lại là người khác có lẽ sẽ hiểu Nhưng dường như anh đã quá đề cao trí thông minh của cô rồi Lại càng không thể nào hiểu được cách thức mà anh theo đuổi cô Đường Vũ giết châu lộ lộ vào lòng, lao đi những giọt nước mắt của cô, đặt một độ hồn trên chán, kiên định mà nói. Châu lộ lộ, anh yêu em. Em không hiểu cách anh đi đường vòng, không sao, anh đi đường thẳng là được. Năm ngày sau, rất cục thì hôn lễ mà rất nhiều người mong mỏi cũng không diễn ra. Họ phải tiếp tục chờ thêm 20 ngày nữa. Ai ra, thật sự là một sự mong mỏi được uống rượu mừng của dếp lớn Ít ra bọn họ cũng có thể thả lòng được rồi Xếp lớn cuối cùng cũng dừng lại sự nghiệp ăn thuốc nổ Còn nữa Nghe nói phó tổng tiêu hằng Điển trai người người của bọn họ Cũng sắp lấy vợ rồi Hình như cũng là 20 ngày sau Một đám nhân viên tụ tập buôn chuyển Không hẹn mà cùng nhăn mặt Đùa không vậy Bọn họ cùng tổ chức một ngày Chúng ta phải làm sao Cũng đâu có thể phân thân ra được Không phải chứ Sao xếp lớn bọn họ lại làm khó chúng ta thế Hiện tại hai nữ nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ thư thái vừa ăn hoa quả vừa xem phim còn hai vị giám đốc thì vui vẻ nhận công việc viết thiếp mời. Đường Vũ và Châu Lộ Lộ vốn có thể kết hôn sớm như dự định nhưng vì mong muốn được tổ chức chung cùng với bạn thân Trương Ngọc Lai Đường Vũ cũng đành chiều vợ đợi cũng lâu rồi đợi thêm hai chục ngày nữa cũng không sao cả nhưng mà có vẻ lâu hơn anh nghĩ. Đột nhiên Trương Ngọc Lai quay sang nói với Châu Lộ Lộ Đúng rồi, cậu có nhớ mời mấy người thẩm tư hiên, Trương Quang, Liễu Đại Hành. Trương Ngọc Lai một hơi nói ra mời mấy cái tên. Còn một số người tạm thời chưa nhớ ra, cứ vậy trước đi. Châu Lộ Lộ ngơ ngác, thẩm tư hiên thì cô biết, nhưng còn mấy người kia. Họ là ai thế? Bạn trai cũ của cậu. Này, đừng có nói là không nhớ người ta chứ. Bọn họ nghe nói cậu kết hôn đều muốn tham dự đấy. Chán của đường vũ nổi gân xanh, Châu lộ lộ, rốt cục thì em có bao nhiêu bạn trai cũ vậy hả? Châu lộ lộ nhìn khuôn mặt giận dữ của chồng tương lai, lại nhìn thấy vẻ rành mánh của Trương Ngọc Lai, âm thầm trường mắt với bạn, đang yên đang lành sao lại gây chuyện thế hả? Anh giận gì chứ, ai lại không có vài người? Chẳng qua của cô hơi nhiều một chút thôi, không phải sao? Đường vũ trước tiên là lạnh mặt, đuổi hai người kia về, sau đó mới khoanh tay đứng trước mặt cổ cổ trường mắt. Cái gì gọi là ai cũng có vài người Anh ngoài em ra Thì một người cũng không có Châu lộ lộ vẻ mặt khó tin Đường vũ lại sầm mặt Đột nhiên bế cô đi về phía phòng ngủ Trong tiếng là hết Anh chờ em mòn mỏi Em lại thoải mái yêu đương hẹn hò như vậy Không được Hôm nay anh nhất định phải phạt em Để xem sau này còn dám nhìn người đàn ông khác hay không Châu lộ lộ cười vang Không dám, không dám nữa đâu Cô ngấp như vậy nhưng anh vẫn luôn kiên nhẫn bước theo từng bước một cho đến tận hôm nay dạy cho cô thế nào là yêu một người tin tưởng một người ngốc một chút thì sao chứ người ngốc có phúc của người ngốc mà các bạn thân mến vậy là chúng ta vừa nghe xong câu chuyện rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian để chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại